Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 41. Áo vải sát thần không phải Liễu Xanh Nhất Kiếm đối thủ, huống chi hắn dựa vào một hơi chống đỡ, vậy cũng chớ dùng sức mạnh. Dùng sức mạnh hắn sẽ chết. Dù là bất tử, cũng sẽ không lại đề cao. Chính hắn đến. Nhìn xem Diệp Quân Lâm đem áo vải sát thần đẩy ra, cái sau ngoan ngoãn đứng ở một bên. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cứ việc vừa rồi không ai có thể tiếp cận Diệp Quân Lâm quanh thân, nhưng kia cũng là Liễu Sinh nhất tộc phế liệu, căn bản tính không được cao thủ. Mọi người không có đem Diệp Quân Lâm coi thành chuyện gì to tát. Chỉ là áo vải sát thần đồ tôn thôi. Nhưng hôm nay nhìn điệu bộ này, dường như có điểm gì là lạ. Hắn là áo vải sát thần đồ tôn sao? Nhìn xem Diệp Quân Lâm đứng ra, Liễu Xanh Nhất Kiếm ngược lại là sững sờ. Ngươi là người phương nào? Hắn không khỏi dò hỏi. Liễu Sinh Thiên Phong bọn người vừa vặn giải thích Diệp Quân Lâm là áo vải sát thần đồ tôn thời điểm, Diệp Quân Lâm thanh âm vang lên, ta là giết chết Liễu Sinh Kiếm ảnh người. Một câu kích thích ngàn cơn sóng, Diệp Quân Lâm lời này mới ra, ở đây Liễu Sinh nhất tộc tất cả mọi người chấn kinh. Liễu Sinh Kiếm ảnh không phải áo vải sát thần giết sao? Không đúng. Nhìn kỹ, tất cả mọi người phát giác được sự tình không thích hợp. Vừa mới mọi người cùng áo vải sát thần giao thủ qua. Bọn hắn thừa nhận áo vải sát thần đầy đủ mạnh, cũng không có mạnh đến đủ để nghiền ép Liễu Sinh nhất tộc cao thủ. Vừa mới đối đầu Liễu Sinh nhất tộc, hắn cũng là lảo đảo, bị thương rất nặng. Liền thực lực như vậy sao có thể làm được giết chết Liễu Sinh Kiếm ảnh? Không có khả năng. Mà lại dựa theo Liễu Sinh Kiếm ảnh kiểu chết đến xem hoàn toàn là bị nghiền ép, hắn dường như căn bản không có cái gì năng lực phản kháng. Điểm này áo vải sát thần làm không được. Áo vải sát thần dù là có thể giết đến Liễu Sinh Kiếm ảnh, mình cũng phải bị thương 7-8 phần. Thế nhưng là vừa tới thời điểm, áo vải sát thần thế nhưng là không có thụ một điểm tổn thương. Cho nên, Liễu Sinh Kiếm ảnh căn bản cũng không phải là áo vải sát thần giết. Không phải hắn giết, như vậy chỉ có thể là. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhao nhao nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Là hắn. Nguyên lai giết Liễu Sinh Kiếm ảnh chính là hắn. Sai. Hết thảy đều sai. Độ biên nhất tộc tình báo căn bản chính là sai lầm. Hắn tuyệt không phải áo vải sát thần đồ tôn. Thậm chí áo vải sát thần tại đông đảo rời sông lấp biển, liên phá tứ đại thế lực, sợ là bởi vì người thanh niên này. Áo vải sát thần chỉ là phụ trợ. Cường giả chân chính là hắn. Ngươi căn bản không phải Lý áo vải đồ tôn. Ngươi cũng không phải đông đảo người, ngươi là đại hạ người. Liễu Sinh Thiên Phong hoảng sợ nói. Những người khác cũng nhao nhao đều kịp phản ứng. Không cần những người khác nói, Liễu Xanh Nhất Kiếm đã đối Diệp Quân Lâm coi trọng. Đối mặt Diệp Quân Lâm, để hắn nghĩ tới một người. Một cái mang cho qua hắn thất bại người. Đây chính là duy nhất một lần thất bại a. Trùng hợp chính là người kia cũng là đại hạ người. Liễu Xanh Nhất Kiếm đem người kia coi là cả đời địch nhân, từ khi sau khi thất bại, hắn liền ở gia tộc phía sau trên núi lửa bế quan. Ngày qua ngày, năm qua năm. Hắn rèn luyện cái kia thanh bảo kiếm đồng thời, cũng tại rèn luyện mình ma luyện mình. Cái này mấy chục năm đến nay, chính là cái này một cái tín niệm báo thù. Đánh bại hắn. Hiện tại Diệp Quân Lâm giết hắn yêu nhất hậu đại, lại tăng thêm Diệp Quân Lâm cho hắn một loại rất giống cả đời địch nhân khí chất. Liễu Xanh Nhất Kiếm cả người đều muốn sôi trào. Hắn chiến ý giạt rào, trạng thái nháy mắt đến đỉnh phong. Hôm nay, là ta xuất quan thời gian. Cũng là thanh kiếm này phá phong thời khắc, liền lấy ngươi tế kiếm. Chém thần chi kiếm, đầy đủ để ngươi vinh quang. Liễu Xanh Nhất Kiếm hét lớn. Ý hắn rất đơn giản, Diệp Quân Lâm có thể chết ở trảm thần kiếm hạ cũng là một loại vinh quang. Diệp Quân Lâm mặt không biểu tình nhìn xem Liễu Xanh Nhất Kiếm, trước kia ta đáng ghét nhất cầm thương chỉ vào người của ta, hiện tại ta phiền người khác cầm kiếm chỉ ta. Nghe nói như thế, áo vải sát thần xấu hổ cúi đầu. Hắn trước một hồi không phải như thế sao? Cầm một thanh kiếm lúc ẩn lúc hiện, bị Diệp Quân Lâm hung hăng giáo huấn. Hiện tại Liễu Xanh Nhất Kiếm ra hỏa này không cũng giống như vậy sao? Như vậy hạ chàng khẳng định cũng cùng mình đồng dạng, thậm chí càng thảm hại hơn một điểm. Giết! Liễu Xanh Nhất Kiếm cuồng hống một tiếng. Chém thần chi kiếm hoành ra. Một cỗ nuốt hết hoàn vũ khí tức khủng bố phóng xuất. Chỗ đến, kinh khủng sát phạt cùng hủy diệt tính khí thế trải rộng. Thanh kiếm này, xác thực đến nói là võ sĩ đao. Rõ ràng là lại phổ thông bất quá chất liệu,
nhưng tại nóng hổi trong nham tương trải qua mấy chục năm thiên truy bách luyện sau. Đã là tuyệt thế bảo kiếm. So thần kiếm thương khung còn muốn đáng sợ. Áo vải sát thần sắc mặt biến. Cái này liễu xanh nhất kiếm thật là khủng khiếp. Đông đảo còn có dạng này cổ xưa cấp nhân vật. Hắn có thể cảm nhận được liễu xanh nhất kiếm khí thế như rồng giống như hổ, khí huyết bành trướng như biển, ẩn ẩn truyền đến lôi đình bắn nổ thanh âm. Hắn đã đến một cái khác cấp độ. Là hắn mục tiêu kế tiếp. Trách không được Diệp Quân Lâm tự thân lên, không để hắn ra tay. Oanh! Liễu xanh nhất kiếm trong hai con ngươi thần quang trầm tĩnh, giống như lôi điện. Đáng sợ hủy diệt khí thế giống như là núi lửa phun trào bao phủ mà tới. Khí tức của hắn mẫn diệt chúng sinh, hắn uy nghiêm dám lay trời địa. Đây chính là lão tổ sao, quá khủng bố đi. Chấm. Liễu sinh nhất tộc tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Bọn hắn lộ ra trước nay chưa từng có thần sắc. Liễu sinh nhất tộc sẽ không vong, đồng thời bọn hắn sẽ làm đến toàn bộ đen mặt trời đều làm không được. Lão tổ quá khủng bố. Một trận đại chiến bắt đầu. Xuy. Liễu xanh nhất kiếm hai con ngươi bên trong nhật nguyệt tinh thần đảo ngược, thân thể chân khí giống như giang hải lao nhanh ngàn vạn dặm, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn một kiếm này đại biểu cho hủy diệt. Oanh! Diệp Quân Lâm đấm ra một quyền. Ầm! Nắm đấm cùng chảm thần kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau. Toàn bộ thế giới tựa như nổ tung, tất cả bối cảnh biến thành màu trắng đen. Đây là tận thế cảnh tượng. Trong khoảnh khắc, liễu sinh nhất tộc tổ trạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liền cách đó không xa cỡ nhỏ núi lửa bộc phát đều bị mạnh mẽ ngăn chặn. Cả tòa núi đều đang lắc lư, thậm chí sụp đổ. Đây chính là hai đại siêu cấp cường giả uy lực. Cộc 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 cộc. Có thể khiến đám người khiếp sợ là Diệp Quân Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một trận động tĩnh khổng lồ truyền đến, liễu xanh nhất kiếm vậy mà lui năm bước. Mỗi lui một bước đều là đất rung núi chuyển. Liễu xanh nhất kiếm đôi mắt bên trong lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Người trẻ tuổi này vậy mà dựa vào nắm đấm bước lui hắn. Cách đó không xa áo vải sát thần bọn người càng là kinh hãi. Này sao lại thế này? Liễu xanh nhất kiếm muốn bại sao? Không, ta đánh giá thấp ngươi. Thiên thần một đao chém. Liễu xanh nhất kiếm gào thét một tiếng. Trong tay chém thần chi kiếm bộc phát ra đáng sợ tia sáng, giống như liệt nhật lóa mắt. Ách ha! Ở đây rất nhiều người đều bị cái này đáng sợ kiếm quang đốt bị thương con mắt. Một cỗ kinh khủng sát phạt khí tức càng là tràn ngập cả phiến thiên địa. Liễu xanh nhất kiếm hai tay nắm chém thần chi kiếm, nâng quá đỉnh đầu, một kiếm đánh xuống. Mặc dù là nhất động tác đơn giản, thậm chí là đông đảo kiếm đạo bên trong kiến thức cơ bản, liền tiểu hài đều biết. Nhưng bị liễu xanh nhất kiếm dạng này thi triển đi ra, tựa như mỗi một bước, thậm chí mỗi một cái động tác đều ẩn chứa thiên địa ảo diệu. Hắn đã đạt tới một loại trước nay chưa từng có cảnh giới. Thường thường đơn giản nhất chiêu thức lại kinh khủng nhất. Liền cùng Diệp Quân Lâm nắm đấm đồng dạng. Mặc cho ngươi mọi loại pháp môn, ta một quyền phá đi. Đạo lý rất tiếp cận. Nói rõ liễu xanh nhất kiếm rất khủng bố rất khủng bố. Oanh! Liễu xanh nhất kiếm một chiêu này, đem tất cả lực lượng đều hội tụ tại chém thần chi bên trên. Một cỗ tới từ địa ngục tĩnh mịch khí thức truyền đến. Xoát xoát xoát. Rõ ràng là cực hạn đơn giản đồng thời chậm rãi một chiêu, giờ khắc này, lại phảng phất hơn ngàn kiếm vung chặt mà xuống. Từng cơn sóng liên tiếp. Một đợt so một đợt mãnh. Cuối cùng thiên kiếm hội tụ vì một kiếm. Là chém thần. Một kiếm này đều đem áo vải sát thần nhìn ngốc. Đây chính là hắn muốn theo đuổi cảnh giới A. Liễu sinh nhất tộc đều muốn vui đến phát khóc. Diệp Quân Lâm nhìn xem một kiếm này, hắn thở dài nói, hết thảy nên kết thúc. Ghi nhớ, người giết người gọi Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm một tiếng này quanh quẩn tại toàn bộ liễu sinh nhất tộc. Nghe vào trong tai mọi người, quả thực là thiên lôi cuồn cuộn. Diệp Quân Lâm. Người tên, cây có bóng. Đem hắn coi là đại địch liễu sinh nhất tộc tự nhiên biết đây là ai. Hắn. Hắn không phải chết sao. Hắn như thế nào còn sống? Lại còn xuất hiện tại liễu sinh nhất tộc? Không đúng. Diệp Quân Lâm. Trừ hắn, còn có thể là ai có thực lực này? Có thể tùy tiện phá hủy tứ đại thế lực, có thể tùy tiện giết chết liễu sinh kiếm ảnh, có thể đem lão tổ bức bách đến mạnh nhất triệu ra hiện. Hắn chính là Diệp Quân Lâm. Bọn hắn khẳng định thân phận. Lại không thể có suy nghĩ nhiều vì sao Diệp Quân Lâm còn sống. Liễu xanh nhất kiếm tự nhiên cũng biết Diệp Quân Lâm thân phận.
Cứ việc bế quan, đối vị này mới tấn cấp đại hạ thiên bảng thứ nhất, hắn tự nhiên biết. Dù sao lúc trước hắn duy nhất thua người kia là hôm trước bảng thứ nhất Nam Đế. Giết! Chẳng qua đối với hắn không nhiều lắm xúc động. Vô luận là ai, cũng phải chết ở hắn một kiếm này dưới. Oanh! Diệp Quân Lâm oanh ra bá đạo tuyệt luân một quyền. Quyền kình phảng phất muốn xé rách thế giới. Phảng phất thiên thần đánh ra một quyền. Ầm ầm. Diệp Quân Lâm cái này đấm ra một quyền, trên bầu trời vang lên sấm sét oanh bạo thanh âm. Giữa không trung mây mù vậy mà mạnh mẽ bị đuổi tản ra. Phảng phất ngay cả trời cũng tại tiếp nhận cái này đáng sợ một quyền. 8 lần vận tốc âm thanh. Một quyền này tốc độ Diệp Quân Lâm đạt tới cực hạn. Lực lượng càng là đáng sợ. Dù là một ngọn núi đều có thể đánh nát. Xuy. Một quyền này mang theo vòng quanh vô địch sức mạnh, trực tiếp xé rách kiếm khí. Ầm. Diệp Quân Lâm đáng sợ một quyền đánh vào Trảm Thần kiếm phía trên. Giờ khắc này, âm thanh lớn làm cho tất cả mọi người lỗ tai đều mất thông. Một đạo mây hình nấm tại bốc lên. Loại này cấp bậc uy lực tựa như siêu cấp vũ khí nổ tung đồng dạng. Tạch tạch tạch. Từng đợt vỡ vụn thanh âm truyền ra, chém thần chi kiếm phảng phất linh hồn bị rút lấy. Giờ phút này biến thành một cái lại phổ thông bất quá kiếm, vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh ra. Phốc, một quyền này đem Liễu Xanh Nhất Kiếm lĩnh ngộ được cực hạn một kiếm trực tiếp đánh tan. Liễu Xanh Nhất Kiếm bị đáng sợ quyền kình xuyên vào thân thể, các loại khí quan vỡ vụn. Một quyền đem Liễu Xanh Nhất Kiếm tôn nghiêm triệt để đánh không có. Liễu Xanh Nhất Kiếm không có tại chỗ chết mất, mà là như chó nằm dạp trên mặt đất. Hắn không động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắn bại, bị bại triệt triệt để. So với một lần trước thất bại còn muốn thảm. Lần này thất bại, trực tiếp đem mệnh ném. Phốc phốc phốc, trong miệng hắn không ngừng phun ra máu tươi. Không thể tin nhìn xem Diệp Quân Lâm. T, đám người phát ra đổ rút khí lạnh thanh âm. Diệp Quân Lâm hắn còn sống. Hắn vậy mà cường đại như vậy. Liền lão tổ cũng không là đối thủ. Báo thù. Hắn là đến báo thù. Bọn hắn rốt cục vì cái gì bị nhầm vào chính là đen mặt trời tổ chức. Trước đó xương áo vải sát thần là vì Diệp Quân Lâm báo thù. Nhưng mọi người luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lý do này dường như không đầy đủ. Hiện tại đã biết rõ. Bởi vì căn bản là Diệp Quân Lâm mình đến báo thù. Không chịu nổi một kích. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nhìn đám người liếc mắt. Cuối cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm chết. Liễu Sinh Nhất Tộc toàn bộ diệt vong. Một cái đều không có còn lại. Tiếp xuống, đen mặt trời tổng bộ. Diệp Quân Lâm cùng áo vải sát thần một người kéo lấy một cỗ thi thể. Tự nhiên là Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Liễu Sinh Kiếm ảnh. Trước mắt đông đảo bên ngoài mạnh nhất hai người. Áo vải sát thần đã rất chờ mong, đem hai người này thi thể ném ở đen mặt trời trong tổng bộ cảnh tượng. Những người kia sẽ nghĩ như thế nào? Đen mặt trời trong tổng bộ. Độ biên nhất tộc một bên ra lệnh cho người đang tìm kiếm Diệp Quân Lâm tung tích của hai người. Một bên khác tiếp tục tăng cường phòng thủ, phòng ngừa Diệp Quân Lâm cùng áo vải sát thần đến đánh lén. Đại nhân giống như có điểm gì là lạ, vừa mới chúng ta tra được áo vải sát thần tại Cửu Châu đảo vị nào đồ đệ tuyệt không thu đồ. Áo vải sát thần bên người thân phận của người kia không rõ. Lúc này độ biên nhất tộc tình báo tổ tra được tin tức. Cái gì, giả sao? Độ biên nhất tộc cao tầng lập tức hoảng sợ nói. Đúng, không sai, thân phận của người này hẳn là giả. Lúc này đám người đồng loạt nhìn về phía Hách Vũ Hiên. Hách Vũ Hiên cũng là một mặt ngây ngốc. Kia cá nhân thân phận lại có lầm. Chủ yếu là mọi người chú ý lực tất cả áo vải sát thần trên người một người, những người khác là bị sơ sót. Càng sẽ không đem một nhân vật nhỏ đặt ở trên thân. Cái này người có thể là ai? Độ biên nhất tộc hỏi. Hách Phú Hiên suy nghĩ một chút nói, có thể là cùng Diệp Quân Lâm có liên quan cao thủ đến báo thù, cũng có thể là áo vải sát thần cái nào đó đồ đệ, dù sao bọn họ sinh rất nhiều. Độ biên nhất tộc độ biên không chúng lập tức điều ra rất nhiều tin tức cùng tư liệu tới. Căn cứ phía trước tứ đại thế lực bị diệt trừ hiện trường chiến đấu cùng các loại tư liệu đến nói, cho tới nay xuất thủ là áo vải sát thần. Vị này tuyệt không tham dự. Vậy hắn chính là cái tiểu lâu la, là chúng ta quá lo ngại. Mà lại các ngươi ngẫm lại đại hạ còn có thể có cao thủ gì đến. Vẫn là vì Diệp Quân Lâm đến báo thù. Chấm. Mọi người nghĩ lại, tựa như là quá mức khẩn trương. Như vậy đi, nhanh đi tra vị này thân phận.
mặt khác lại cho ta điều tra thêm bọn hắn ở nơi nào rồi. Nhanh lên. Chấm. Làm đen mặt trời nghĩ bức thiết biết Diệp Quân Lâm hai người đi cái kia thời điểm. Toàn thế giới cũng đều muốn biết hai người này đi đâu rồi. Áo vải sát thần uy danh chấn thiên hạ. Nhất là tại đại hạ càng là nóng nảy. Người người đều cho rằng hắn là kế tiếp Diệp Quân Lâm. Ông trời vừa mới lấy đi Diệp Quân Lâm, lại trả lại một cái đáng sợ áo vải sát thần. Nếu như áo vải sát thần có thể đem đông đảo các thế lực lớn quét ngang. Như vậy đại hạ mất đi Diệp Quân Lâm thương tích liền có thể khép lại. Rõ ràng đã phục chế Hứa Chính Kiệt thí nghiệm thành công Richard, làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Áo vải sát thần hoành không xuất thế, với hắn mà nói không phải rất tốt tin tức. Nếu không phải vừa mới thành công Hứa Chính Kiệt thấp phối bản năng lượng thể vẫn còn quan sát giai đoạn, Richard đều muốn mang lấy hắn thẳng đến đông đảo đến. Đi, khởi động chúng ta tại đông đảo lực lượng giúp một chút bọn hắn. Tìm xem người, hoặc là cung cấp một điểm vũ lực đi. Hiện tại Richard toàn lực rất lớn, có thể tùy ý điều động toàn thế giới các nơi chư thần phòng thí nghiệm dưới chướng lực lượng. Hắn lặng lẽ thu xếp ở vào đông đảo lực lượng đi trợ giúp đen mặt trời tổ chức. Chấm. Ước chừng nửa giờ sau. Chấn kinh toàn thế giới tin tức. Áo vải sát thần hai người xuất hiện. Bọn hắn lần nữa tiến về đen mặt trời tổ chức. Mặc dù không biết bọn hắn đi nơi nào, nhưng đen mặt trời tổ chức nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Chí ít biết bọn hắn ở nơi nào. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói là còn tin tức. Không đến mức nói phòng ngừa bị đánh lén, làm cho trên dưới đều lòng người bàng hoàng. Bọn hắn sắp đến rồi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị nghênh địch. Đen mặt trời tổ chức các lớn thủ lĩnh bắt đầu hạ lệnh. Cần chúng ta thông báo Liễu Sinh nhất tộc một tiếng sao? Có người hỏi. Không cần, thông chi cũng vô dụng. Bọn hắn không có khả năng đến, cùng chúng ta liên thủ, bọn hắn khinh thường. Đúng vậy à, không sai. Liễu Sinh nhất tộc từ đầu đến cuối cho là chúng ta là phế vật, chúng ta không được. Dù là giết Diệp Quân Lâm, bọn hắn cho rằng là Richard công lao, cùng chúng ta quan hệ không lớn. Bọn hắn lại có lão tổ tọa chấn, từng cái cuồng ngạo muốn chết. Thôi được, để chúng ta diệt trừ áo vải sát thần, để Liễu Sinh nhất tộc nhìn xem, chúng ta không phải phế vật. Chấm. Sau đó không lâu, Diệp Quân Lâm cùng áo vải sát thần đi vào đen mặt trời tổng bộ. Nơi này thủ vệ xâm nghiêm. Hai người vừa đến, các loại vũ khí các loại cao thủ đều đồng loạt chuẩn bị động thủ. Đen mặt trời các lớn thủ lĩnh mang theo vô số cao thủ đi vào. Chúng ta một mực chờ đợi các ngươi đi tìm cái chết. Các ngươi rốt cục đến rồi. Độ biên không chúng bọn người cười nói. Hách Phú Hiên cũng xen lẫn trong đó, ánh mắt phức tạp. Diệp Quân Lâm cười cười, thật sao? Ta đến đem cho các ngươi trước đưa hai kiện lễ vật. Oanh! Oanh! Hai cỗ thi thể bị ném ở trước mặt mọi người. Diệp Quân Lâm xảy ra bất ngờ cử động, để ở đây đen mặt trời tổ chức tất cả mọi người là sững sờ. Đây là cái gì? Hai cỗ thi thể. Ai? Mọi người nhao nhao nhìn sang. Này danh đầu phát bạc trắng lão giả không biết, nhưng lại giống như có chút quen mặt, chỉ là nghĩ không ra. Hắn là ai? Còn thật không biết. Một vị khác đâu? Nhìn quen mắt. Tựa như là. Không được. Trời. Đây không phải là Liễu Sinh nhất tộc tuyệt thế thiên tài Liễu Sinh kiếm ảnh sao? Mặt trời bảng thứ nhất tiểu kiếm thánh. Lại nhìn liếc mắt. Chính là hắn. Cỗ thi thể này vậy mà là Liễu Sinh kiếm ảnh. Trong thời gian thật ngắn, mọi người trong đầu hiện lên từng cái phức tạp suy nghĩ. Nội tâm trải qua lấy đồng dạng phức tạp chuyển biến. T. Là Liễu Sinh kiếm ảnh. Hắn chết như thế nào rồi? Đây không có khả năng a. Chấm. Đánh giá ra thi thể là Liễu Sinh kiếm ảnh, nhưng mọi người cũng không tin. Ai có thể giết hắn a? Quả thực tại khôi hài. Liễu Sinh kiếm ảnh gây đều không thể trêu vào, chớ đừng nói chi là giết hắn. Không thể nào là hắn. Không phải hắn, không có khả năng. Có người kinh hô liên tục. Không, các ngươi nhìn, trên người hắn thanh kiếm kia. Thập quyền kiếm. Đúng, đây chính là Liễu Sinh kiếm ảnh thập quyền kiếm. Không sai, cái khác đều có thể mô phỏng, nhưng thập quyền kiếm không có khả năng. Cảm nhận được nó cường đại sát khí sao, thập quyền kiếm sẽ không gạt người. Đây chính là Liễu Sinh kiếm ảnh thi thể. Chấm. T. Giờ khắc này, đám người nhao nhao đổ rút khí lạnh, khắp cả người phát lạnh. Liễu Sinh kiếm ảnh vậy mà chết rồi. Đây chính là mặt trời bảng mạnh nhất a.
Chết rồi. Cái này. Xác định đây là chuyện gì thực về sau, đám người cả kinh tròng mắt đều muốn bay ra ngoài. Quá không thể tin. Như vậy một vị khác đâu. Lúc này đen mặt trời trong tổ chức có vị lão giả đột nhiên lộ ra hoảng sợ đến cực điểm thần sắc. Hắn. Miệng hắn ra tóc rung động, nửa ngày mới nói rõ ràng một câu, ta nhớ được hắn. Hắn là Liễu Sinh nhất tộc lão tổ, kiếm thánh Liễu Xanh nhất kiếm. Cái gì? Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, lời này mới ra, toàn trường tất cả mọi người tê cả da đầu, tròng mắt đều muốn bay ra ngoài. Vừa mới Liễu Sinh kiếm ảnh mang cho mọi người rung động liền đủ cường đại. Hiện tại tới một cái mạnh hơn, kiếm thánh Liễu Xanh nhất kiếm thi thể. Ngươi không nhìn lầm a, Liễu Sinh nhất tộc lão tổ làm sao lại chết? Có người nghi ngờ nói. Ta trước kia may mắn gặp qua kiếm thánh một mặt, ta nhận ra hắn, chính là hắn, đó chính là hắn. Còn có Liễu Sinh kiếm ảnh thi thể cũng tại a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trải qua lão giả nhắc nhở, tất cả mọi người trong đầu cấp tốc xem chuyện này. Liễu Sinh kiếm ảnh thi thể khẳng định. Như vậy Liễu Xanh nhất kiếm thi thể cũng sẽ không có giả. Trời ạ! Trời sập! Đông đảo trước mắt bên ngoài mạnh nhất hai người đều chết rồi. Đây là ai làm? Độ biên nhất tộc đều mưu sĩ nhóm một cái tiếp một cái kịp phản ứng. Vừa mới vì sao áo vải sát thần hai người biến mất không thấy gì nữa. Thời gian dài như vậy bọn hắn đi đâu rồi? Bọn hắn phái đi ra nhiều người như vậy đi tìm tung tích của hai người. Bất kỳ địa phương nào đều tìm lượt. Nhưng duy chỉ có một chỗ không có tìm. Liễu Sinh nhất tộc. Vô luận tại ai xem ra, Liễu Sinh nhất tộc đều là chỗ an toàn nhất. Cho nên nơi nào không cần tìm. Nhưng chẳng ai ngờ rằng chính là bọn hắn hết lần này tới lần khác đi Liễu Sinh nhất tộc. Minh bạch. Hết thảy đều minh bạch. Hai người này biến mất khoảng thời gian này, tuyệt đối là đi Liễu Sinh nhất tộc. Nhưng bọn hắn sức chiến đấu cũng quá mạnh đi. Liễu Sinh kiếm ảnh cùng Liễu Xanh nhất kiếm đều chết rồi. Như vậy Liễu Sinh nhất tộc đều diệt rồi. Đây cũng quá đáng sợ đi. Mọi người ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa áo vải sát thần, chỉ gặp hắn toàn thân máu tươi, khí tức yếu ớt, hiển nhiên là thụ cực nặng thương thế. Trước đó áo vải sát thần biến mất trước, thế nhưng là không nhuốm bụi trần. Hiện tại xuất hiện đều bị thương thành dạng này. Đây tuyệt đối là đem Liễu Sinh nhất tộc diệt trừ. Mặc dù áo vải sát thần đủ cường đại, liền Liễu Sinh nhất tộc đều giết. Nhưng hắn hiện tại thụ thương thành dạng này, gặp được binh cường mã tráng đen mặt trời cũng là đường chết một đầu. Báo, tin tức mới nhất, Liễu Sinh nhất tộc ra đại sự. Liễu Sinh nhất tộc bị diệt, tính cả lão tổ kiếm thánh cùng mặt trời bảng thứ nhất Liễu Sinh kiếm ảnh đều chết. Lúc này rốt cục có thám tử điều tra đến tin tức. Liễu Sinh nhất tộc đã bị diệt. Nghe được xác định tin tức. Tất cả mọi người ngực như là ép một khối đá lớn. Quả nhiên là thật. Chẳng qua áo vải sát thần đã bị thương thành dạng này. Xem ra vì diệt trừ Liễu Sinh nhất tộc hắn trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Trách không được sẽ mang Liễu Xanh nhất kiếm hai người thi thể tới. Sợ là muốn cầm hai cỗ thi thể trấn trụ bọn hắn a. Buồn cười. Nghĩ rõ ràng hết thảy về sau, đám người cũng từ trong rung động tỉnh táo lại. Áo vải sát thần cường đại đến không gì sánh kịp, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Liễu Sinh nhất tộc bị hắn diệt. Hắn xác thực siêu cấp châu bò. Thế nhưng là hắn hiện tại bị thương thành dạng này, còn tới tìm bọn họ để gây sự. Đây không phải muốn chết sao? Lý áo vải chúng ta thật sự là không nghĩ tới, người cường đại đến loại trình độ này. Thậm chí ngay cả Liễu Sinh nhất tộc đều diệt, nếu là ngươi lúc trước đến tìm chúng ta, căn bản không ai ngăn được ngươi. Đáng tiếc a, ngươi đi trước Liễu Sinh nhất tộc, dẫn đến ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương. Ngươi còn lấy cái gì đấu với chúng ta? Ngươi tới, đừng để bọn hắn sống. Độ biên nhất tộc một chút lệnh. Rất nhanh, đen mặt trời tổng bộ xuất hiện hơn vạn cao thủ, đem nơi này lộ tuyến phong kín. Các loại vũ khí hiện đại cũng khởi động. Vậy chúng ta chỉ có thể vì Liễu Sinh nhất tộc báo thù. Biết áo vải sát thần loại trình độ này thương thế là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người lộ ra nụ cười tới. Lúc này áo vải sát thần đột nhiên cười. Nụ cười này thấy trong lòng mọi người run rẩy. Cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ngươi vì cái gì cười? Có người hỏi. Ha ha, các ngươi chẳng lẽ thật cảm thấy ta có thực lực diệt trừ Liễu Sinh nhất tộc a? Áo vải sát thần hỏi ngược lại.
cái gì ý tứ? Chẳng lẽ không phải ngươi? Chấm. Mọi người dần dần kịp phản ứng. Áo vải sát thần là mạnh không sai, nhưng đại khái chiến lực mọi người vẫn là dự đoán đến. Coi như hắn so Liễu Sinh kiếm ảnh lợi hại, đây đã là cực hạn đi. Hắn sao có thể giết chết Liễu Xanh nhất kiếm đâu? Cái này là chuyện không thể nào. Không phải hắn làm, này sẽ là ai làm? Tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía bên cạnh Diệp Quân Lâm. Cái này một mực bị bọn hắn sơ sót nhân vật. Ngay tại trước một khắc, Độ Biên nhất tộc ngành tình báo còn tra được thân phận của hắn có dị nghị. Bây giờ xem ra chính là hắn. Hơn vạn ánh mắt đồng loạt rơi vào Diệp Quân Lâm trên thân. Ngươi là ai? Đây là mọi người trong suy nghĩ nghi vấn. Chẳng lẽ cái này nhân tài là diệt trừ Liễu Sinh nhất tộc vị nào? Diệp Quân Lâm cười cười, chờ ta đem bọn hắn đều giết, sẽ nói cho ngươi biết một người. Giết hắn. Độ Biên không chúng lập tức hạ lệnh. Tất cả cao thủ thẳng hướng Diệp Quân Lâm hai người. Đen mặt trời hôm nay diệt. Diệp Quân Lâm thở dài một tiếng. Chấm. Một trận đơn phương đổ sát bắt đầu. Đừng nhìn Đen mặt trời tổ chức nhân số đông đảo, nhưng chiến đấu lực liền Liễu Sinh nhất tộc cũng không sánh nổi. Làm sao có thể cùng Diệp Quân Lâm đấu? Tới một cái giết một cái. Đến một đôi giết một đôi. Chấm. Khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là thi thể. Toàn bộ Đen mặt trời trong tổng bộ tràn ngập phải tràn đầy. Bọn hắn càng đánh càng kinh ngạc. Cái này là thế nào chiến lược a? Quá khủng bố. Một người đè ép Đen mặt trời tổ chức đánh. 1.000. 500. 300. Chấm. 200. 100. Chấm. Không có. Đen mặt trời tổ chức chỉ còn lại Độ Biên nhất tộc mấy đại mưu sĩ cùng Hách Vũ Hiên bọn người. Bọn hắn nhao nhao hoảng sợ nhìn xem Diệp Quân Lâm. Mỗi người đều dọa sợ. Một nhân đồ giết mấy vạn cao thủ tràng cảnh vậy mà thật tồn tại. Vẫn là bọn hắn tận mắt thấy. Ngươi đến cùng là ai? Hách Vũ Hiên đã sắp điên. Những người khác cũng thế. Đang muốn trả lời Diệp Quân Lâm, khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười, Lại có người đi tìm cái chết rồi. Đến không phải người khác. Chính là Richard phái tới chi viện Đen mặt trời cao thủ. Người đầu tiên xông vào đến, bị trước mắt luyện ngục cảnh tượng cho hù sợ. Cái thứ hai xông tới, đâm vào thứ trên người một người. Lập tức cũng bị trước mắt một màn hù đến. Phanh phanh phanh. Xông người tiến vào càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người ngăn ở cửa chính. Trọn vẹn vài trăm người mắt trợn tròn. Độ Biên tiên sinh, chúng ta là Richard tiên sinh phái tới trợ giúp các ngươi. Người tới cho thấy thân phận. Richard. Đây không phải hướng trên họng súng đụng sao? Diệp Quân Lâm chậm rãi nhặt lên một cây chủy thủ. Siêu. Hắn tiện tay ném đi, chủy thủ hóa thành một luồng sấm sét bắn ra. Giống như đạn. Phốc. Vạch ra mấy trăm mét khoảng cách, trực tiếp đem phía trước nhất một người xuyên thủng. Phốc. Người thứ hai lại bị xuyên thủng. Chủy thủ vẫn như cũ tốc độ không giảm xuyên thấu người thứ ba. Người thứ tư. Người thứ năm. Chấm. Chủy thủ trong đám người không ngừng xuyên qua, mang theo từng đạo tơ máu. Chói lọi mà thêm mỹ. Hách Vũ Hiên cùng Độ Biên nhất tộc mưu sĩ nhóm đều muốn điên. Còn có thể dạng này. Diệp Quân Lâm mấy trăm mét bên ngoài vô hình điều khiển một cây chủy thủ, vậy mà đem vài trăm người xuyên thủng, một cái đều không có lưu lại. Cái này cần là cảnh giới gì a? Thiên thần một loại tồn tại đi. Phù phù. Phù phù. Chấm. Richard phái tới người toàn bộ đều đổ xuống. Một cái đều không có sống sót. Thần tích. Liên bố áo sát thần đều lần nữa nhìn ngốc. Diệp Quân Lâm vừa rồi điều khiển một cây chủy thủ xuyên thủng vài trăm người cử động nhìn như đơn giản, nhưng cần quá mạnh lực khống chế. Hách Vũ Hiên đám người đã nhưng triệt để chết lặng. Quá mạnh. Ngươi. Hiện tại có thể nói cho các người biết, ta là Diệp Quân Lâm. Nói, Diệp Quân Lâm khuôn mặt biến hóa, khôi phục thành hắn dáng dấp ban đầu. Cái gì? Diệp Quân Lâm ngươi còn sống? Quỷ A. Chấm. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm lộ ra lúc đầu khuôn mặt, tất cả mọi người sắp điên. Hắn vậy mà là Diệp Quân Lâm. Hắn vậy mà không chết. Làm sao có thể? Diệp Quân Lâm rõ ràng là bọn hắn cùng Richard cùng một chỗ sắp đặt giết chết A. Bọn hắn nhìn tận mắt thi thể bị hủy diệt, mặc dù là cái mở đầu. Nhưng xác định Diệp Quân Lâm chết rồi. Hắn làm sao phục sinh?
không có khả năng. Đằng sau Richard liên tục nhiều lần xác nhận, Diệp Quân Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn làm sao lại sống? Nhưng sự thật bày ở trước mắt. Thật sự là hắn còn sống. Các ngươi đang nghi ngờ ta vì sao còn sống. Bằng các ngươi muốn giết ta còn kém xa lắm đâu. Ta sở dĩ giả chết, chính là muốn đến diệt trừ các ngươi. Diệp Quân Lâm cười cười. Cái này. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Ai có thể nghĩ tới hắn còn sống. Hắn thật sự là giết không chết a. Dạng này đều không chết a. Hách Phú Huyên phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cả người hắn toàn thân trên dưới không có một tia khí lực. Đều dọa sợ. Người môn hộ ngươi đến thanh lý. Diệp Quân Lâm đem Hách Phú Huyên một chân đá phải áo vải sát thần dưới chân. Sư tôn, cầu ngài tha ta một mạng a. Hách Phú Huyên bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ. Áo vải sát thần không nói gì, một bàn tay đập vào Hách Phú Huyên trên đầu. Lập tức, máu tươi phi kiếm. Hách Phú Huyên chết thấu thấu. Diệp Quân Lâm lại đem ánh mắt nhìn về phía độ biên nhất tộc mưu sĩ nhóm. Phốc, phốc, hắn tiện tay chụp chết hai cái, còn lại đều dọa đến ngao ngao trực khiếu. Ai không sợ chết a? Nhất là nhìn thấy nhiều như vậy người từng cái chết đi. Hiện tại ta chỉ có một cái nghi vấn, ai trả lời ta, ta có thể tha cho hắn bất tử. Diệp Quân Lâm nói, nghe được có sống sót hy vọng, mọi người liên tục không ngừng gật đầu. Nhao nhao đều biểu thị mình có thể trả lời vấn đề này. Vậy thì tốt, ta hỏi các ngươi, đen mặt trời bên trong bắt trước ta công pháp giá họa cho ta người là ai? Diệp Quân Lâm hỏi. Nghe được vấn đề này, mọi người sắc mặt đều biến. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nói đi, không nói toàn bộ đều chết. Ta nói. Đám người đồng loạt đều hô lên một cái tên. Diệp Quân Lâm cùng áo vải sát thần sau khi nghe được sắc mặt biến. Mặc dù cùng người kia có quan hệ, nhưng không nghĩ tới chính là hắn. Hỏa Vân Tà Thần. Hỏa Vân Tà Thần bản tôn, làm sao có thể? Diệp Quân Lâm cùng áo vải sát thần chăm miệng một lời. Diệp Quân Lâm bị bọn hắn hãm hại, bị hiểu lầm thành tà thần truyền nhân, cũng chính là Hỏa Vân Tà Thần đồ đệ. Nhưng mà làm nửa ngày, cái này bắt trước giá họa Diệp Quân Lâm người, chính là Hỏa Vân Tà Thần bản nhân. Cái này khiến Diệp Quân Lâm như thế nào tin tưởng? Áo vải sát thần cũng sẽ không tin. Nhưng người này chính là Hỏa Vân Tà Thần a, chúng ta thực sự không có lửa gạt ngài a. Độ biên nhất tộc đều gấp. Hắn làm như thế lý do đâu? Để mọi người hiểu lầm ta là đồ đệ của hắn, với hắn mà nói có ích lợi gì chứ? Diệp Quân Lâm nói. Cái này chúng ta không được biết, dù sao là hắn chủ động trợ giúp chúng ta. Mấy người nói. Diệp Quân Lâm cảm thấy càng phát ra nghi hoặc. Nếu như Hỏa Vân Tà Thần nghĩ phá hủy đại hạ võ đạo giới, hoặc là với ai có thù, đều có thể trực tiếp động thủ a. Hắn thực lực mạnh như vậy, đã từng thiên bảng đệ nhất. Lại có 7 đại tà thần chờ tà thần thế lực. Chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, ngàn vạn cường giả đi theo. Nghĩ làm cái gì? Thế nhưng là hắn vì cái gì làm như thế? Hết lần này tới lần khác muốn tìm lên song phương phân tranh. Muốn để Diệp Quân Lâm cùng đại hạ võ đạo giới va chạm. Không nói những cái khác, chính là 7 đại tà thần, nhưng đã từng đều là tùy tùng của hắn a. Hắn làm như thế, 7 đại tà thần những khả năng này toàn bộ sẽ chết. Như vậy hắn làm đây hết thảy làm gì? Hắn muốn thiết kế hại chết mình đã từng thủ hạ nhóm. Theo Diệp Quân Lâm biết, kiếm tà thần bọn hắn đối Hỏa Vân tà thần rất tôn trọng. Tuyệt đối không phải có chút cừu hận. Ở trong đó nhất định có vấn đề. Còn có Hỏa Vân Tà Thần dạng này một tôn đại thần sẽ nghe theo đen mặt trời tổ chức hiệu lệnh. Đến giá họa cho hắn. Không thích hợp. Siêu cấp không thích hợp. Các ngươi là thế nào liên hệ đến Hỏa Vân Tà Thần? Diệp Quân Lâm hỏi. Độ biên không chúng lắc đầu, không phải chúng ta tìm tới hắn, là hắn liên hệ đến chúng ta. Không, không đúng, hết thảy đều không đúng. Các ngươi không có nói thật đúng hay không? Diệp Quân Lâm nhìn xem độ biên nhất tộc mấy người âm thanh lạnh lùng nói. Mấy người lập tức bị Diệp Quân Lâm ánh mắt này thấy bối rối. Hỏa Vân Tà Thần nhân vật này là có, nhưng hắn kỳ thật mới là đen mặt trời tổ chức người sáng lập lão đại A. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Quân Lâm lời này mới ra. Độ biên nhất tộc mấy người lập tức sắc mặt đại biến. Không thể tin nhìn xem Diệp Quân Lâm. Ngươi, làm sao ngươi biết? Độ biên không chúng hỏi. Diệp Quân Lâm cười cười,
liền lấy một điểm đến nói. Liễu Sinh nhất tộc, bọn hắn cao ngạo như vậy tộc loại, trong tộc lại có tam đại siêu cấp cường giả tọa chấn. Bọn hắn hiện tại khinh thường tại cùng các ngươi liên thủ, như vậy lúc ấy vì sao muốn gia nhập đen mặt trời tổ chức đâu? Bọn hắn lúc trước khẳng định là khinh thường tại gia nhập. Trừ phi có người có thể trấn trụ bọn hắn, bức bách bọn hắn cưỡng ép gia nhập. Người này sẽ không là Đông Đảo, như vậy chỉ có thể là Hỏa Vân Tà Thần. Lại thêm có thể giá họa cho mình, Diệp Quân Lâm cơ bản liền có thể khẳng định Hỏa Vân Tà Thần chính là đen mặt trời lão đại. Độ biên nhất tộc chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhao nhao gật gật đầu, ai, không sai. Hỏa Vân Tà Thần mới là đen mặt trời đầu mục, cũng chỉ có thực lực như vậy tồn tại, khả năng đem nhiều như vậy thế lực tụ tập lại. Khả năng đem Liễu Sinh nhất tộc dạng này ngạo khí ra hỏa chinh phục. Ban đầu là hắn phái người đi bắt trước giá họa ngươi. Hắn ở sau lưng điều khiển qua hết thảy. Chấm. Diệp Quân Lâm nghĩ đến tại Thiên Đãng Sơn gặp được cái kia bắt trước mình người. Chẳng qua xem ra không phải Hỏa Vân Tà Thần, đoán chừng là Hỏa Vân Tà Thần mới đổ đệ một loại. Bây giờ suy nghĩ một chút nhìn, hẳn là Hỏa Vân Tà Thần không tại, cho nên Liễu Sinh nhất tộc mới như vậy ngạo khí, không cùng các ngươi liên thủ. Diệp Quân Lâm hỏi. Không sai, là như vậy. Đám người gật gật đầu. Diệp Quân Lâm lại tiếp tục hỏi thăm, như vậy Hỏa Vân Tà Thần bây giờ ở nơi nào? Về sau hắn không gặp, từ khi Richard hợp tác với chúng ta đến nay, hắn liền biến mất. Hiện tại liền Richard cũng không biết đen mặt trời thủ lĩnh là Hỏa Vân Tà Thần. Từ đó về sau, Hỏa Vân Tà Thần cùng hắn người rốt cuộc không có xuất hiện qua. Độ biên nhất tộc là ăn ngay nói thật. Lần này Diệp Quân Lâm nhìn ra bọn hắn không có nói láo. Thật sự là không nghĩ tới còn có thể liên lụy ra tới một cái Hỏa Vân Tà Thần đến. Chẳng qua Hỏa Vân Tà Thần là về sau sự tình. Hiện tại đen mặt trời tổ chức kết thúc. Diệp Đại Sư ngài phía trước nói, chỉ cần chúng ta cái gì đều nói, liền sẽ không giết chúng ta đúng không? Độ biên nhất tộc mấy người khẩn trương muốn chết. Sợ Diệp Quân Lâm cho bọn hắn giết. Diệp Quân Lâm cười cười, đương nhiên sẽ không. Ta Diệp Quân Lâm nhất ngôn cửu đỉnh, nói tha các ngươi một mạng chính là tha các ngươi một mạng. Nói Diệp Quân Lâm quay người rời đi. Độ biên nhất tộc tất cả mọi người lộ ra thần sắc hưng phấn tới. Bọn hắn có thể còn sống. Diệp Quân Lâm quả nhiên tuân thủ tin nặc. Diệp Quân Lâm rời đi, đang cùng áo vải sát thần sượt qua người thời điểm, hắn nói ra, lão Lý, giao cho ngươi. Lập tức, áo vải sát thần lộ ra một vòng nụ cười khát máu. Chậm rãi đi hướng độ biên nhất tộc mấy người. Sát ý. Đám người từ áo vải sát thần trên thân cảm nhận được nồng đậm sát ý. Bọn hắn ý thức được áo vải sát thần muốn giết bọn hắn. Không phải, ngươi muốn làm gì? Đúng a, Diệp Đại Sư đều bỏ qua chúng ta, hắn nói tuân thủ hứa hẹn, tha cho chúng ta một mạng. Ngươi chẳng lẽ muốn để Diệp Đại Sư làm trái lời hứa? Chấm. Mấy người gấp, lập tức chỉ trích áo vải sát thần. Vừa mới Diệp tiên sinh nói hắn tha các ngươi không sai, nhưng ta không biết a. Hắn là hắn, ta là ta a, ta sẽ không bỏ qua các ngươi a, ta muốn giết các ngươi. Áo vải sát thần giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem độ biên nhất tộc đám người. Lúc này, chúng người mới ý thức được vấn đề không thích hợp. Diệp Quân Lâm giở trò lừa bịp. Không đúng, hắn là tha mọi người một mạng a. Thế nhưng là xem nhẹ áo vải sát thần ra hỏa này. Mấu chốt người ta nói có đạo lý, căn bản không có cách nào phản bác a. Minh bạch, đây là Diệp Quân Lâm mưu kế. Hắn đã sớm nghĩ kỹ. Cái này, vân vân chờ, phốc phốc, phốc phốc. Mấy đạo huyết tiễn vọt mạnh, độ biên nhất tộc mấy người toàn bộ ngã trong vũng máu. Tốt, đi địa ngục rồi nói sau. Chấm. Áo vải sát thần làm xong đây hết thảy, lập tức đi theo. Từ đó đen mặt trời tổ chức toàn bộ hủy diệt. Đương nhiên trừ Hỏa Vân Tà Thần tôn đại thần này. Không sao, chuyện này trước mắt chỉ có Diệp Quân Lâm cùng áo vải sát thần biết. Những người khác không biết được hiểu. Tại mọi người xem ra, đích thật là đen mặt trời toàn quân bị diệt. Ngay tiếp theo chư thần phòng thí nghiệm tại Đông Đảo thế lực cũng là bị một lần phá hủy. Rất nhanh tin tức truyền khắp Đông Đảo, truyền khắp toàn thế giới. Thứ nhất, Liễu Sinh nhất tộc hủy diệt, Liễu Sinh kiếm ảnh cùng Liễu Xanh nhất kiếm chí cường giả hủy diệt. Thứ hai, độ biên nhất tộc cùng Đông Đảo ngũ đại cổ võ đạo thế gia liên hợp đen mặt trời tổ chức hủy diệt. Thứ ba, áo vải sát thần toàn thân trở ra. Áo vải sát thần Đông Đảo một trận chiến, chấn kinh thế nhân.
Trước có Diệp Quân Lâm một cái Bắc Minh chiến đao giết tới chiến ưng quốc tuyệt vọng, bây giờ có áo vải sát thần chấm dứt đỉnh chiến lực quét ngang đông đảo. Cái này hai đại đại hạ truyền kỳ danh chấn thế giới. Khủng bố, coi là thật khủng bố. Xem ra cùng Diệp Quân Lâm một trận chiến qua đi, áo vải sát thần thực lực tăng vọt. Hắn hôm nay không thể so Diệp Quân Lâm kém a. Không, thậm chí ta cảm giác muốn mạnh hơn một chút. Ông trời là công bằng, vừa mới mang đi một cái Diệp Quân Lâm, lập tức trả lại một cái áo vải sát thần. Ta đại hạ quả nhiên lợi hại. Chấm. Áo vải sát thần khủng bố như vậy chiến lực, hưng phấn nhất không ai qua được đại hạ dân chúng. Tân thần đã xuất hiện. Áo vải sát thần lấy đỉnh tiêm chiến lực đăng đỉnh. Diệp Quân Lâm ngươi nhìn thấy sao? Áo vải sát thần đã có thể tiếp nhận ngươi gánh, ngươi yên tâm đi thôi. Ngươi thấy được chưa? Ngươi có thể nghỉ ngơi. Đại hạ có rất nhiều người bắt đầu tế bái chết đi Diệp Quân Lâm, gọi hắn nghỉ ngơi. Tính cả bảy đại tà thần cũng đều đi vào Diệp Quân Lâm mộ địa trước, hô lớn, chủ nhân, ngài thù đã có người thay ngài báo. Chẳng qua chúng ta biết, còn có cửu nhân còn sống. Thù này chúng ta nhất định phải báo. Chấm. Viêm Long Vệ cùng Diệp Quân Lâm quen biết nhóm cũng đều nhao nhao đi vào Diệp Quân Lâm mộ địa trước. Xác thực nói là mộ chôn quần áo và di vật. Dù sao hiện tại Diệp Quân Lâm thi thể đã không có, chỉ có hắn vật cũ những cái này mai táng lên. Diệp lão đệ, thấy được chưa, ta đại hạ luôn có anh hùng sẽ đứng ra. Ta tin tưởng cái này thịnh thế như ngươi mong muốn. Thê tử của ngươi hài tử những cái này không cần lo lắng. Có chúng ta đâu, mà lại bọn hắn bản thân liền rất cường đại. Chấm. Áo vải sát thần Phượng Hoàng Niết Bàn, lần nữa rời núi, cho đám người cực độ chấn kinh. Cũng lần nữa đặt vững đại hạ võ đạo giới địa vị. Cực kỳ hưng phấn vẫn là áo vải sát thần tản mát ở các nơi môn sinh. Bọn hắn lấy sư phụ làm vinh. Không chỉ như thế, liền bọn hắn địa vị của mình cũng nước lên thì thuyền lên. Đạt được vô số người tôn kính cùng chỗ tốt. Áo vải sát thần môn sinh cái danh xưng này vang dội toàn thế giới. Người người đều muốn bái nhập môn hạ. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều người đến bái áo vải sát thần môn sinh làm đồ đệ. Dạng này gián tiếp tính được, bọn hắn cũng có thể cùng áo vải sát thần dính líu quan hệ. Nhận mọi loại sủng kính. Đồ đệ đều có thể như thế. Càng đừng đề cập áo vải sát thần. Nếu là hắn tùy tiện xuất hiện ở nơi nào, tuyệt đối gây nên oanh động cực lớn. Biết chân tướng áo vải sát thần liên tục thở dài, ta là mạnh lên không sai. Nhưng ta còn xa xa không tới loại trình độ này a. Diệp Quân Lâm cười cười không nói chuyện. Lần này mang áo vải sát thần đến cũng là tốt. Có thể đem tất cả lực chú ý đều chuyển di nên cho hắn. Không phải nếu như là mình một người. Sợ hiện tại toàn thế giới đều đang điên cuồng điều tra thân phận của mình a. Thậm chí Richard bên kia đã hoài nghi Diệp Quân Lâm chết hay không. Đây đối với hắn kế hoạch tiếp theo rất khó. Rất có thể sẽ sớm bại lộ cho Richard. Chẳng qua có áo vải sát thần ở đây, vậy liền dễ làm nhiều. Cứ việc danh tiếng danh dự đều bị áo vải sát thần lấy đi. Thế nhưng là lực chú ý cũng đều bị hắn chuyển di. Chẳng qua để một bộ phận nghi ngờ là thiên sách phủ thiên cơ các chậm chạp đều không có đổi mới đại hạ thiên bảng. Dựa theo áo vải sát thần bây giờ chắc tuyệt thành tích, tăng thêm Diệp Quân Lâm đã qua đời. Áo vải sát thần lẽ ra là có thể xếp tại thứ nhất. Chẳng qua thiên cơ các từ đầu đến cuối không có đổi mới đại hạ thiên bảng. Có người giải thích nói, đại khái suất là vì kỷ niệm Diệp Quân Lâm, cũng vì cảnh cáo địch nhân a. Đúng vậy a, Diệp Quân Lâm thật sự là một đời thiên kiêu, muốn ta vẫn là sẽ đem hắn thu xếp tại thứ nhất. Chấm. Chẳng qua nước ngoài các thế lực lớn khu vực đều đem áo vải sát thần liệt vào tồn tại hết sức nguy hiểm. Cùng trước đó Diệp Quân Lâm là một cái cấp bậc. Liền Richard cùng chư thần phòng thí nghiệm đều muốn đối áo vải sát thần chiến lực tiến hành mới ước định. Triệt để tra rõ ràng hắn thực lực như thế nào tăng lên tới cấp bậc này, muốn nhất cẩn thận. Richard rất tức giận. Đen mặt trời tổ chức là cái rất tốt hợp tác minh hữu. Nói diệt liền diệt rồi. Tính cả mình phái đi người cũng đều diệt. Tổn thất quá lớn. Mà lại áo vải sát thần rõ ràng chính là tại cho Diệp Quân Lâm báo thù. Hắn không thể không phòng chuẩn bị. Nếu như áo vải sát thần muốn tới, vừa vặn thử xem chúng ta mới vật thí nghiệm, năng lượng thể. Richard cười lạnh. Hắn hiện tại ngược lại là rất chờ mong áo vải sát thần có thể đến. Hắn nơi này có rất nhiều vật thí nghiệm chờ lấy chiến lực thành quả đâu.
nếu như có cao thủ đến đây vậy nhưng thật sự là quá tốt. Vừa mới hắn nhóm thứ hai thí nghiệm hoàn thành. Tổng cộng 10 người tiến hành lạp tử va chạm. Chết 8 người, thành công 2 cái. Đồng thời so nhóm đầu tiên thành công cái kia mạnh hơn. Chấm. Đi, mang ta đi nhìn xem tiếp xuống người thí nghiệm. Richard đi vào một chỗ nhà giam địa phương. Bên trong vậy mà giam giữ. Những người này không phải người khác. Chính là Lý Triệu hai nhà người. Lý Văn Hải, Lý Văn Phi, Lý Tùng Khuê cùng Trương Văn Thao, Triệu Quân Phi bọn người. Lúc trước Đại Hạ quốc khó, bọn hắn thoát đi đến Chiến Ưng quốc. Thế nhưng là về sau Đại Hạ thành công ngắm bắn về sau, Chiến Ưng quốc thẹn quá hóa giận, đem bọn hắn tước đoạt toàn bộ tài sản, đuổi ra Chiến Ưng quốc. Dẫn đến bọn hắn về Đại Hạ về không được, Chiến Ưng quốc cũng đi không được. Bọn hắn hoàn toàn không có thân phận. Cùng dã nhân đồng dạng sinh tồn ở việc không ai quản lý khu vực. Mỗi ngày trải qua so chó hoang còn thảm thời gian. Nhận hết các loại gặp trắc trở. Nếu không phải bọn hắn luyện qua một điểm võ, sợ là toàn bộ đều phải chết. Về sau Richard tại làm Hứa Chính Kiệt thí nghiệm thời điểm, nghĩ đến những người này. Muốn cầm bọn hắn làm vật thí nghiệm đến cải tạo. Cho nên hạ lệnh phái người đi tìm, không nghĩ tới thật đúng là toàn bộ tìm được. Đem Trương Văn Thao bọn người mang về sau. Richard mệnh lệnh để cho thủ hạ sử dụng gen dược vật, siêu cấp huyết thanh cùng các loại sinh vật kỹ thuật đến tăng cường thể chất của bọn hắn, phát triển kích phát đầu óc của bọn hắn. Tóm lại muốn toàn phương vị cải tạo bọn hắn, để bọn hắn các phương diện đều đột nhiên tăng mạnh. Từ đó thân thể đạt tới có thể tham gia Hứa Chính Kiệt lạp tử va chạm thí nghiệm tư cách. Không, còn muốn tiếp tục tăng cường. Richard muốn để bọn hắn tất cả mọi người thành công, không nghĩ người nào đó chết. Hắn muốn bắt những người này đi báo thù. Đây mới là thoải mái nhất. Biết là ai đem các ngươi hại thành dạng này sao? Richard hỏi. Diệp Quân Lâm. Vừa nhắc tới cái này, Trương Văn Thao nổi gân xanh. Lúc trước bọn hắn nghe nói là Diệp Quân Lâm hạ lệnh cấm, không để bọn hắn những người này lại về Đại Hạ. Dù là trong nhà lão nhân cầu tình, Diệp Quân Lâm cũng là cương trực công chính, chưa từng đáp ứng. Cho nên tại mọi người nhìn lại, đây là Diệp Quân Lâm một tay tạo thành. Là Diệp Quân Lâm hủy bọn hắn. Nếu như ta cho các ngươi một cái báo thù cơ hội, các ngươi muốn hay không? Richard hỏi. Đám người trần trừ một lúc. Nhất là Lý Văn Phi mấy người, âm nhạc cảm giác có bẫy. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Không sai, ta nói rõ đi. Ta cũng muốn để Diệp Quân Lâm chết. Ta chính là muốn lợi dụng các ngươi giết chết hắn. Ta chỗ này có một hạng thí nghiệm có thể cải tạo các ngươi. Richard sau khi nói xong, đám người hơi tự hỏi một chút. Nếu như không đáp ứng, bọn hắn sẽ chết. Ngược lại không bằng đáp ứng. Vừa vặn Diệp Quân Lâm vẫn là cửu nhân. Một công đôi việc sự tình. Bọn hắn trước mắt tin tức bế tắc, căn bản không biết Diệp Quân Lâm đã vẫn lạc sự tình. Cho nên Richard nhìn như nói thật, thực tế đem bọn hắn toàn đặt vào. Được, chúng ta đáp ứng. Chúng ta nhất định phải giết chết Diệp Quân Lâm. Chấm. Richard rất hài lòng bọn hắn dạng này. Đến lúc đó mượn bọn hắn đối Diệp Quân Lâm cửu hận, có thể để cho bọn hắn chiến lực tối đại hóa, đồng thời cũng dễ dàng khống chế. Bây giờ xem ra tình thế tốt đẹp a. À. Chẳng qua cũng có tai họa ngầm. Thứ nhất, Diệp Quân Lâm hài tử, thiên phú quá cao, một khi bị bồi dưỡng được đến, vậy sẽ là đối chúng ta uy hiếp lớn nhất. Thứ hai, Lý Tử Nhiễm. Nàng trước mắt có tuyệt đỉnh chiến lực, nếu vì thiên sách phủ sử dụng, lại là đối uy hiếp của chúng ta. Thứ ba, Văn Lôi, nàng cũng tại lần kia thí nghiệm ở bên trong lấy được cải tạo, tình huống trước mắt không rõ, nhưng cường đại dị thường. Richard sờ lên cằm tự lẩm bẩm, phải nghĩ biện pháp đem ba người diệt trừ hoặc là mang đến. Nếu như nói đến lúc đó ta phái mấy cái năng lượng thể đi qua, có thể đem bọn hắn bắt trở lại sao? Những người khác nhau nhau gật đầu. Tuyệt đối có thể, Richard tiên sinh vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này đi thử một chút lực chiến đấu của bọn hắn. Richard nghe được liên tục gật đầu, tốt, ta phải lập kế hoạch. Ba người này tuyệt đối không thể trở thành uy hiếp của chúng ta. Đúng lúc này đợi, có người chạy vào. Richard tiên sinh có người tìm ngươi. Richard vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ai? Không biết, chẳng qua hắn tự xưng là đen mặt trời người sáng lập. Đen mặt trời người sáng lập. Nói hưu nói vượn đi. Richard sau khi nghe được, một mặt kinh ngạc, lập tức bác bỏ. Đen mặt trời đã bị áo vải sát thần nhổ tận gốc. Cho nên thành viên toàn bộ chết. Làm sao sẽ còn xuất hiện,
Không đúng. Hắn tự xưng cái gì? Đen mặt trời người sáng lập. Richard rất nhanh ý thức được không thích hợp. Đúng, đen mặt trời người sáng lập. Tốt, lập tức để hắn tiến đến. Sau đó không lâu, một cái bao tải áo bào đen bên trong người tới. Nếu như Diệp Quân Lâm ở đây, liền sẽ phát hiện, cái này người chính là bắt chước giá họa hắn vị nào, từng tại Thiên Đãng Sơn còn giao thủ qua. Người chính là đen mặt trời người sáng lập. Richard nghi ngờ hỏi. Không phải ta, là chủ nhân của ta, cũng là hắn để cho ta tới tìm ngươi. Cái này người trả lời. Chủ nhân của ngươi ai? Dựa vào cái gì nói đen mặt trời là các ngươi sáng lập? Richard trực tiếp hỏi ra một cái bén nhọn vấn đề. Chủ nhân của ta Hỏa Vân Tà Thần. T. Nghe được danh tự này, mọi người ở đây nhao nhao đổ rút khí lạnh. Bao quát Richard. Kia là Đại Ma Vương A, một đời Tà Thần A. Đây là chủ nhân tín vật, có thể chứng minh thân phận của hắn. Người kia đưa cho Richard một cái hộp. Richard cùng thủ hạ mở hộp ra về sau, nghiên cứu nhìn hồi lâu. Nhao nhao gật gật đầu. Đúng là hắn. Đối với Hỏa Vân Tà Thần tư liệu, Richard là trưởng khống. Cho nên rất nhanh liền có thể xác định Hỏa Vân Tà Thần thân phận. Chẳng qua lúc này Richard cau mày, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chẳng qua ta có cái nghi vấn. Richard nghi vấn kỳ thật cùng Diệp Quân Lâm chính là đồng dạng. Hỏa Vân Tà Thần vì sao làm như thế? Vì sao sáng lập đen mặt trời? Vì sao hiện tại lại tìm đến hắn? Cái này người cười cười, chủ nhân đã sớm nghĩ đến, hắn để ta cho ngươi biết một câu. Cái gì? Cái này người tiến lên, ghé vào Richard bên tai nói một câu nói. Sau khi nghe xong, Richard cười cười, thì ra là thế. Ta minh bạch, Hỏa Vân Tà Thần đại nhân là muốn cùng ta hợp tác à? Không sai. Tốt, không có vấn đề, ta tin tưởng thành ý của hắn. Hợp tác vui vẻ. Chấm. Chân chính đen mặt trời cùng chư thần phòng thí nghiệm hợp tác. Về sau sẽ xuất hiện mới tình thế hỗn loạn. Trách không được trước đó Tà Thần đại nhân không có xuất hiện, là chê ta không đủ tư cách. Bây giờ ta trở thành chư thần phòng thí nghiệm hạch tâm, hắn mới xuất hiện cùng ta hợp tác. Ha ha ha. Richard tự giễu cười cười, nguyên lai trước đó ta trong mắt hắn, cùng đông đảo những cái kia tôm tép một cái cấp bậc. Chỉ có thể là làm pháo hôi phần A. Chấm. Một bên khác, Diệp Quân Lâm cùng áo vải sát thần phân biệt. Bây giờ, áo vải sát thần thành công vì hắn hút đi tất cả lực chú ý. Hắn có thể chậm rãi đi làm Richard cùng chư thần phòng thí nghiệm. Chẳng qua cùng đen mặt trời khác biệt. Chư thần phòng thí nghiệm quá cường đại quá thần bí. Đến bây giờ cũng không ai nói đúng chư thần phòng thí nghiệm có cái xác thực hiểu rõ. Chỉ cần một Richard liền mạnh như vậy. Lúc ấy hắn chỉ là chư thần phòng thí nghiệm bên ngoài người phát ngôn, nói trắng ra chính là cái chân chạy. Đều có được kinh khủng như vậy thế lực cùng bối cảnh. Có thể nghĩ chân chính chư thần phòng thí nghiệm mạnh bao nhiêu. Còn có Kim Cảng Đảo Đổ Vương nhất tộc đối chư thần phòng thí nghiệm hướng tới. Trong mắt bọn hắn, chư thần phòng thí nghiệm chính là trên cái tinh cầu này tồn tại cường đại nhất. Đây không phải sùng bái mù quáng. Đây là căn cứ vào thực lực mạnh nhất hấp dẫn. Một cái Richard đối phó đều lao lực như vậy, có thể nghĩ phía sau chư thần phòng thí nghiệm, còn có liên lụy rất nhiều thế lực. Thí dụ như Thiên Thuẫn Cục loại hình thế lực cường đại. Một khi ngươi động chư thần phòng thí nghiệm, sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, không chừng liền chư thần phòng thí nghiệm cửa không có sở đến, liền bị ngăn lại. Một cái khác, chư thần trong phòng thí nghiệm đến cùng có cái gì? Có bao nhiêu cường giả? Có bao nhiêu tiên tiến vũ khí? Đây đều là ẩn số. Trọng yếu nhất chính là Diệp Quân Lâm không biết mình chiến lược tại chư thần phòng thí nghiệm phía trước như thế nào. Dù sao trước mắt tuyệt đối không có đến có thể nghiền ép hoặc là trực diện chư thần phòng thí nghiệm tình trạng. Thậm chí liền Richard cùng hắn thế lực của mình đều là vấn đề. Chớ đừng nói chi là chư thần thí nghiệm. Cho nên nhằm vào Richard cùng chư thần phòng thí nghiệm, Diệp Quân Lâm tuyệt không thể giống đối phó đen mặt trời đồng dạng trực tiếp nghênh ngang quét ngang. Đối phó bọn hắn phải biết người biết ta. Trước được Richard, lại thanh trừ tương quan thế lực, lại đối phó chư thần phòng thí nghiệm. Kia Diệp tiên sinh ta về trước quốc, ngày sau đó phải đi đâu? Áo vải sát thần hỏi. Trước triệu tập một chút lão bằng hữu lão huynh đệ đi, xong việc lại bàn bạc kỹ hơn. Diệp Quân Lâm cười cười. Tốt, Diệp tiên sinh như có cần, cứ việc phân phó. Áo vải sát thần về đại hạ. Lần này, hắn là quang minh chính đại trở về.
Đại hạ bên này thật sớm tiếp vào tin tức, ngàn vạn người đang nghênh tiếp áo vải sát thần đến. Tại cái này thiếu khuyết anh hùng niên đại bên trong, hắn chấn kinh thời đại. Áo vải sát thần vui vẻ tiếp nhận đây hết thảy. Tiếp nhận đám người cúng bái cùng sùng kính. Liền thiên sách phủ cùng bảo long nhất tộc đều đến. Thậm chí liền bảy đại tà thần đi vào, đều tại nói lời cảm tạ. Cảm tạ áo vải sát thần giúp chủ nhân của bọn hắn báo thù. Lý Tử Nhiễm cùng Văn Lôi còn có Chu Nam Yên đều đến. Khoảng thời gian này tại thiên sách phủ bên trong, bọn hắn đạt được cường giả chỉ đạo. Đối năng lực của mình khống chế đã vượt qua 5, 6 phần 10. So với trước đó muốn vượt qua rất nhiều rất nhiều. Chu Nam Yên cũng bởi vì thiên phú thật tốt, bị thiên sách phủ một vị nào đó đại năng thu làm đồ đệ, thực lực bây giờ cũng là kinh khủng muốn chết. Hiện tại các nàng bị thiên sách phủ phóng tới bên ngoài đến rèn luyện. Nghe nói áo vải sát thần trở về, các nàng cũng tới tham gia náo nhiệt. Chẳng qua Quân Quân vẫn là tại thiên sách phủ bên trong. Nàng còn chưa tới rời núi lịch lúc luyện. Đoán chừng còn phải mấy năm. Chấm. Áo vải sát thần ánh mắt phức tạp nhìn xem đám người. Nhất là nhìn thấy Lý Tử Nhiễm đám người thời điểm. Hắn rất muốn nói cho bọn hắn, Diệp Quân Lâm còn sống. Áo vải tiền bối, ta có cái nghi vấn, đoán chừng cũng là toàn thế giới nghi vấn a. Có phóng viên phỏng vấn áo vải sát thần. Áo vải sát thần cười cười, tốt, ngươi hỏi đi. Chính là ngài vì sao đột nhiên sẽ trở nên lợi hại như vậy? Trước đó ngài rõ ràng chiến bại thụ thương, còn trúng kịch độc. Vì sao thực lực ngươi không lùi phản tăng, lại còn đến loại tình trạng này? Thật sự là quá khó mà tin nổi. Chấm. Đây đúng là mọi người nghi vấn. Càng là Richard nghi vấn. Hết thảy đều không khoa học a. Áo vải sát thần cười cười. Kỳ thật đây hết thảy đều là sư phụ ta công lao. Sư phụ, T, đám người nhao nhao đổ rút khí lạnh. Áo vải sát thần lớn tuổi như vậy, hắn còn có sư phụ sống trên đời. Đây chẳng phải là lão thần tiên đồng dạng. Giải thích thông, trách không được áo vải sát thần trải qua đại thương về sau, còn có như vậy thực lực khủng bố. Mà lại áo vải sát thần lai lịch bí ẩn, năm đó chính là bị người chỉ điểm, mới trở thành một đời truyền kỳ. Thật tình không biết áo vải sát thần chỉ sư phụ, kỳ thật chính là Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm chỉ đạo qua hắn, để hắn đi vào trước nay chưa từng có cảnh giới. Cứ việc tuổi tác có kém. Có thể bố áo sát thần trong suy nghĩ Diệp Quân Lâm là gánh chịu nổi lão sư xưng hào. Áo vải sát thần câu trả lời này không có chút nào nói dối, đồng thời trong mắt có kính sợ. Đám người nghi ngờ trong lòng đạt được giải đáp. Nhưng khác một cái nghi vấn xuất hiện, áo vải sát thần sư phụ là ai? Nhìn ra mọi người nghi hoặc, áo vải sát thần trực tiếp giải đáp, sư phụ ta là vị thế ngoại cao nhân, các ngươi không gặp được, không nên hỏi. Liền một câu nói như vậy, truyền ra ngoài tin tức cũng rất đáng sợ. Minh mông đại hạ còn có loại này cường giả tọa chấn. Đại hạ tương lai ai có thể cản? Cái này khiến Richard bỏ đi lo nghĩ đồng thời, cũng làm cho hắn giật mình. Xem ra đại hạ nước so hắn trong tưởng tượng càng sâu. Lần này áo vải sát thần ném đi ra bom khói, triệt để bỏ đi rất nhiều người lo nghĩ. Một bên khác Diệp Quân Lâm tại đại hạ đường biên giới bên trên chờ. Hắn đang chờ một chút người quen biết cũ xuất hiện. Không lâu sau đó, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Thanh Long, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Huyền Võ, Chu Tước, Thiên Kiếp 18 cưỡi, Long Kỵ Cấm Quân, U Linh Quân, Thiên Địa Huyền Hoàng 4 chữ quân. Chấm. Những cái này đã từng đều là đi theo Diệp Quân Lâm đánh đầu thắng đó chiến đội, phía trước chút năm thời đại bên trong, là vô địch quân đoàn. Giết tới các đại quốc khiếp đảm, đánh tơi bời tình trạng. Chẳng qua cuối cùng là thời đại biến. Bây giờ võ giả siêu năng giả hoành ra. Các loại khoa học kỹ thuật, các loại gen kỹ thuật cải tạo thí nghiệm thành công. Bọn hắn trước kia lại thế nào lợi hại, kỳ thật cũng chỉ là so với người bình thường mạnh mà thôi. Tại bây giờ trên chiến trường nếu là bọn hắn bên trên, chính là pháo hôi. Cho nên võ giả hoành gia thời đại, Thanh Long những cái này đã từng Diệp Quân Lâm trung thành nhất sức chiến đấu vạm vỡ nhất thủ hạ nhóm nhau nhau đều biến mất. Không phải Diệp Quân Lâm không cần bọn hắn. Hắn thật không nghĩ để bọn hắn chết a. Cái này từng cái đều là huynh đệ tỉ muội của hắn. Chẳng qua Diệp Quân Lâm cũng sẽ không như vậy coi như thôi. Đoạn thời gian trước. Hắn trị liệu đại hạ các lớn thiên kiêu đồng thời, cũng lặng lẽ đi chỉ đạo qua những cái này đã từng bọn chiến hữu. Khoảng thời gian này,
bọn hắn đã sinh ra bay vọt về chất. Tăng thêm trước kia, đại hạ các chiến sĩ đều tập thể luyện võ, bọn hắn đã đánh rất tốt nội tình, hiện tại trải qua Diệp Quân Lâm chỉ đạo. Tất cả mọi người là đột nhiên tăng mạnh. Sách ra tới, đã có thể một mình đảm đương một phía. Nhiều như vậy người tụ lại, là một cỗ không thể coi thường khủng bố chiến lực. Diệp Quân Lâm bắt đầu dùng bọn hắn lý do rất đơn giản. Chính là vô luận là tại ai trong mắt, Thanh Long những người này đều quá yếu, đã bị thời đại này đào thải. Bọn hắn chỉ thích hợp tại chiến trong doanh, tại bây giờ võ giả siêu năng giả đại chiến bên trong không có chút tác dụng chỗ. Không có người sẽ chú ý tới bọn hắn. Dù là Richard những người này, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng tại cái này thời gian cực ngắn bên trong, đám người này có thể có cái gì hành động, cũng không thể từ người bình thường nhảy lên trở thành cường giả a. Cho nên Diệp Quân Lâm mới có thể bắt đầu dùng bọn hắn. Lần này, Diệp Quân Lâm liền hắn bí mật thành lập siêu cấp chiến đội cùng Tây Thiên Vương những người này cũng không dám dùng. Dù sao trước đó sử dụng qua những người này, khó tránh khỏi sẽ lưu lại dấu vết để lại. Hiện tại nếu như bắt đầu dùng bọn hắn, khó tránh khỏi sẽ không để cho Richard bọn hắn tra được tung tích. Đến lúc đó bại lộ đó chính là thất bại trong gang tấc. Cho nên những người này Diệp Quân Lâm ngược lại một cái đều không cần. Hắn hết lần này tới lần khác muốn dùng trước kia Thanh Long những người này. Lão đại chiến thần. Chúng ta liền biết ngài còn sống. Thật sự là quá tốt. Tiếp vào tin tức ta liền biết là ngài. Chấm. Thanh Long bọn người nhìn thấy Diệp Quân Lâm, lệ nóng doanh tròng, lập tức nhào tới, ôm chặt lấy Diệp Quân Lâm. Bọn hắn cùng Diệp Quân Lâm tình cảm không giống. Vô luận là về sau Tiêu Phong những người này, hoặc là mạnh nhất Song Tử Tinh, Trọng Thu cùng hắn thành lập bí mật chiến đội những người này. Cũng không sánh nổi Thanh Long bọn hắn cùng Diệp Quân Lâm tình cảm. Bọn hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử. Lẫn nhau chứng kiến trưởng thành. Bọn hắn so thân huynh đệ còn muốn thân. Có thể làm lẫn nhau dâng ra sinh mệnh cái chủng loại kia. Hiện tại ta triệu hồi các ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Quân Lâm nhìn xem đám người hỏi. Thời khắc chuẩn bị. Thanh Long bọn người cuồng loạn hô to. Lão đại, coi chúng ta biết cùng ngài chênh lệch càng lúc càng lớn, thậm chí giống như rãnh trời không thể vượt qua. Chúng ta là tuyệt vọng. Chúng ta lúc ấy phát thệ phải cố gắng, muốn liều mạng. Muốn thu nhỏ cùng ngài chênh lệch, không nói mạnh bao nhiêu, nhưng chúng ta nghĩ một mực đi theo ngài. Nhưng chúng ta không có chút nào hy vọng. Thẳng đến lão đại ngài tự mình chỉ điểm chúng ta, đem chúng ta mang lên chính đồ. Chúng ta nhìn thấy hy vọng, chúng ta không biết ngày đêm liều mạng đề cao mình. Vì chính là ngài triệu hồi chúng ta một ngày này. Chấm. Thanh Long bọn người sắc mặt đỏ lên, đôi mắt bên trong tất cả đều là liều mạng chơi liều. Diệp Quân Lâm biết bọn hắn nhất định chịu quá nhiều khổ. Hắn thậm chí có chút đau lòng. Ta tuyên bố các ngươi trở về vị trí cũ. Thanh Long đến. Kỳ Lân đến. Chấm. Thanh Long bọn hắn thật vì một ngày này chuẩn bị quá lâu. Ý chí của bọn hắn cường đại đến khiến người sợ hãi hoàn cảnh. Mấy lần trong tu luyện kém chút tử vong, vài chục lần kém chút tẩu hỏa nhập ma. Bọn hắn như bị điên huấn luyện. Liền vì có thể một lần nữa đứng tại Diệp Quân Lâm trước người, theo hắn xông pha chiến đấu. Bọn hắn thật đợi đến một ngày này. Hiện tại ta chính là dùng người thời điểm, các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ sẽ rất nặng. Các ngươi cần chú ý cẩn thận. Yên tâm đi, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lại có thể cùng ngài kề vai chiến đấu. Chấm. Thanh Long bọn người vô cùng hưng phấn. Diệp Quân Lâm cũng không nói nhảm, cấp tốc cho đám người thu xếp nhiệm vụ, tiến hành hắn bước kế tiếp kế hoạch. Diệp Quân Lâm thì là đi một chỗ. Một bên khác, vừa mới thấy xong áo vải sát thần về sau, Lý Tử Nhiễm bọn hắn tiến về địa phương khác. Trên đường, lại gặp một vị quỷ dị lão giả. Lúc đầu Văn Lôi muốn đem hắn khu trục. Nhưng lão giả tự xưng là bán tiên nửa quỷ, thụ Diệp Quân Lâm nhờ đến tìm Lý Tử Nhiễm. Văn Lôi lúc này mới tin tưởng. Nàng đem Lý Tử Nhiễm chi đến một bên, cùng Chu Nam Yên cùng một chỗ hỏi thăm tình huống. Kỳ thật Diệp tiên sinh chết cùng cái này có quan hệ trực tiếp. Nửa quỷ bán tiên nói. Ừm. Văn Lôi hai người đều là một mặt kinh ngạc. Kỳ thật ta đây, là thiên tàn người, hoặc là nói bị nguyền rủa qua. Phàm là tìm ta ra tay, liền phải trả giá cái giá tương ứng. Ta hỏi qua Diệp tiên sinh phải chăng tiếp nhận cái giá tương ứng. Hắn nguyện ý. Lúc ấy ta đã đoán ra hắn muốn chết, nhưng ta cũng không có cách nào bảo trụ. Ai,
hiện tại chỉ có thể để Diệp phu nhân khôi phục bình thường. Chấm. Sau đó, nửa quỷ bán tiên liền giúp Lý Tử Nhiễm trị liệu. Chẳng qua liền lúc này, một nhóm người lặng lẽ chui vào nơi này. Bọn hắn là Richard phái tới bắt Lý Tử Nhiễm ba người trở về. Lần này, Richard phái ra trọn vẹn 10 vị cường giả người tới bắt. Trong đó bao quát hủy diệt giả. Bởi vì Richard làm việc cẩn thận, biết Lý Tử Nhiễm mấy người thực lực cường đại, như vậy liền phải tương ứng nhằm vào. Bọn hắn tiềm ẩn ở chung quanh, quan sát đến từng hành động cử chỉ, chuẩn bị tùy thời ra tay. Bán tiên nửa quỷ trị liệu về sau, Lý Tử Nhiễm không ngừng phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết tới. Thật giống như bán tiên nửa quỷ đem trong óc nàng những vật khác mạnh mẽ rút ra ra tới. Vì sao hiện đại khoa học kỹ thuật đều không được, bán tiên nửa quỷ có thể? Đó là bởi vì thuật pháp huyền diệu. Có một số việc khoa học giải thích không rõ ràng. Tại bán tiên nửa quỷ xem ra, hắn thông tục cho rằng Lý Tử Nhiễm trong đầu có một người khác. Hắn cần phải làm là đem người này lôi ra tới. Chấm. Tiếp tục thời gian rất lâu về sau, Lý Tử Nhiễm khôi phục bình thường. Bán tiên nửa quỷ lại mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhìn càng phát già nua. Đem bán tiên nửa quỷ đỡ tốt về sau, hai người hỏi thăm. Tử Nhiễm ngươi thế nào rồi? Lý Tử Nhiễm vuốt vuốt đầu, ta không sao. Diệp Quân Lâm. Văn Lôi cẩn thận đưa ra cái tên này. Quân Lâm làm sao rồi? Lý Tử Nhiễm lập tức gấp gáp hỏi. Không đúng, Quân Lâm hắn. Giờ khắc này, Lý Tử Nhiễm nhớ tới hết thảy. Cứ việc nàng trước đó bởi vì nhận hứa chính kiệt ý thức ảnh hưởng, đem Diệp Quân Lâm coi là cửu nhân. Thế nhưng là nàng hiện tại nhớ kỹ hết thảy. Ta trước kia là thế nào rồi? Ta làm sao lại giết Quân Lâm? Lý Tử Nhiễm lâm vào điên cuồng. Văn Lôi liền vội vàng đem phát sinh hết thảy đều nói cho Lý Tử Nhiễm. Hứa chính kiệt ý thức xâm nhập đầu óc của ta, hình thành báo thù ý thức, ta, Lý Tử Nhiễm mộng, chẳng qua hết thảy đều không trọng yếu. Diệp Quân Lâm đã không có, nói cái gì đều muộn. Chấm. Văn Lôi một mặt thở dài. Quân Lâm hắn thật không có rồi. Lý Tử Nhiễm hỏi. Vị tiền bối này nhìn tận mắt hắn chết, hơn nữa còn không có bảo trụ thi thể. A. À, Lý Tử Nhiễm phát ra một tiếng thê thảm âm thanh đến, muốn đâm rách ngày này đồng dạng. Đúng lúc này đợi, hủy diệt giả dẫn theo còn lại 9 vị trí cường giả xuất hiện. Không sai, Diệp Quân Lâm chết rồi. Là ta tự tay giết hắn, đồng thời hủy đi thi thể của hắn. Hủy diệt giả một mặt tùy tiện. Hắn giết chết Diệp Quân Lâm đồng thời hòa tan thi thể của hắn, đã không phải là mới mẻ sự tình. Bởi vậy, chiến ưng quốc tất cả mọi người đem hắn coi là anh hùng. Hủy diệt giả nhắc lên chuyện này, một mặt hưng phấn. Dường như tại trở về chỗ ngày đó tình hình. Còn lại 9 đại chí cường giả cũng giống như vậy thần sắc. Phách lối, trêu tức. Nhắc lên Diệp Quân Lâm chết đi, bọn hắn liền vì hủy diệt giả cảm thấy kiêu ngạo. Là hắn, chính là hắn giết chết Diệp tiên sinh, ta tận mắt nhìn thấy. Bán tiên nửa quỷ cũng hô. Văn Lôi cùng Chu Nam Yên kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện 10 người. Không biết bọn hắn muốn làm cái gì. Còn trực tiếp công bố là giết chết Diệp Quân Lâm người. Dương cung bạt kiếm bầu không khí hết sức căng thẳng. Các ngươi tới làm gì? Văn Lôi sợ Lý Tử Nhiễm xảy ra chuyện. Liền vội vàng hỏi. Chu Nam Yên đã toàn thân tâm đề phòng. Đối phương khí thế hung hăng. Hủy diệt giả cười lạnh, đương nhiên là đem các ngươi mang về. Đừng giãy giụa, nếu không kết quả của các ngươi cùng Diệp Quân Lâm là đồng dạng. Đúng, ai muốn giãy giụa, cùng Diệp Quân Lâm hạ tràng đồng dạng, thi thể đều lưu không được. Chấm. Bọn hắn càng nói càng hưng phấn. Hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh Lý Tử Nhiễm sắc mặt đã phát sinh to lớn biến hóa. Hủy diệt giả cười lạnh nói, đại hạ thiên bảng thứ nhất Diệp Quân Lâm đều bị chúng ta giết. Đại hạ không người ngăn được chúng ta, ba người các ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi. Dù là hiện tại áo vải sát thần tại đông đảo một trận chiến phong thần, hủy diệt giả những người này vẫn như cũ không để vào mắt. Cho nên lần này tới đại hạ, gần như là không kiêng nể gì cả. Các ngươi là không biết lúc ấy Diệp Quân Lâm có bao nhiêu đau khổ, nhất là ta hòa tan hắn thi thể thời điểm, mặc dù hắn chết rồi. Nhưng ta có thể cảm nhận được linh hồn hắn tại kêu thảm. Hủy diệt giả vẫn còn nhớ lấy hòa tan Diệp Quân Lâm một màn kia màn. Lúc này, Văn Lôi cùng Chu Nam Yên cùng bán tiên nửa quỷ đều sửng sốt. Khó mà tin nổi nhìn xem một bên Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm hiện tại cả người lệ khí ngập trời. Phảng phất một tôn ma thần giáng lâm.
Rất nhanh, hủy diệt giả mấy người cũng chú ý tới Lý Tử Nhiễm biến hóa. Bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin cùng kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn tại Lý Tử Nhiễm trên thân cảm nhận được uy hiếp. A! À, đột nhiên Lý Tử Nhiễm phát ra một tiếng gào thét. Nàng đôi mắt đỏ ngầu, đằng đằng sát khí. Chết! Nàng băng lãnh vô tình phun ra một chữ. Xoẹt! Lý Tử Nhiễm vậy mà đem hủy diệt giả bên cạnh một người trực tiếp xé vỡ thành hai mảnh. Máu tươi vẩy ra. Trời ạ! Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Phải biết lần này Richard phái tới 10 người, đều là siêu cấp cường giả. Còn lại 9 vị dù là so hủy diệt giả yếu một điểm, nhưng chẳng yếu đi đâu. Nhưng lại bị Lý Tử Nhiễm mạnh mẽ xé rách rồi. Cái này! Giết! Lý Tử Nhiễm lâm vào trạng thái điên cuồng, mở ra nàng giết chóc. Cứ việc người khác đã kịp phản ứng. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, bị Lý Tử Nhiễm một quyền nổ đầu. Những người này siêu cường thể chất, tại Lý Tử Nhiễm trước mặt lại cùng dưa hấu giống nhau yếu ớt, một quyền liền đánh cho chia năm xẻ bảy, nước văng khắp nơi. Mắt trợn tròn. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Nhất là hủy diệt giả bọn hắn, nhìn chính mình đồng đội liên tục hai cái bị Lý Tử Nhiễm dạng này ngược sát. Bọn hắn đều muốn điên. Nữ nhân này một quyền mạnh như vậy sao? Cái này, đây cũng quá khủng bố đi. Cứ việc trước đó Richard đối Lý Tử Nhiễm ba người làm qua chiến lược ước định, nhưng không có khủng bố như vậy a. Nhất là Richard là tính nhắm vào phái người đến bắt. Hủy diệt giả thập đại cường giả người đủ để nhẹ nhõm đem người mang về. Nhưng bây giờ dường như có chút không giống. Lý Tử Nhiễm quá mạnh. Ra tay một tiếng hót lên làm kinh người, quả thực quá rung động. Ngăn lại nàng, đưa nàng cầm xuống. Hủy diệt giả vội vàng hạ lệnh. Còn lại bảy đại cường giả kịp phản ứng, liên thủ công hướng Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm điên cuồng hơn thẳng hướng đám người. Đôi bên hỗn chiến với nhau. Hủy diệt giả cũng nhắm ngay thời cơ, gia nhập chiến đoàn, giúp cho Lý Tử Nhiễm đả kích chí mạng. Lý Tử Nhiễm tại Thiên Sách Phủ khoảng thời gian này, bị các loại đại năng chỉ đạo. Nàng đã đại khái điều khiển trong thân thể mình lực lượng đáng sợ. Không giống như là trước kia, chỉ là mượn nhờ phẫn nộ đến phóng thích lực lượng. Như thế lực lượng mặc dù mạnh, nhưng một bộ phận năng lượng là vận dụng không dậy, hoặc là nói không tập trung, tiêu tán, lãng phí. Nhưng hôm nay, Lý Tử Nhiễm đã có thể thuần thục lực khống chế lượng sử dụng. Đem tất cả lực lượng tập trung vào một điểm. Oanh! Địch nhân trong trận doanh, cũng có một vị là dựa vào thuần lực lượng ăn cơm. Hắn dựa vào lực lượng có thể tùy tiện lật tung du thuyền. Hắn một quyền cùng Lý Tử Nhiễm một quyền hung hăng đụng vào nhau. Chỉ là sau một khắc, cánh tay của hắn xuất hiện từng đạo tinh tế vết máu, ngay sau đó cánh tay sụp đổ ra. Một mực diễn sinh đến bả vai, lại đến thân thể những bộ vị khác, toàn bộ sụp đổ nổ tung. Tại Lý Tử Nhiễm một quyền phía dưới, cái này người vậy mà mạnh mẽ bị đánh không có. Chấm. Rung động. Quá rung động. Liền bán tiên nửa quỷ đều kinh ngạc đến ngây người. Lý Tử Nhiễm cái này chiến lực cũng quá khủng bố đi. Mạnh. Quá mạnh. Cái này so áo vải sát thần mạnh a. Chấm. Sau đó Lý Tử Nhiễm tiếp tục cùng mấy vị cao thủ hỗn chiến. Đáng sợ là Lý Tử Nhiễm lực lượng cấp cao nhất, tốc độ nhanh nhất, lực phòng ngự còn kinh khủng nhất. Vô luận đối phương cái dạng gì công kích đánh tới nàng, nàng đều cùng người không việc gì giống như. Hủy diệt giả đám người này đều muốn tuyệt vọng. Cái này mẹ hắn làm sao đánh. Lực lượng hoàn toàn bị nghiền ép. Tốc độ theo không kịp người ta. Thân pháp không nhân ra tinh diệu. Mấu chốt là bất luận cái gì công kích, nàng đều có thể miễn dịch. Cái này hoàn toàn là khi dễ người a. Phốc, phốc, chấm. Dần dần, hủy diệt giả đứng bên người người càng ngày càng ít. Một cái tiếp một cái bị Lý Tử Nhiễm đánh cho vỡ nát. Oanh, oanh, chấm. Hủy diệt giả cùng Lý Tử Nhiễm bắt đầu đối đầu. Hủy diệt giả phóng xuất ra siêu cấp năng lượng, mới miễn cưỡng có thể cùng Lý Tử Nhiễm so chiêu một chút. Xoẹt! Hủy diệt giả hai tay phóng xuất ra siêu cấp trùng sáng. Chính là lúc trước hòa tan Diệp Quân Lâm thi thể năng lượng. Oanh! Thế nhưng là Lý Tử Nhiễm căn bản không e ngại. Chẳng những ngăn lại tất cả trùng sáng, còn mạnh mẽ đấm ra một quyền. Ầm! Hủy diệt giả cứ việc ngăn lại một quyền này, nhưng vẫn là lui lại mấy bước. Nhìn xem một chỗ máu tươi. Cùng hắn cùng đi chí cường giả một cái đều không có còn lại. Chết hết. Nhiệm vụ lần này thất bại. Đối Lý Tử Nhiễm ba người chiến lược ước định là sai.
hắn không thể lại giữ lại. Hắn lại giữ lại, khả năng liền chính hắn đều đi không được. Kêu gọi tổng bộ, nguy hiểm, nguy hiểm, thỉnh cầu chi viện, yểm hộ ta rời đi. Hủy diệt giả khởi động phi hành trang bị, lập tức thoát đi. Một bên thỉnh cầu chi viện. Là ngươi giết Quân Lâm, ta sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Lý Tử Nhiễm hóa thành một luồng sấm sét, lập tức đuổi theo. Richard vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, hủy diệt giả sẽ phát tới thỉnh cầu chi viện tín hiệu. Đây là xảy ra chuyện rồi. Richard biết hủy diệt giả là một cái chưa từng yếu thế ra hỏa. Một khi hắn yếu thế, khả năng tình huống so hắn nói còn nghiêm trọng hơn. Richard kinh hãi, lập tức mệnh lệnh chư thần phòng thí nghiệm tại đại hạ thế lực đi chi viện hủy diệt giả. Ong ong ong. Từng cái drone đầu tiên xuất phát, ngay sau đó tiềm ẩn tại đại hạ siêu năng giả một cái tiếp một cái tiến về. Hủy diệt giả thiết lập chính là cùng loại với siêu nhân. Lực lượng, tốc độ đây đều là cực hạn. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Lý Tử Nhiễm nhanh hơn hắn, nháy mắt đuổi kịp. Rầm rầm rầm. Chẳng qua đúng vào lúc này, từng cái drone xuất hiện, bắt đầu hướng Lý Tử Nhiễm oanh kích. Thừa dịp này, hủy diệt giả lập tức thoát đi. Lý Tử Nhiễm rất mau đem tất cả drone hủy đi. Làm nàng nghĩ lại đuổi theo thời điểm, lại có người xuất hiện. Cứ việc những người siêu năng này tại Lý Tử Nhiễm trong mắt cùng giấy đồng dạng, nhưng đủ để đến trễ thời gian. Hủy diệt giả thừa dịp thời gian đã thoát đi ra địa phương rất xa rất xa. Muốn giữ lại ta, không có khả năng. Hủy diệt giả cười lạnh một tiếng. Làm Lý Tử Nhiễm xử lý xong những cái này pháo hôi về sau, lại tìm hủy diệt giả, hắn đã không có tung tích. Quân Lâm ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Mọi thứ người tham dự, đều phải chết. Lý Tử Nhiễm tức giận đến hét lớn. Lúc này, Văn Lôi mấy người đã đuổi theo. Tử Nhiễm ngươi không sao chứ? Ngươi tỉnh táo một điểm, ngươi vừa rồi thật đáng sợ. Chấm. Lý Tử Nhiễm bình phục cảm xúc về sau, nói ra, yên tâm đi, ta không sao, ta đã khôi phục bình thường. Vậy là tốt rồi, ngươi chết không thể phục sinh, ngươi vẫn là nén bi thương đi. Văn Lôi mấy người thở dài. Lý Tử Nhiễm nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng như là núi lửa phun trào. Nàng sau đó phải kế thừa Diệp Quân Lâm ý chí, đi Diệp Quân Lâm đi đường. Nàng hiện tại có thực lực này. Còn có nàng nhất định phải cho Diệp Quân Lâm báo thù. Vô luận đối phương mạnh đến mức nào. Nhất định phải đắc thủ lưỡi đao cửu nhân. Nàng trước được ổn định Văn Lôi bọn hắn, không phải để bọn hắn biết mình ý tưởng, tuyệt đối sẽ không để cho mình đi. Một bên khác, hủy diệt giả bị Lý Tử Nhiễm làm cho phương hướng ngược rời đi. Hắn chỉ có thể xuôi nam. Tại trong núi sâu hắn tốc độ cực nhanh. Nhưng đến một cái tam giác giao lộ thời điểm, một bên khác cũng xuất hiện một đạo thật nhanh thân ảnh. Hai người kém chút đụng vào nhau. Hai người cũng là mạnh mẽ dừng bước lại, lẫn nhau nhìn đối phương, bốn mắt đối mặt. Mặc dù chương này khuôn mặt hủy diệt giả không biết, nhưng hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Hủy diệt giả rất là nghi hoặc. Diệp Quân Lâm cũng mộng. Hắn cho Thanh Long bọn người an bài tốt nhiệm vụ về sau, hắn liền xuôi nam, muốn đi Kim Cảng đảo tìm Đổ Vương nhất tộc. Hắn muốn hỏi rõ ràng lúc trước Richard bọn hắn đến cùng tại đại hạ lấy đi cái gì. Cho nên hắn một đường xuôi nam. Không nghĩ tới ở đây vậy mà gặp một vị siêu cấp cường giả, tốc độ nhanh như sấm sét. Hắn bị kinh đến. Nhưng khi dừng lại, bốn mắt nhìn nhau, thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt về sau, Diệp Quân Lâm càng là chấn kinh. Hủy diệt giả. Lúc trước giết mình hòa tan mình hủy diệt giả. Oan ra ngõ hẹp a. Dạng này cũng đều có thể gặp được. Diệp Quân Lâm khóe miệng lộ ra nụ cười, dần dần điên cuồng. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông a. Đây không phải chạy tới đại hạ chịu chết sao? Hủy diệt giả càng thêm kinh ngạc. Người xa lạ này vì sao nhìn thấy mình, sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy đâu? Hủy diệt giả đúng không? Diệp Quân Lâm đột nhiên lên tiếng. Cái này khiến hủy diệt giả càng là nghi hoặc. Đối phương còn có thể nhận ra mình. Hắn là ai? Hủy diệt giả đại não suy nghĩ người. Đã đến đại hạ, liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Diệp Quân Lâm băng lãnh thanh âm vang lên. Sát cơ. Hủy diệt giả đã cảm nhận được nồng đậm sát cơ. Đối phương muốn giết hắn. Oanh! Diệp Quân Lâm một quyền thẳng hướng hủy diệt giả. Hủy diệt giả là vô luận lực lượng, tốc độ vẫn là đại não đều khai phát đến nhất định cực hạn trình độ.
có thể đánh giá ra Diệp Quân Lâm một quyền này uy lực, tốc độ, phương hướng. Hết thảy đều tại hắn siêu mạnh mẽ não trong tính toán. Hắn cười khẩy. Vừa mới điên cuồng như vậy Lý Tử Nhiễm một quyền ta đều có thể ngăn lại, huống chi ngươi đây. Hủy Diệt Giả một mặt cao ngạo, hắn không lọt vào mắt Diệp Quân Lâm. Oanh! Một quyền này hắn thấy quá chậm. Hắn dự phán đến bất luận cái gì. Cường độ, tốc độ, góc độ. Đều tại hắn chính xác trong tính toán. Một quyền này đánh ở trên người hắn, liền cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng, căn bản không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cho nên hắn không tránh. Mắt thấy võng mạc bên trên nắm đấm cái bóng càng lúc càng lớn, hắn lại một mặt đều không hoảng hốt. Cũng không phải hắn tự đại. Ngược lại hắn đại não khai phát đến loại trình độ này, hắn cẩn thận muốn chết. Chỉ là thật đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp gì a. Oanh! Một quyền này rắn rắn chắc chắc nện ở Hủy Diệt Giả trên thân. Cùng hắn chính xác tính toán đồng dạng. Không có bất kỳ lực sát thương nào, liền gãi ngứa ngứa tư cách đều không đủ. Yếu! Quá yếu! Liền chút bản lãnh này muốn giết mình. Quá khôi hài đi! Oanh! Ngay tại lúc này, trong cơ thể hắn truyền đến tiếng oanh minh. Hủy Diệt Giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dị huống xuất hiện. Diệp Quân Lâm một quyền này đánh vào Hủy Diệt Giả trên thân, xác thực không có lực sát thương gì. Thế nhưng là, một quyền xuyên vào trong cơ thể sau. Vậy mà bộc phát ra đáng sợ đệ nhị trọng lực lượng. Tại Hủy Diệt Giả trong cơ thể bừa bãi tàn phá. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới Diệp Quân Lâm cái này thường thường không có gì lạ một quyền bên trong, lại còn hàm ẩn lấy đệ nhị trọng quyền kinh. Đang điên cuồng phá hư thân thể của hắn tổ chức. Không được. Hủy Diệt Giả lông mày cau chặt, không phải chỉ có hai trọng kinh đạo. Còn có đệ tam trọng. Oanh! Răng rắc! Chấm! Hủy Diệt Giả trong cơ thể truyền ra bạo động tiếng vang. Hắn cũng phát ra đau khổ tiếng kêu thảm thiết tới. Mặc dù hắn là tạo thần thí nghiệm duy nhất người thành công, nhưng hắn cuối cùng vẫn là người. Cũng sẽ cảm giác được đau đớn. Oanh! Răng rắc! Chấm! Không! Đệ tứ trọng kinh đạo. Bên trong lại còn hàm ẩn có nhất trọng kinh đạo. Trọn vẹn tứ trọng kinh đạo tại Hủy Diệt Giả trong thân thể nổ tung, điên cuồng phá hư thân thể của hắn khí quan tổ chức. Phanh phanh phanh. Đa trọng kinh đạo ở trong cơ thể hắn nổ tung, cái này đến cái khác lỗ máu bị đánh ra. Thê thảm vô cùng. A. À, Hủy Diệt Giả phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đa trọng kinh đạo là Diệp Quân Lâm tại Kim Cảng Đảo một trận chiến bên trong thể ngộ ra tới. Để đa trọng kình đạo hàm ẩn tại một chiêu bên trong. Những cái này đa trọng kình đạo là Diệp Quân Lâm đem chân khí lực lượng áp xúc đến trong đó. Tương đương với chân khí bom đồng dạng. Chỉ cần bộc phát, kiệu uy lực vô cùng. Nhất là tiến vào thân thể địch nhân sau. Tiến dần lên giống như từng tầng bộc phát. Sức sát thương cực mạnh không nói, còn có thể đánh bất ngờ. Cái này đa trọng kình đạo liền Hủy Diệt Giả siêu cấp đại não đều lừa gạt đến. Để hắn cái này một đợt bị thương nặng. A, à, Hủy Diệt Giả phát ra từng tiếng kêu thảm, hắn đang điên cuồng khép lại khôi phục hắn bị phá hư thân thể. Thể chất của hắn đã đến cực hạn nhất định, cùng người bình thường là khác biệt. Hắn khôi phục cực kỳ nhanh. Dù là ngũ tạng lục phủ cũng có thể khôi phục khép lại. So bất tử chiến sĩ khép lại còn kinh khủng hơn. Ha ha, nghĩ khôi phục, không có cửa đâu. Diệp Quân Lâm lấn người tiến lên. Lại là mấy quyền oanh ra. Phanh phanh phanh. Đa trọng kình đạo tiếp tục tại Hủy Diệt Giả trong thân thể cuồng oanh loạn tạc. A. À, Hủy Diệt Giả bị triệt để chọc giận, hắn điên cuồng dùng hết buộc chờ năng lượng dùng oanh kích Diệp Quân Lâm. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm căn bản không tránh, dựa vào một đôi nắm đấm đối cứng. Đem Hủy Diệt Giả năng lượng nhao nhao đánh tan, đem hắn chùm sáng toàn bộ oanh mở. Liền Hủy Diệt Giả chính mình cũng sừng sốt. Cái này mẹ hắn chuyện gì xảy ra? Vừa gặp được một cái biến thái Lý Tử Nhiễm, cùng người điên, bất kỳ cái gì công kích đều vô dụng. Hiện tại lại tới một cái. Hoàn toàn không thua gì Lý Tử Nhiễm biến thái. Liền Hủy Diệt Giả đều phát ra cảm thán như vậy, đủ thấy Diệp Quân Lâm cường thế đến đâu. Oanh! Oanh! Chấm! Sau đó là Diệp Quân Lâm cùng Hủy Diệt Giả lực lượng đối đầu. Hủy Diệt Giả đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Không dạng này hắn sẽ chết. Diệp Quân Lâm thuần lực lượng mạnh hơn hắn, còn ẩn chứa đa trọng kình nói. Thật đáng sợ. Richard thông qua tại Hủy Diệt Giả trên người chip cảm nhận được hắn đang đánh nhau.
hắn vội vàng hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Không phải phái người đi cuốn lấy Lý Tử Nhiễm, để hủy diệt giả thoát đi sao? Làm sao vẫn còn đang đánh? Chẳng lẽ còn không có tránh ra khỏi sao? Chỉ là hủy diệt giả hiện tại mệt mỏi, căn bản không khe hở cùng cơ hội trả lời Richard vấn đề. Oanh! Diệp Quân Lâm lấy hủy diệt giả không cách nào dự phán góc độ mạnh mẽ một quyền đánh xuống. Một quyền này tốc độ lần nữa đột phá 8 lần vận tốc âm thanh. Hủy diệt giả đại não cường đại hơn nữa, cũng vô pháp bắt giữ đạt được, căn bản ngăn không được. Một quyền này đánh xuống, đa trọng kình đạo lần nữa bộc phát. Lần này, hủy diệt giả lồng ngực cùng bả vai hoàn toàn nổ tung. Oanh! Lại là một quyền mạnh mẽ đánh vào trên mặt. Đa trọng kình đạo tiếp tục bộc phát, làm bị thương hủy diệt giả đại não, nửa gương mặt đều không có. Hắn chữa trị khôi phục tốc độ căn bản địch không ngừng Diệp Quân Lâm phá hư tốc độ. Diệp Quân Lâm chính là muốn xem hắn khôi phục nhanh. Vẫn là hắn hủy nhanh. Lúc này hủy diệt giả trong ngoài bị thương, đã chống đỡ không được Diệp Quân Lâm cường đại công kích. Chỉ có thể mặc người chém giết. Oanh! 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 Chấm! Diệp Quân Lâm từng quyền oanh kích trên mặt của hắn. Diệp Quân Lâm muốn rửa sạch nhục nhã. Lúc trước mặc dù hắn là giả chết, nhưng tiểu tử này đánh hắn từng quyền Diệp Quân Lâm đều nhớ. Bây giờ hắn muốn từng cái trả lại, không, phải tăng gấp bội trả lại. Đông đông đông! Diệp Quân Lâm nắm đấm giống như là súng máy bắn phá tốc độ, một nháy mắt, hơn ngàn quyền nện ở hủy diệt giả trên mặt. Hắn khôi phục chữa trị tốc độ căn bản theo không kịp. Một gương mặt máu thịt be bét, gần như bị Diệp Quân Lâm đánh cho chia năm xẻ bảy. Quyền kình còn lan tràn đến toàn thân thể xuất hiện một từng đường vết rách. Ngày ấy, hủy diệt giả mang cho Diệp Quân Lâm hết thảy, hắn trả lại. Hủy diệt giả thoi thóp, hư nhược nhìn xem Diệp Quân Lâm, run rẩy hỏi, ngươi? Ngươi đến cùng là ai? Theo ngươi thì sao? Tiếng nói vừa dứt. Diệp Quân Lâm khôi phục lúc đầu khuôn mặt. Cái gì, ngươi, Diệp Quân Lâm? Nhìn thấy Diệp Quân Lâm còn sống, hủy diệt giả là chấn động nhất. Bởi vì là hắn giết Diệp Quân Lâm, là hắn hủy Diệp Quân Lâm thân thể. Bây giờ người này vậy mà còn sống đứng ở trước mặt hắn, luận ai cũng là khiếp sợ. Không, không có khả năng, ta không tin. Liền hủy diệt giả siêu cấp đại não cũng không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy là thật. Quả thực là quá rung động. Hắn không thể tin được. Diệp Quân Lâm không có khả năng còn sống. Thi thể của hắn cũng tuyệt đối hủy. Nhưng sự thật như thế, Diệp Quân Lâm liền như vậy sống sờ sờ xuất hiện. Tiểu tử, ra ra ngươi thủ đoạn nhiều nữa đâu. Chính là để ngươi đắc ý một trận thôi. Vốn còn nghĩ để ngươi đắc ý một trận, không nghĩ tới chính ngươi hướng trên họng súng đụng. Diệp Quân Lâm đôi mắt bên trong hiện lên sát cơ. Hủy diệt giả kinh hãi, đã cảm nhận được chính hắn muốn chết. Đến lúc này khắc, hắn cuối cùng đã rõ nguyên lai mình tại Diệp Quân Lâm trước mặt liền làm đối thủ tư cách đều không đủ. Phốc xích. Hắn một chỉ điểm tại hủy diệt giả cái trán. Oanh! 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 Chấm! Một đạo lại một đạo khí kình thấu thể mà vào. Phát ra oanh minh thanh âm. Răng rắc! Răng rắc! Chấm! Cái này từng đạo khí kình vậy mà ẩn chứa đa trọng kình nói. Tại hủy diệt giả trong thân thể nổ tung. Một nháy mắt, trên trăm đạo kình lực lấy dễ như trở bàn tay hủy diệt tình thế tại hủy diệt giả trong thân thể phá hư nổ tung. Oanh! Oanh! Chấm! Đến cuối cùng, hủy diệt giả thân thể chia năm xẻ bảy, triệt để nổ tung, tại chỗ biến mất. Liền thứ cặn bã tử đều không có còn lại. Làm xong đây hết thảy, Diệp Quân Lâm lộ ra nụ cười. Thật sự là không nghĩ tới còn có đi tìm cái chết. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, sẽ ở đây đụng phải hủy diệt giả. Mấu chốt chạm thẳng vào nhau. Chẳng qua đối với hủy diệt giả trước đó phát sinh sự tình, hắn là không biết. Diệt trừ hủy diệt giả, Diệp Quân Lâm tiếp tục tiến lên, tiến về Kim Cảng Đảo. Tình huống như thế nào? Hủy diệt giả tình huống như thế nào? Vì sao cắt đứt liên lạc? Tranh thủ thời gian khôi phục truyền tin của hắn, ta muốn hắn tình huống mới nhất. Richard đã gấp. Dù là hiện tại trở thành chư thần phòng thí nghiệm hạch tâm, nhưng hủy diệt giả vẫn như cũ là hắn tướng tài đắc lực. Hắn không nghĩ hủy diệt giả có việc. Thậm chí hắn có cái đáng sợ ý nghĩ, khởi động lại 30 năm trước tạo thần kế hoạch, tái tạo hủy diệt giả. Vô luận phương diện kia, hắn đều không nghĩ hủy diệt giả ra một chút việc. Cha không được. Biến mất, căn bản không liên lạc được hủy diệt giả. Chúng ta cũng vô pháp xác định hủy diệt giả vị trí cụ thể,
càng không biết hắn gặp cái gì. Chấm. Trong phòng thí nghiệm, Richard thủ hạ nhóm cũng đều hoảng. Căn bản tra không được. Không thể nào, Lý Tử Nhiễm mạnh như vậy sao? Đây chính là hủy diệt giả A, giết Diệp Quân Lâm hủy diệt giả A. Đám người kinh thán không thôi. Richard trầm ngâm, khả năng thật sự là ta đánh giá thấp nàng, nàng khả năng thật có cường đại như vậy. Hủy diệt giả tin tức có. Richard một mặt kích động, hoảng sợ nói, cái gì? Có tin tức sao? Mau nói. Hắn cũng thở dài một hơi. Hủy diệt giả có tin tức liền tốt, ta kém chút cho là hắn muốn xảy ra chuyện. Ở đây gần như tất cả mọi người nhao nhao thở dài một hơi. Hủy diệt giả có tin tức. Có điều. Người kia do dự một chút nói, chẳng qua là xấu tin tức. Vừa mới ta kiểm tra đo lường hủy diệt giả chip, phát sinh hắn đã không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Hắn chết. Gần như chư thần phòng thí nghiệm mỗi cái thành viên trên thân đều sẽ cấy ghép một khối đặc thù chip. Không chỉ có là nhìn ngươi là có hay không còn sống, còn có thể định vị, kiểm tra đo lường nguy hiểm chờ một chút công năng. Vừa mới cái này người kiểm tra đo lường đến chip đã không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động tín hiệu phản hồi. Oanh! Tin tức này ngũ lôi oanh đỉnh, đánh cho ở đây tất cả mọi người muốn mắt trợn tròn. Chết rồi! Hủy diệt giả cái này chết rồi! Ngươi xác nhận sao? Richard hỏi. Từ tổng bộ truyền về số liệu cũng là như thế, xác nhận. Hủy diệt giả đã tử vong. Nghe được tin tức xác thực, tất cả mọi người sửng sốt. Trong phòng thí nghiệm hoàn toàn yên tĩnh. Thật sự là không nghĩ tới, Lý Tử Nhiễm sẽ mạnh như vậy. Hủy diệt giả vậy mà chết. Lý Tử Nhiễm đến tột cùng mạnh đến mức nào a? Liền hủy diệt giả cái này tạo thần kế hoạch duy nhất người thành công đều chết. Chấm. Không đúng, hủy diệt giả thân thể khủng bố như vậy khôi phục chữa trị năng lực làm sao lại chết đâu. Bỗng nhiên có người đưa ra nghi vấn. Không, hủy diệt giả không phải thần, cuối cùng là người. Nếu như đối phương cường đại đến liền thân thể của hắn đều đánh không có, hắn còn thế nào sống? Richard thanh âm vang lên. Richard thở dài một tiếng, xem ra vẫn là ta đánh giá thấp trận kia thí nghiệm sự cố. Người tới, trước phong tỏa hủy diệt giả tử vong hết thảy tin tức. Không muốn truyền đi. Kiên quyết không thể để cho đại hạ khởi thế. Richard ý tứ rất đơn giản. Vừa mới Diệp Quân Lâm chết rồi, đối đại hạ là đả kích nặng nề. Nhưng hôm nay áo vải sát thần đầu tiên là tại đông đảo quét ngang các thế lực lớn. Nếu như lại để cho hủy diệt giả bị Lý Tử Nhiễm đánh giết tin tức truyền đi, còn đến mức nào? Diệp Quân Lâm chết đi ảnh hưởng gần như muốn không có. Chấm. Một bên khác, Lý Tử Nhiễm bọn hắn còn tưởng rằng hủy diệt giả thật trốn. Tăng thêm Richard bên này phong tỏa chết hủy diệt giả đã tử vong tin tức. Bọn hắn càng thêm không biết. Chấm. Văn Lôi, ta muốn đi Kim Cảng đảo nhìn xem. Ta muốn nghe xem nữ nhân kia nói một chút Quân Lâm sự tình. Nữ nhân này chỉ tự nhiên là Đổ Vương gia tộc Hà Dạ Tuyết. Hiện tại người người đều biết lúc trước Diệp Quân Lâm vì Hà Dạ Tuyết mà chiến tử. Nếu không phải Hà Dạ Tuyết, Diệp Quân Lâm chí ít sẽ sống lấy. Chẳng qua Lý Tử Nhiễm không phải trách cứ nàng, mà là muốn nghe xem trong miệng nàng một khắc cuối cùng Diệp Quân Lâm. Khoảng thời gian này, Lý Tử Nhiễm đã tiếp nhận Diệp Quân Lâm qua đời sự thật. Trong óc nàng chỉ có một cái ý nghĩ, báo thù. Quân quân thiên phú cường đại, có thiên sách phủ che chở, một thế không lo tuyệt đối không có vấn đề. Nàng không có nỗi lo về sau, có thể buông tay đi báo thù. Chẳng qua trước lúc này, nàng muốn đi Diệp Quân Lâm chết đi địa phương nhìn xem. Tốt a, chúng ta cùng ngươi đi. Văn Lôi Chu Nam Yên sợ nàng xảy ra chuyện. Nhất định phải đi theo. Lập tức, ba người tiến về Kim Cảng đảo. Sau đó không lâu, Diệp Quân Lâm tới trước đạt Kim Cảng đảo. Đổ Vương nhất tộc đã đổi một cái trang viên. Trang viên nào đó ngồi biệt thự bên trong, Hà Dạ Tuyết đã tự bế thời gian rất lâu. Trừ nghe được áo vải sát thần quét ngang đông đảo nàng có phản ứng bên ngoài, lúc khác, nàng đều nằm ở trên giường. Căn bản cũng không lên. Tiểu thư, có người tìm ngươi. Lúc này một người hầu đi tới. Hà Dạ Tuyết căn bản không có phản ứng. Tiểu thư cái này người tự xưng là Diệp tiên sinh thủ hạ, có chút tình huống hắn muốn tìm ngươi hiểu rõ. Nói là có trọng yếu đại sự. Chấm. Nghe đến đó, Hà Dạ Tuyết lúc này mới có phản ứng. Để hắn vào đi. Rất nhanh, người hầu mang theo một người tiến đến. Chính là Dịch Dung Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm không nghĩ hiểu rõ khác, chỉ muốn tiếp tục làm sơ cùng Hà Dạ Tuyết đối thoại.
hắn muốn biết lúc trước Richard cùng chư thần phòng thí nghiệm đến cùng từ đại hạ lấy đi cái gì. Dịch dung sau Diệp Quân Lâm, Hà Dạ Tuyết mảy may không có lên bất luận cái gì hoài nghi. Diệp Quân Lâm tự xưng là thủ hạ của mình, nghĩ muốn hiểu rõ thời khắc cuối cùng Diệp Quân Lâm cùng Hà Dạ Tuyết đã nói những gì. Tại Diệp Quân Lâm cố ý dẫn đạo dưới, rất nhanh liền nhớ lại đại chiến trước, Hà Dạ Tuyết cùng Diệp Quân Lâm nói chuyện giai đoạn. Thời khắc cuối cùng, hắn tại hướng ta hỏi thăm Richard cùng chư thần phòng thí nghiệm đến cùng từ đại hạ mang đi cái gì, ta vừa muốn lúc nói, bọn hắn liền đánh tới. Hà Dạ Tuyết nhớ lại. Richard mang đi đồ vật, cái này đúng là chúng ta đang tìm. Diệp Quân Lâm đem kế hoạch nói cho Hà Dạ Tuyết, cùng lúc trước Diệp Quân Lâm nói nhất trí. Hà Dạ Tuyết tin tưởng. Còn mời Hà Tiểu Thư toàn bộ nói cho ta. Điều này rất trọng yếu. Vô luận là chúng ta thay lão đại báo thù, vẫn là thủ hộ đại hạ có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Diệp Quân Lâm thành khẩn nhìn xem Hà Dạ Tuyết. Tốt, ta toàn bộ nói cho ngươi. Chư thần phòng thí nghiệm cùng Richard tại đại hạ mang đi đồ vật là một loại nguồn năng lượng vật chất, cụ thể là cái gì, ta không rõ ràng. Chỉ biết bọn hắn xưng hô nó là đá mặt trời. Truyền ngôn nói đá mặt trời có thể cung cấp chư thần phòng thí nghiệm cần thiết tất cả năng lượng. Vẻn vẹn lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối đá mặt trời liền có thể cung cấp một quốc gia cấp trạm phát điện một tháng tài nguyên năng lượng. Là bọn hắn chính yếu nhất năng lượng nơi phát ra, cũng là chư thần phòng thí nghiệm có địa vị như vậy căn bản. Chư thần phòng thí nghiệm tồn tại bao nhiêu năm, không ai biết. Nhưng là nghe nói chiến ưng quốc cùng rất nhiều khu vực có thể khai thác đến đá mặt trời toàn bộ bị bọn hắn khai thác xong. Tăng thêm đá mặt trời siêu cấp hy hữu, cho nên chư thần phòng thí nghiệm tại toàn thế giới tích cực tìm kiếm đá mặt trời. Đến tăng lên thêm một bước khoa học kỹ thuật của bọn họ cùng thực lực. Cho nên bây giờ chư thần phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật đã đến những người khác chỉ có thể ngưỡng vọng tình trạng. Có trời mới biết bọn hắn sinh sản chế tạo ra cái gì. Chấm. Nghe đến đó, Diệp Quân Lâm đã minh bạch chư thần phòng thí nghiệm tại toàn các nơi trên thế giới thành lập căn cứ nguyên nhân. Sợ là có một nửa nguyên nhân là đang tìm kiếm khai thác đá mặt trời loại này nguồn năng lượng A. Về sau, chư thần phòng thí nghiệm tại đại hạ thổ địa bên trên phát hiện loại này đá mặt trời, mà lại số lượng siêu cấp lớn. Là bọn hắn điều tra ra trước mắt trên thế giới lượng lớn nhất khu vực. Gia gia của ta trong lúc vô tình đạt được một vài theo, nói đại hạ đá mặt trời tổng lượng có thể chống đỡ chư thần phòng thí nghiệm chỉ ít trăm năm cung cấp lượng. T. Nghe đến đó, Diệp Quân Lâm cũng không nhịn được đổ rút khí lạnh. Khủng bố như vậy. Trăm năm cung cấp lượng. Đây chính là chư thần phòng thí nghiệm A. Khoa học kỹ thuật của bọn hắn kỹ thuật cần tài nguyên năng lượng nhất định là không cách nào tưởng tượng nghịch thiên số liệu. Đại hạ đá mặt trời tổng lượng có thể cung cấp bọn hắn trăm năm, đây là cái thiên văn sổ tự. Diệp Quân Lâm cũng minh bạch vì sao Richard bọn hắn sẽ để mắt tới đại hạ. Lúc trước tổ kiến chúa tể giả liên minh đến công kích đại hạ, muốn đem đại hạ công hãm. Sợ sẽ là hướng về phía đá mặt trời đến. Về sau ba lần bốn lượt nhằm vào đại hạ, vì chính là đá mặt trời. Tại đông đảo thế lực quấy nhiễu dưới, Richard bọn hắn rốt cuộc tìm được cơ hội. Đến đại hạ mang đi rất nhiều đá mặt trời. Chẳng qua bọn hắn cũng sợ thiên sách phủ những kim này đúng, cũng không mang đi rất nhiều. Sau đó sợ là còn muốn tiếp tục suy nghĩ từ đại hạ trộm đi đá mặt trời. Kẻ trộm nhóm, ta đại hạ đồ vật các ngươi đừng nghĩ lấy đi. Lấy đi cũng đều muốn từng cái trả lại. Bất luận chư thần phòng thí nghiệm dùng đá mặt trời tới làm gì, cho dù là dùng để nấu nước nấu cơm, cũng không được. Diệp Quân Lâm cũng phải ngăn cản. Hà Dạ Tuyết nhìn Diệp Quân Lâm liếc mắt tiếp tục nói, tiếp xuống Hắc Thủy công ty muốn cùng đại hạ cái nào đó đại tập đoàn thành lập quan hệ hợp tác, ta nghĩ chính là hướng về phía đá mặt trời khai thác đến. Trước đó Hắc Thủy công ty thiếu Đông gia cùng ta đính hôn, kỳ thật cũng là nghĩ tại đại hạ đứng vững gót chân. Bọn hắn làm hết thảy đều là vì nghĩ tại đại hạ khai thác lấy đi tài nguyên. Bọn hắn đã làm rất nhiều chuẩn bị, đến bây giờ ta mới dần dần minh bạch bọn hắn đều là giữ mưu. Trước kia ta là rất hướng tới chư thần phòng thí nghiệm, nhưng trải qua sự kiện lần này về sau, ta minh bạch rất nhiều. Hiện tại chư thần phòng thí nghiệm như thế phát triển, nhất định là đang nổi lên một cái siêu cấp kế hoạch. Bọn hắn một khi phát triển đến không cách nào khống chế tình trạng, vậy sẽ là đại hạ thậm chí thế giới này tai nạn. Làm ơn tất ngăn cản bọn hắn. Hà Dạ Tuyết đã minh bạch, chư thần phòng thí nghiệm giết Diệp Quân Lâm nguyên nhân là bởi vì hắn một mực đang cản con đường của bọn hắn. Ngăn cản bọn hắn làm hết thảy. Nghe đến đó, Diệp Quân Lâm càng phát ra cảm thấy mình giả chết là cần thiết.
Chư thần phòng thí nghiệm so trong tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều lắm. Bọn hắn đang nổi lên một cái siêu cấp lớn kế hoạch. Tương lai vô luận đối với người nào đều là rất có uy hiếp. Hiện tại mình giả chết, vừa vặn có thể một chút xíu đào móc thẩm tra chư thần phòng thí nghiệm. Không phải bên ngoài đối phó chư thần phòng thí nghiệm quá khó. Gần như không có phần thắng. Các ngươi phải tất yếu ngăn cản bọn hắn, cũng báo thù cho hắn. Hà Dạ Tuyết chăm chú nhìn Diệp Quân Lâm. Tất cả đều là ta hại hắn. Nếu không phải ta cái này vướng víu ở bên cạnh, hắn sẽ không chết. Hà Dạ Tuyết vẫn như cũ rất là tự trách. Diệp Quân Lâm cười cười nói, ta tin tưởng hắn sẽ không trách ngươi. Ngươi căn bản không có làm gì sai. Còn nữa nói bảo hộ đại hạ con dân là trách nhiệm của hắn. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn vẫn là sẽ bảo hộ ngươi. Tất nhiên sẽ không có chút nào lời oán giận. Thật sao? Hà Dạ Tuyết một mực sống ở áy náy bên trong. Nghe được Diệp Quân Lâm lời nói này có chút xúc động. Đúng vậy à, hắn càng hy vọng nhìn thấy ngươi tỉnh lại. Hà Dạ Tuyết gật gật đầu, ta biết, ta nhất định sẽ tỉnh lại. Diệp Quân Lâm đang suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Thứ nhất, chính là ngăn cản chư thần phòng thí nghiệm lần nữa tại đại hạ lấy đi đá mặt trời, nửa khối đều không được. Thứ hai, nhìn chằm chằm cùng Hắc Thủy công ty liên hợp đại hạ xí nghiệp, tốt nhất đem nó bóp chết tại nảy sinh bên trong. Thứ ba, điều tra chư thần phòng thí nghiệm, tranh thủ sớm một chút diệt trừ Richard. Thứ tư, mục tiêu cuối cùng nhất, diệt trừ chư thần phòng thí nghiệm. Nhìn thấy Hà Dạ Tuyết khôi phục không ít, Diệp Quân Lâm cười nói, ngươi tin hay không hắn sẽ lấy một loại hình thức khác xuất hiện. Hà Dạ Tuyết đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó gật gật đầu. Ta tin tưởng. Vậy là tốt rồi, chờ lấy hắn lấy một loại hình thức khác xuất hiện đi. Đang lúc Diệp Quân Lâm chuẩn muốn rời đi thời điểm, bên ngoài có ba người đi vào. Chính là Lý Tử Nhiễm bọn hắn. Quyết định về sau, tam nữ tốc độ rất nhanh, cùng Diệp Quân Lâm là chân trước chân sau. Tiểu thư bên ngoài lại tới một nhóm người tìm ngài. Người hầu tiến đến thông báo. Diệp Quân Lâm cùng Hà Dạ Tuyết đều là sững sờ. Làm sao còn có người đến tìm? Bọn họ là ai? Hà Dạ Tuyết không khỏi hỏi. Là nữ nhân. Nàng nói muốn từ ngươi nơi này hiểu rõ một chút Diệp tiên sinh khi còn sống một chút tình huống. Người hầu nói. Diệp Quân Lâm càng phát ra nghi hoặc. Nghĩ muốn hiểu rõ mình tình huống nữ nhân. Là ai đâu? Hà tiểu thư như vậy, vậy ta rời đi trước. Diệp Quân Lâm mục tiêu đạt thành, vừa vặn rời đi. Hà Dạ Tuyết nhìn Diệp Quân Lâm liếc mắt, không cần, dù sao các ngươi đều là nghĩ muốn hiểu rõ tình huống của hắn. Không sao cả. Các ngươi cũng có thể thảo luận giao lưu một phen, không chừng nhận biết đâu, đi đem người mời tiến đến. Hà Dạ Tuyết nói như vậy, Diệp Quân Lâm tự nhiên không thể rời đi. Rất nhanh người hầu đem ba người dẫn vào. Hà tiểu thư ngươi tốt, chúng ta tới tìm ngươi hiểu rõ chút tình huống. Ba người vừa tiến đến liền cùng Hà Dạ Tuyết chào hỏi. Hà Dạ Tuyết cũng gật gật đầu. Các ngươi tốt, hắn cũng là đến tìm ta hiểu rõ hắn tình huống. Lúc này, ba người xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cũng nhìn về phía bọn hắn. Lý Tử Nhiễm, Văn Lôi, Chu Nam Yên. Diệp Quân Lâm thần sắc đại biến. Vạn vạn không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp Lý Tử Nhiễm ba người. Bọn hắn tới đây rồi. Nhìn xem ba người đồng loạt nhìn mình, Diệp Quân Lâm vậy mà có chút khẩn trương, toàn thân không được tự nhiên. Nàng vẫn là như thế, hoàn toàn như trước đây chán ghét mình. Đem mình làm cửu nhân không? Nhìn xem Diệp Quân Lâm, Lý Tử Nhiễm ba người đều cảm thấy có chút quen thuộc. Người này giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Nhưng cụ thể nhìn, lại không biết. Vị này là... Lý Tử Nhiễm tò mò hỏi. Lý Tử Nhiễm ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, tựa như muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Hai nàng khác cũng là như thế, không hiểu cảm thấy Diệp Quân Lâm có chút quen thuộc. Tiên sinh chúng ta có phải là ở nơi nào gặp qua? Lý Tử Nhiễm nghi hoặc nhìn Diệp Quân Lâm. Nếu là đối mặt những người khác, Diệp Quân Lâm nhất định là mặt không biến sắc tim không đập. Nhưng trước mắt là Lý Tử Nhiễm. Hắn vậy mà có chút khẩn trương, thậm chí lắp ba lắp bắp. Ta! Ba người càng thêm nghi hoặc nhìn Diệp Quân Lâm. Mắt thấy Diệp Quân Lâm liền phải bại lộ, Hà Dạ Tuyết thanh âm vang lên, hắn là Diệp tiên sinh thủ hạ. Cố ý đến hiểu rõ Diệp tiên sinh khi còn sống nhiệm vụ. Quân Lâm khi còn sống nhiệm vụ. Lý Tử Nhiễm khẩn trương hỏi, lực chú ý lập tức chuyển di. Quân Lâm.
Lúc này Diệp Quân Lâm cùng Hà Dạ Tuyết chăm miệng một lời, kinh ngạc nhìn xem Lý Tử Nhiễm. Hà Dạ Tuyết kinh ngạc nguyên nhân là Lý Tử Nhiễm xưng hô. Diệp Quân Lâm kinh ngạc nguyên nhân là cũng là xưng hô, Lý Tử Nhiễm không phải xem mình vì cửu nhân không? Như thế nào như vậy thân mật gọi mình? Hẳn là nàng đã tốt rồi. Diệp Quân Lâm vừa mừng vừa sợ. Nếu như Lý Tử Nhiễm tốt, kia tâm nguyện của hắn. Hà tiểu thư, ta là Quân Lâm thê tử Lý Tử Nhiễm, ta là tới tìm ngươi hiểu rõ hắn tại Kim Cảng đảo tình huống. Nghe đến đó, Diệp Quân Lâm xác định Lý Tử Nhiễm đã tốt. Bán tiên nửa quỷ tiểu tử này mặc dù lúc ấy trốn đi, nhưng cũng coi như lương tâm. Chẳng những nghĩ đến bảo trụ thi thể của mình, còn cứu Lý Tử Nhiễm. Coi như ta thiếu ngươi, ngày sau có cơ hội báo đáp. Diệp Quân Lâm cười nói. Ta đã hiểu rõ không sai biệt lắm, ta rời đi trước. Diệp Quân Lâm nhìn nhiều Lý Tử Nhiễm vài lần về sau, rời khỏi nơi này. Hà Dạ Tuyết bắt đầu cho ba người giảng thuật Diệp Quân Lâm tại Kim Cảng đảo tình huống. Để Diệp Quân Lâm không nghĩ tới chính là Hà Dạ Tuyết lại đem chư thần phòng thí nghiệm cùng đá mặt trời tất cả tình huống đều nói cho Lý Tử Nhiễm mấy người. Ngăn cản chư thần phòng thí nghiệm, kiên quyết không thể lại để cho bọn hắn cầm tới đá mặt trời. Lý Tử Nhiễm đôi mắt bên trong lóe ra tia sáng. Cái này càng phát ra kiên định nàng báo thù quyết tâm. Nàng phải thừa kế Diệp Quân Lâm ý chí, hoàn thành hắn chưa hoàn thành sứ mệnh. Dù sao nàng hiện tại là có năng lực như thế. Chẳng qua Lý Tử Nhiễm ý nghĩ to gan hơn một điểm. Giống như là Diệp Quân Lâm trước được thăm dò rõ ràng địch nhân thực lực, một chút xíu đi thẩm thấu, một chút xíu giải quyết. Nhưng Lý Tử Nhiễm trong đầu sinh ra điên cuồng ý nghĩ, nàng muốn trực tiếp đi đem chư thần phòng thí nghiệm phá hủy. Từ cùng hủy diệt giả thập đại cường giả người một trận chiến bên trong, nàng ước định ra mình thực lực, nàng có lòng tin này, có thể phá hủy chư thần phòng thí nghiệm. Chẳng qua tại trước khi đi, nàng cũng phải làm ra chuẩn bị đầy đủ. Đem thực lực của nàng tăng lên tới cực hạn, tốt nhất đem tất cả tiềm lực khai phát ra tới. Thật ao ước ngươi, có tốt như vậy một vị trượng phu. Hà Dạ Tuyết hâm mộ nhìn xem Lý Tử Nhiễm. Cáo biệt Hà Dạ Tuyết về sau, Lý Tử Nhiễm ba người lại tiến về Diệp Quân Lâm đã từng đại chiến qua các cao thủ địa phương. Diệp Quân Lâm đứng xa xa nhìn Lý Tử Nhiễm. Sau đó hắn sẽ bề bộn nhiều việc, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài không gặp được Lý Tử Nhiễm. Suy nghĩ nhiều nhìn vài lần. Về phần Quân Quân, Diệp Quân Lâm tại không hoàn thành sự tình trước, đoán chừng đều không gặp được. Chẳng qua Quân Quân bên kia chỉ cần không có nguy hiểm, hắn liền có thể yên tâm. Hèn hạ chư thần phòng thí nghiệm, hèn hạ đông đảo người. Lý Tử Nhiễm phẫn nộ hô hào. Diệp Quân Lâm một mực nhìn lấy hắn. Ai? Đúng vào lúc này Lý Tử Nhiễm đột nhiên phát ra một tiếng quát chói tai. Phát hiện Diệp Quân Lâm. CMN. Diệp Quân Lâm chấn động vô cùng. Cái này đều có thể phát hiện. Hiện tại Lý Tử Nhiễm là cái gì trình độ A? Hắn đều giấu thành dạng này, còn có thể phát hiện. Lý Tử Nhiễm thực lực đều như vậy sao? Chủ yếu là Lý Tử Nhiễm hiện tại thân thể đã đến một loại cực kỳ khủng bố trạng thái. So hủy diệt giả mạnh hơn mấy cái cấp độ. Nàng cảm giác lực siêu cấp mạnh. Chung quanh vạn vật từng hành động cử chỉ, nàng đều có thể phát giác được. Dù là ngoài ngàn mét con muỗi động tĩnh nàng chỉ cần nghĩ đều có thể phát giác được. Cho nên Diệp Quân Lâm mới có thể bởi vậy bại lộ. Oanh! Vừa dứt lời, Lý Tử Nhiễm liền hóa thành một luồng sấm sét truy hướng hắn. Diệp Quân Lâm ngay lập tức thoát đi. Nhưng lập tức hắn kinh ngạc phát hiện, căn bản thoát khỏi không được Lý Tử Nhiễm. Nàng thật chặt theo sau. Diệp Quân Lâm biết rõ nếu là giao thủ một cái, hoặc là gặp mặt, tuyệt đối sẽ bại lộ. Ai biết Richard tại Lý Tử Nhiễm bên người có không có an bài cái gì, vạn nhất đem mình bại lộ, vậy coi như không tốt. Oanh! Diệp Quân Lâm oanh ra đáng sợ một quyền, ý đồ muốn đem Lý Tử Nhiễm ngăn lại. Chỉ là một quyền này đánh về phía Lý Tử Nhiễm thời điểm, trên người nàng lực lượng kinh khủng lộ ra, hóa thành một đạo bức tường vô hình, đem Diệp Quân Lâm một quyền này ngăn lại. Nhìn thấy một quyền này giống như châu đất xuống biển. Diệp Quân Lâm chấn kinh. Trước kia cùng phẫn nộ Lý Tử Nhiễm giao thủ qua, nàng xác thực lực lượng khủng bố. Đều là man lực. Nhưng là bây giờ, nàng có thể thuần thục vận dụng mình lực lượng, có thể khởi động tốc độ, có thể phòng ngự, có thể tiến công. Đây cũng quá đáng sợ. Hiện tại là thăng cấp vốn liếng Lý Tử Nhiễm. Oanh! Phòng ngự xong Lý Tử Nhiễm hóa thành một luồng sấm sét, nháy mắt xuất hiện tại Diệp Quân Lâm trước người. Vậy mà đuổi kịp Diệp Quân Lâm.
Ngươi trốn không thoát. Lý Tử Nhiễm âm thanh lạnh lùng nói. Ma ảnh phân thân. Diệp Quân Lâm nghĩ lừa gạt Lý Tử Nhiễm con mắt bỏ trốn. Không đợi Lý Tử Nhiễm thấy rõ ràng. Hắn lập tức thi triển tuyệt học, ma ảnh phân thân. Nháy mắt phân hóa ra mấy chục đạo phân thân. Kỳ thật chính là tốc độ nhanh, lừa gạt đại não lừa gạt con mắt. Trốn. Diệp Quân Lâm cười cười, lập tức thoát đi. Chỉ là một giây sau, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lý Tử Nhiễm xem nhẹ tất cả phân thân, trực tiếp hướng hắn chân thân bắt tới. Vậy đã nói rõ Lý Tử Nhiễm nhãn lực khủng bố, đại não càng là đáng sợ. Ma ảnh phân thân căn bản lừa gạt không đến nàng. Cho nên nàng có thể từ Diệp Quân Lâm rất đa phần thân chúng, nháy mắt khóa chặt Diệp Quân Lâm chân thân. CMN. Diệp Quân Lâm lần nữa phát ra sợ hãi thán phục. Đây cũng quá khủng bố đi. Lần thứ nhất hắn ma ảnh phân thân bị phá. Vậy mà là lão bà của mình. Không đợi Diệp Quân Lâm suy nghĩ, Lý Tử Nhiễm lần nữa đuổi theo. Ta. Diệp Quân Lâm là thật im lặng. Còn tiếp tục như vậy, không phải bại lộ không thể. Lý Tử Nhiễm hóa thành một luồng sấm sét, vậy mà lần nữa xông vào Diệp Quân Lâm phía trước. Ngươi đừng nghĩ rời đi. Diệp Quân Lâm đau đầu a. Tiếp tục như vậy, sao có thể đi? Không chỉ như thế, Văn Lôi cũng ngay lập tức đuổi theo. Không phải đâu. Diệp Quân Lâm lần nữa rung động. Văn Lôi cũng đến loại cảnh giới này sao? Cái này tiến bộ quá thần tốc đi. Diệp Quân Lâm lúc này mới chú ý tới Văn Lôi, cứ việc khả năng so Lý Tử Nhiễm kém chút, nhưng cũng rất tiếp cận. Văn Lôi từ một phương hướng khác khóa kín hắn rời đi phương hướng. Tại Hà Gia ta liền cảm giác ngươi có vấn đề, ngươi đến cùng là ai? Lý Tử Nhiễm quát lạnh nói. Văn Lôi cũng băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, hắn bộ dáng này hẳn không phải là chân thực khuôn mặt, rất có thể dịch dung. Lý Tử Nhiễm cùng Văn Lôi thân thể đã đạt tới một loại cực hạn. Nhất là cảm giác lực càng là khủng bố. Bọn hắn đã có thể cảm nhận được Diệp Quân Lâm trương này khuôn mặt không thích hợp. Cùng hắn chỉnh thể thân thể không cân đối, vẫn là có kinh ngạc. Diệp Quân Lâm mồ hôi lạnh ứa ra. Hai cái cô nãi nãi a, các ngươi cũng đừng nói. Điểm ấy bí mật sớm tối phải làm cho các ngươi phát hiện. Công phu này, Chu Nam Yên cũng đến. Tam nữ đem Diệp Quân Lâm vây khốn. Cùng tiến lên, nhìn xem bộ mặt thật của hắn. Diệp Quân Lâm hiện tại rất khó, thậm chí đau đầu. Lý Tử Nhiễm cùng Văn Lôi đều quá lợi hại. Hắn vậy mà không có thoát khỏi. Hai người thậm chí nhìn ra hắn dịch dung. Hắn có thể làm sao? Cùng tam nữ dây dưa thời gian càng dài, càng dễ dàng bại lộ chính mình. Cái này bại lộ không chỉ có riêng là đối ba người này, âm thầm không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Một khi bọn hắn đánh nhau lên, động tĩnh khổng lồ, tuyệt đối sẽ gây nên rất nhiều người đến. Thực sự không được, chỉ có thể vận dụng cái kia. Mắt thấy ba người nhào tới, Diệp Quân Lâm đã quyết định. Oanh! Oanh! Chấm! Nhưng lại tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, mấy đạo khí lưu từ bốn phía kích xạ đi vào. Đánh phía Lý Tử Nhiễm ba người. Lý Tử Nhiễm ba người lập tức bắt đầu đón đỡ. Công phu này, Diệp Quân Lâm lập tức mang ra đạo đạo tàn ảnh biến mất. Truy! Lý Tử Nhiễm ba người vừa muốn truy. Hiu hiu hiu! Âm thầm lại bắn ra đạo đạo khí lưu, ngăn cản ba người đường đi. Cứ việc chỉ có thể ngăn cản Lý Tử Nhiễm ba người một nháy mắt, có thể đối Diệp Quân Lâm đến nói, thời gian này đầy đủ. Dù sao siêu cấp cao thủ ở giữa so chiêu, liền kém tại một chút thời gian. Chờ Lý Tử Nhiễm ba người lại đuổi theo thời điểm, nơi nào còn có Diệp Quân Lâm bóng dáng. Ba người tức giận không thôi. Vạn vạn không nghĩ tới âm thầm còn có giúp đỡ tại. Càng không có nghĩ tới người là Diệp Quân Lâm. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, âm thầm lại có người sẽ giúp hắn. Là ai? Tuyệt đối không phải Thanh Long bọn hắn. Tất cả mọi người bị hắn phái đi ra. Như vậy vừa mới xuất thủ người là ai? Đến tột cùng là ai đang trợ giúp mình? Bọn hắn là vô tâm vẫn là cố ý. Nếu như là vô tâm lời nói còn tốt. Nếu là có ý, chẳng lẽ còn có người biết mình còn sống? Cái này. Nghĩ tới đây, Diệp Quân Lâm kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đây cũng quá đáng sợ. Dù là hắn chỉ dùng một nửa cấm kỵ thuật, nhưng vậy mà có người biết hắn còn sống. Đây cũng quá đáng sợ. Vậy người này là địch hay bạn? Nếu như là bạn còn tốt, nếu như là địch nhân liền phiền phức. Diệp Quân Lâm tỉnh táo phân tích. Nếu như là địch nhân,
như vậy hắn còn sống tin tức sớm hẳn là bại lộ. Càng sẽ không vào giờ phút như thế này giải cứu chính mình. Như vậy cũng không phải là địch nhân. Thế nhưng là không phải bạn đâu. Không nhất định là. Trước mắt mà nói khả năng bọn hắn có khác mục đích. Chẳng qua dù là không phải bạn, chỉ ít trước mắt mà nói không phải địch quân. Dạng này Diệp Quân Lâm liền có thể yên tâm một điểm. Thoát khỏi Lý Tử Nhiễm ba người về sau, Diệp Quân Lâm lại tại chung quanh tìm kiếm một vòng, tuyệt không phát hiện cái gì. Cái này chứng minh đối phương phản ứng cấp tốc, thực lực cao cường. Có thể nhúng tay hắn cùng Lý Tử Nhiễm đối chiến, phải là cực kỳ khủng bố. Một bên khác, Lý Tử Nhiễm ba người từ Kim Cảng đảo trở về. Lý Tử Nhiễm trực tiếp bế quan, chuẩn bị dùng thời gian ngắn nhất, đem thực lực tăng lên tới cực hạn, sau đó đi chiến Ưng Quốc, thay Diệp Quân Lâm báo thù. Chỉ là Văn Lôi cùng Chu Nam Yên cũng không biết thôi. Chiến Ưng Quốc, Richard hào chạch bên trong. Richard ngay tại thu xếp nhiệm vụ. Chư thần phòng thí nghiệm đá mặt trời tồn kho chỉ còn lại không tới thời gian một năm, nhất định phải từ đại hạ cầm về càng nhiều. Richard nói, tiên sinh, Hắc Thủy công ty lập tức sẽ tiến về đại hạ, đem cùng đại hạ tứ đại phú thiếu công tử triển khai hợp tác. Đào móc ra càng nhiều đá mặt trời đến cung cấp cho chúng ta. Richard vuốt cằm nói, ghi nhớ, muốn để Hắc Thủy công ty lấy tốc độ nhanh nhất, thông qua đại hạ những con rối này đem đá mặt trời khu sản xuất mua xuống, đến lúc đó chúng ta chính là hợp pháp hợp lý khai thác, dù là đại hạ các cơ cấu biết, cũng là không thể làm gì. Không hổ là Richard tiên sinh, Hắc Thủy công ty kế hoạch là giấu giếm bọn hắn vụng trộm khai thác đá mặt trời mang về đâu. Ngài một chiêu này dây a, nếu là đem khu sản xuất toàn bộ mua xuống, đến lúc đó đại hạ phương diện chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chấm. Đám người bắt đầu khen ngợi Richard. Richard một mặt nghiêm túc, mau nhường Hắc Thủy công ty tiến về đại hạ, chậm thì sinh biến. Minh bạch, chúng ta lập tức thu xếp, để Hắc Thủy công ty ngày mai liền đạt tới đại hạ. Richard trầm ngâm nói, còn có Lý Tử Nhiễm vấn đề. Hủy diệt giả tuyệt đối không thể chết vô ích, hiện tại chính yếu nhất chính là nếu có thể đo ra chiến lực của nàng giá trị. Nàng tuyệt đối không thể lấy trở thành uy hiếp của chúng ta. Richard tiên sinh, ngài sợ là muốn dùng thuần năng lượng thể đi đối phó Lý Tử Nhiễm a? Có người cười lấy hỏi. Những người khác lập tức nói theo, không chỉ có như thế. Còn muốn dùng Lý Văn Hải Trương Văn Thao những người này a? Tất cả mọi người lộ ra như hồ ly giảo hoạt nụ cười. Đi theo Richard làm việc lâu, Richard tâm tư cùng phong cách bọn hắn đều đoán được rất thấu. Richard tiên sinh sợ là muốn dùng mấy cái này đại hạ người đi hủy đi đại hạ a? Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể cải tạo thành thuần năng lượng thể. Nghe vậy, Richard chỉ là cười nhạt một tiếng. Đúng là kế hoạch của hắn không sai. Cho nên hắn mới có thể coi trọng Lý Triệu hai nhà những người này. Thí nghiệm giai đoạn trước một mực đang tăng cường thể chất của bọn hắn cùng đại não. Vì chính là tại chính thức thí nghiệm thời điểm, để xác suất thành công càng tốt hơn. Tốt nhất những người này đều có thể cải tạo thành thuần năng lượng thể. Dạng này Richard liền có thể dùng bọn hắn hủy đi đại hạ. Lập tức vòng thứ 3 thí nghiệm liền bắt đầu, đoán chừng vòng thứ 5 thí nghiệm những người này liền có thể bên trên. Thật sự là chờ mong a. Liền Richard đều lộ ra thần sắc mong đợi. Đệ đệ, chờ ta cường đại đến có thể cùng thiên sách phủ khiêu chiến thời điểm, liền đem ngươi cứu trở về. Richard nhớ tới còn bị nhốt tại đại hạ đệ đệ, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Chấm. Hôm sau. Kinh vòng. Cũng chính là kinh thành vòng tròn sôi trào. Bởi vì Hắc Thủy công ty đem sớm nửa tháng đến đại hạ. Người mệnh, cây có bóng. Hắc Thủy công ty tại toàn thế giới đến nói, đều là độc nhất ngăn. Chủ yếu ngành nghề là khoa học kỹ thuật vũ khí những cái này, khoa trương điểm nói chính là có được trên thế giới cấp cao nhất khoa học kỹ thuật vũ khí kỹ thuật. Cung cấp cho rất nhiều khu vực thế lực. Bị rất nhiều người tôn thờ tồn tại. Tài phú bọn hắn có thể địch quốc, khoa kỹ thế giới dẫn trước. Nội tình thâm hậu mấy trăm năm. Vô luận lúc trước thời đại, vẫn là hiện tại võ giả siêu năng giả hoành gia thời đại. Hắc Thủy công ty đều là siêu cấp bá chủ. Thậm chí tại cái võ giả này hoành gia thời đại, địa vị của bọn hắn càng thêm đáng sợ. Bọn hắn hắc khoa kỹ siêu cấp vũ khí ở thời đại này khả năng phái được công dụng. Cho nên toàn thế giới vô luận kia quốc tập đoàn gia tộc không có một cái không muốn cùng Hắc Thủy công ty hợp tác. Nếu như có thể cùng Hắc Thủy công ty nhờ vả chút quan hệ, đó chính là làm rạng rỡ tổ tông. Nếu như có thể có lớn hợp tác, kia thật là mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh.
Tại đại hạ, rộng rãi dân mạng trong suy nghĩ có cái tứ đại công tử. Theo thứ tự là Kinh Vòng Phương Thiếu, hắn tổ phụ là Kinh Thành Thương Hội hội trưởng. Kinh Vòng Vương Thiếu, nhà bọn hắn sinh ý chủ yếu là bất động sản, trải rộng đại hạ. Hải Thành Vòng Tần Thiếu, là đại hạ lục đại siêu tốc độ chạy câu lạc bộ ba nhà lão bản, nó gia đình thần bí, là đại hạ số một đại tập đoàn, bị dân mạng gọi đùa là trên biển hoàng. Cùng Dương Thành Vòng Trần Thiếu, gia đình hắn bối cảnh thần bí, gần như duyên hải khu vực phàm là liên quan tới hải sản xí nghiệp đều cùng hắn nhà có quan hệ, là đường đường chính chính trên biển bá chủ. Bốn người này bị dân mạng biết rõ, đồng thời sắp xếp làm đại hạ tứ đại công tử, là có nguyên nhân. Kỳ thật thông tục một điểm đến nói, là tứ đại bại gia tử. Tứ đại phú thiếu dựa vào gia đình, ở bên ngoài là cực kỳ phách lối, lãng phí. Ví dụ như Vương Thiếu có tiếng lạm tình, bạn gái là một cái tiếp một cái đổi, cũng đều là võng hồng minh tinh. Trần Thiếu cũng là như thế, vì nữ MC khen thưởng, vài phút tiêu xài mấy triệu hơn ngàn vạn. Phương Thiếu lâu dài trà trộn tại quán ăn đêm, ra tay chính là trăm vạn ngàn vạn. Chấm. Liền bọn hắn bậc cha chú cũng biết bọn hắn là bầy bại gia tử, cả một đời chỉ có thể dạng này. Nhưng chẳng ai ngờ rằng chính là cái này tứ đại thiếu gia vậy mà cùng Hắc Thủy công ty dính líu quan hệ. Phải biết Hắc Thủy công ty còn chưa từng cùng đại hạ ai hợp tác qua. Hắc Thủy công ty muốn tới đại hạ tìm kiếm hợp tác tin tức vừa truyền ra, đại hạ các khu vực vòng tròn đều sôi trào. Ẩn tàng các đại hào tộc tập đoàn đều muốn cùng Hắc Thủy công ty hợp tác. Dù là trèo bấu víu quan hệ cũng tốt. Mặc cho chẳng ai ngờ rằng chính là vòng tròn bên trong danh tiếng rất kém cỏi tứ đại bại gia tử vậy mà cùng Hắc Thủy công ty hợp tác. Cái này khiến đại hạ thượng lưu vòng tròn sôi trào. Dựa vào cái gì là bọn hắn? Nếu bàn về bối cảnh thực lực, cái này tứ đại thiếu gia gia tộc chỉ có thể tính trung đẳng, chỉ là bầy ở ngoài sáng, danh khí tương đối lớn. Luận thủ đoạn luận năng lực, cái này tứ đại thiếu gia là vòng tròn bên trong công nhận nhất không được. Mỗi ngày chỉ có thể là bong bóng nữ MC, khoe của những thứ này. Nhưng Hắc Thủy công ty hết lần này tới lần khác cùng bọn hắn hợp tác. Lập tức Hắc Thủy công ty chấp hành tổng giám đốc muốn đích thân đến đại hạ, chính là từ bốn người này tiếp đãi. Mọi người chỉ có thể làm nhìn xem, ước ao ghen tị. Lần này, tứ đại thiếu gia phía sau gia tộc là mở mày mở mặt. Cũng bởi vì tứ đại thiếu gia phẩm hạnh là có tiếng, cho nên tứ đại thiếu bậc cha chú tại vòng tròn bên trong chịu đủ tranh luận. Thường xuyên bởi vì tứ đại thiếu bị trào phúng, thậm chí đều không ngóc đầu lên được. Chẳng qua lần này tứ đại thiếu có thể cùng Hắc Thủy công ty hợp tác, tương đương với một đợt lật bàn. Đem bọn hắn phong bình toàn bộ quay tới. Chính là quang cùng Hắc Thủy công ty hợp tác chuyện này, cũng đủ để cho tứ đại thiếu viết nhập gia tộc quang huy trong bảng. Trong lúc nhất thời tứ đại thiếu các bậc cha chú trắng trợn tán dương bọn hắn. Cho gia tộc bọn họ hết thảy quyền lợi, đi hoan nghênh Hắc Thủy công ty đại biểu cùng hợp tác những chuyện này. Hắc Thủy công ty vì sao muốn lựa chọn bốn người này đâu? Kỳ thật đây đều là Richard kế hoạch. Tại Richard xem ra kế hoạch này khả thi vẫn còn rất cao. Dù sao hiện tại thế nhân toàn bộ ánh mắt tại võ giả siêu năng giả siêu cấp vũ khí phía trên. Ngược lại thế tục quyền tài có rất ít người đi chú ý. Nhất là đá mặt trời tin tức còn một chút cũng không có lan rộng ra ngoài. Tăng thêm giống Diệp Quân Lâm dạng này xen vào việc của người khác người chết rồi. Căn bản không có người sẽ đi để ý chuyện này. Căn bản sẽ không đi truy đến cùng. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, đã muộn. Khi đó những cái này khu sản xuất đã tại Hắc Thủy công ty trong tay. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vì sao lựa chọn bốn người này? Bởi vì tốt khống chế. So với những người khác đến nói, tứ đại thiếu tốt hơn khống chế một điểm, cũng sẽ không đối bọn hắn đem lòng sinh nghi. Cứ như vậy, bọn hắn kế hoạch áp dụng lại càng dễ thành công. Ngày thứ hai, kinh thành phi trường quốc tế VIP thông đạo. Mấy chục chiếc Rolls Royce đã đợi chờ. Vương Thiếu cầm đầu tứ đại thiếu chuyên môn tới tiếp đãi Hắc Thủy công ty đại biểu. Theo thứ tự là chấp hành tổng giám đốc Rex cùng thiếu đông gia Jim Sâm. Jim Sâm lúc trước bị Diệp Quân Lâm mạnh mẽ đánh cái gần chết, một hơi răng toàn bộ rơi, bây giờ Jim Sâm bao một hơi răng giả, thân thể cũng vừa khôi phục. Hắn liền dám nghênh ngang đến đại hạ. Dù sao Diệp Quân Lâm chết rồi. Ai còn dám đến động đến hắn? Đây không phải là muốn chết sao? Vừa nghĩ tới Diệp Quân Lâm, hắn liền cảm giác toàn thân trên dưới đều tại đau. Cả người dùng mình một cái. Đó là một loại khắc vào thực chất bên trong sợ hãi.
Dù là hắn biết Diệp Quân Lâm chết rồi, nhưng đạp Lâm Đại Hạ thổ địa thời điểm, hắn vậy mà cũng đang e sợ. Phảng phất Diệp Quân Lâm tại nơi nào đó nhìn xem hắn như vậy. Hắn chết đi linh hồn sẽ không diệt, vĩnh viễn tại trấn giữ lấy Đại Hạ. Phác, đều người đã chết, ta còn sợ hắn làm cái gì? Diêm Sâm mắng thầm. Mặc dù nói như vậy, nhưng lần này đến Đại Hạ hắn mang rất nhiều cường giả. Cố ý từ chư thần phòng thí nghiệm thỉnh cầu 4 vị siêu cấp cường giả đến bảo hộ an toàn của hắn. Lần trước thật là bị Diệp Quân Lâm cho đánh sợ. Dù là Diệp Quân Lâm chết rồi, bóng tối vẫn là ở. Dập máy về sau, Diêm Sâm trước 4 phía nhìn quanh một vòng. Liền hắn cũng không biết đang nhìn cái gì, có thể là đang nhìn Diệp Quân Lâm đi. Diêm Sâm ngươi đừng nghi thần nghi quỷ, Diệp Quân Lâm đều chết rồi, ngươi sợ cái gì? Rex không khỏi nói. Diêm Sâm mạnh miệng mà nói, ta không có sợ a, ta tại sao phải sợ? Đừng nói Diệp Quân Lâm chết rồi, dù là Diệp Quân Lâm không chết, ta cũng không sợ. Lần trước là ta chưa chuẩn bị xong, ngươi lần này để hắn đi thử một chút. Nhìn xem ta như thế nào để hắn chết. Rex cười cười, không sợ là được, ta còn tưởng rằng ngươi sống ở Diệp Quân Lâm trong sự sợ hãi. Rex thúc thúc ngài phải biết, ban đầu là ta đem Diệp Quân Lâm tại Kim Cảng Đảo tin tức phát cho Richard tiên sinh. Cho nên nói giết chết Diệp Quân Lâm ta cũng là có công lao. Ừm đâu, chúng ta đều hiểu. Nói chuyện công phu, mọi người đã đi vào VIP thông đạo lối ra. Bên ngoài tứ đại thiếu gia đã mang theo đội ngũ đang nghênh tiếp. Hoan nghênh Rex tiên sinh, hoan nghênh Diêm Sâm tiên sinh. Vương thiếu, Tần thiếu 4 người vừa thấy được mấy người, lập tức tới nghênh đón. Trở về nói đi. Rex nói. Lập tức, đội xe xuất phát. Đem Rex cùng Diêm Sâm bọn người đưa đến ngủ lại khách sạn. Là vương thiếu gia tộc dưới cờ cấp cao trong khách sạn xa hoa nhất một nhà. Mấy ngày nay không mở ra cho người ngoài, chuyên môn dùng để tiếp đãi Hắc Thủy công ty. Hắc Thủy công ty các đại biểu vừa đến, liền có vô số người chú ý. Bọn hắn rất là ao ước tứ đại thiếu. Bọn hắn cũng muốn tiếp đãi Hắc Thủy công ty. Ngủ lại khách sạn về sau, Rex lập tức đem mọi người tụ tập lại một chỗ, bắt đầu thương thảo công việc. Richard cho mệnh lệnh của hắn là càng nhanh càng tốt. Không thể để cho người có phản ứng. Tiếp xuống, đen công tập đoàn đem cùng các ngươi triển khai hợp tác. Chúng ta cung cấp tất cả kỹ thuật duy trì, nhưng là nguyên vật liệu bao quát nơi sản sinh căn cứ những cái này phải dựa vào chính các ngươi giải quyết, phương án bên trong đều thuyết minh. Chính các ngươi xem đi. Rex mạnh mẽ vang dội, đi lên liền nói chuyện hợp tác. Vương thiếu tứ đại thiếu gia nhau nhau tiếp vào một bản phương án sắp đặt. Chính bọn hắn mặc dù khả năng xem không hiểu, nhưng riêng phần mình gia tộc đều phái cao thủ cùng ở bên cạnh họ, trợ giúp bọn hắn hoàn thành hợp tác. Cho nên hợp đồng phương án những cái này đều từ bọn hắn đến xem. Tiêu tốn một chút thời gian về sau, tứ đại thiếu mang trợ lý toàn bộ xem hết phương án, nhao nhao gật đầu, biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại Hắc Thủy tập đoàn nhường lợi cùng điều kiện thật sự là bọn hắn không nghĩ tới. Hắc Thủy tập đoàn trên cơ bản liền kiếm rất ít tiền. Nhưng mấy cái này trợ lý đều là cao thủ, bọn hắn biết kế tiếp còn có điều kiện. Chẳng qua chúng ta còn có cái kèm theo điều kiện, chính là những cái này căn cứ khu sản xuất các ngươi tìm các ngươi xây không sai, nhưng nhất định phải đều là Hắc Thủy công ty. Giai đoạn trước tài chính chúng ta tới cung cấp đều có thể. Rex nói ra điều kiện. Ý tứ rất đơn giản, bọn hắn cung cấp kỹ thuật duy trì, mặt khác những cái này nơi sản sinh căn cứ đều muốn trở thành Hắc Thủy công ty. Nghe đến đó, tứ đại thiếu cùng với các tùy tùng lúc này mới lộ ra nụ cười tới. Dạng này mới đúng chứ. Nếu như Hắc Thủy công ty đơn thuần nhường lợi, sẽ để cho mọi người cảm thấy bọn hắn có vấn đề, có âm mưu. Hiện tại muốn những cái này nguồn năng lượng mới nguyên nơi sản sinh, lúc này mới phù hợp bọn hắn. Chẳng qua đây đối với tứ đại thiếu cùng với gia tộc đến nói, quả thực là chuyện nhỏ. Bản thân bọn hắn cũng chỉ muốn cùng Hắc Thủy công ty hợp tác. Về phần lợi nhuận không lợi nhuận căn bản không có việc gì, dù là bồi đều được. Chủ yếu là có thể trèo lên Hắc Thủy công ty cây to này. Làm sao đều được. Huống chi hiện tại vẫn có thể kiếm nhiều tiền, có thể vì gia tộc tăng thực lực lên. Cớ sao mà không làm đâu. Rex tiên sinh xin yên tâm. Hắc Thủy công ty yêu cầu những cái này nguồn năng lượng nơi sản sinh ta đánh sớm tốt chào hỏi. Cho ta thời gian một ngày, ta liền đem tất cả khu vực toàn bộ mua lại. Chuyển rời đến Hắc Thủy công ty danh nghĩa. Vương thiếu nói. Tần thiếu mấy người lập tức phụ họa, đúng,
Sự tình khác khả năng đối với chúng ta đến nói khó, nhưng chuyện này quá đơn giản. Một ngày thời gian, tuyệt đối hoàn thành. Bây giờ tứ đại thiếu phía sau gia tộc là hết sức duy trì, tài chính có thể tùy ý điều động. Mua xuống mấy cái nơi sản sinh không đáng kể. Cái này mấy khối nơi sản sinh vừa vặn chính là chư thần phòng thí nghiệm đo ra tới có đá mặt trời. Chỉ cần đem mấy cái này nơi sản sinh mua lại, trên danh nghĩa đến Hắc Thủy công ty trên đầu. Như vậy đem vĩnh cửu là Hắc Thủy công ty. Liền Thiên Sách phủ những cái này cũng không có cách, cũng không lý tới Tử Khai Đao. Trừ phi chỗ này nguồn năng lượng khai thác hoàn tất. Dù là đằng sau biết là đá mặt trời, cũng không có cách nào. Rất tốt, ta cũng thích cùng hiệu suất làm việc cao người liên hệ. Rex cười cười. Jim Sâm cũng cười nói, dạng này về sau có thể triển khai càng nhiều hợp tác. Nghe đến đó, tứ đại thiếu càng phát hưng phấn. Bọn hắn phải cố gắng trở thành Hắc Thủy công ty tại đại hạ người phát ngôn, thậm chí toàn bộ Đông Phương Châu người phát ngôn. Nghĩ tới đây, bốn người bốc đồng 10 phần. Yên tâm tốt, chuyện này nhất định phải hoàn thành. Tứ đại thiếu lập tức đi làm chuyện này. Bọn hắn cũng muốn lập tức ký hợp đồng, chân chính cùng Hắc Thủy công ty hợp tác. Đến lúc đó bọn hắn ở gia tộc địa vị, cùng vòng tròn bên trong địa vị cũng sẽ biên độ lớn tăng lên. Để những cái kia xem thường bọn hắn trò cười bọn hắn người nhìn xem. Bọn hắn đã trên bảng Hắc Thủy công ty. Hắc Thủy công ty muốn cùng tứ đại thiếu chuyện hợp tác tại đại hạ huyên náo xôn xao. Diệp Quân Lâm cũng đương nhiên biết. Ngũ đại chiến vương Chu Tước bị hắn phái đi sưu tập các loại tình báo tư liệu. Hiện tại, Chu Tước đã đem Hắc Thủy công ty cùng tứ đại thiếu muốn ký hợp đồng hàng mẫu bày ở Diệp Quân Lâm trước mắt. Lão đại, tứ đại thiếu trong đêm đã đi mua hạ cái này 6 khối đá mặt trời nơi sản sinh, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai liền có thể đem 6 khối nơi sản sinh chuyển giao đến Hắc Thủy công ty danh nghĩa. Chu Tước nói. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Diệp Quân Lâm nhìn xem tư liệu cười nói, thật sự là trùng hợp a, à, cái này 6 khối vậy mà đều là Văn Lôi gia tộc. Đúng, không sai, Văn gia có rất nhiều phòng thí nghiệm, bọn hắn chứa đựng rất nhiều ruộng thí nghiệm. Vừa vặn cái này 6 khối chính là bọn hắn. Chẳng qua kỳ quái là Văn gia tuyệt không phát hiện đá mặt trời tồn tại, nếu không cái này 6 khối nơi sản sinh những người khác cũng đừng nghĩ. Chu Tước nói. Diệp Quân Lâm thở dài nói, đến cùng là chư thần phòng thí nghiệm a, có lẽ đá mặt trời đối cái khác người mà nói chính là cùng phổ thông tảng đá không có khác nhau, nhưng bọn hắn khai phát về sau, lại là lớn nhất nguồn năng lượng. Điều này nói rõ chư thần phòng thí nghiệm cường đại. Lão đại ta dự toán dưới, nếu như chúng ta sớm xuất thủ, hoàn toàn ở bọn hắn trước đó ăn chặn. Đem 6 khối nơi sản sinh sớm mua xuống. Mà lại so với tứ đại thiếu, Văn gia khẳng định càng muốn đem địa phương bán cho chúng ta. Chu Tước một mặt sốt ruột. Diệp Quân Lâm cười hỏi, 6 khối nơi sản sinh toàn bộ mua xuống cần bao nhiêu tiền? Chu Tước trả lời, tứ đại thiếu chuẩn bị trọn vẹn 1.000 ức. Cái giá tiền này hẳn là hoàn toàn cầm xuống. Vậy ta tại sao phải hoa cái này uổng tiền đâu? 1.000 ức đâu, làm chút gì không tốt? Diệp Quân Lâm nói. Chu Tước mấy người một mặt kinh ngạc, nan giải đạo nói chúng ta không ngăn cản rồi. Tùy ý tứ đại thiếu đem cái này 6 khối nơi sản sinh mua xuống cho Hắc Thủy công ty. Những người khác cũng đều là một mặt sốt ruột. Nếu quả thật thành Hắc Thủy công ty, như vậy những người khác đem không có biện pháp gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Dù sao muốn bận tâm đại quốc thanh danh. Nhất là đại hạ coi trọng nhất. Khi đó muốn ngăn cản cũng khó khăn. Diệp Quân Lâm nhìn xem mấy người, kinh ngạc hỏi, tại sao phải ngăn cản đâu? Cái này làm cho tất cả mọi người càng thêm nghi hoặc. Dựa theo bọn hắn nhận biết Diệp Quân Lâm, là không nhìn được nhất loại sự tình này. Một khi gặp được, tất nhiên sẽ ngăn cản. Thế nhưng là lần này hắn không ngăn cản rồi. Đây là vì sao? Không phù hợp lẽ thường a? Chẳng lẽ Diệp Quân Lâm tính tình biến rồi? Không có khả năng a. Có ít người còn muốn thuyết phục Diệp Quân Lâm, lão đại một khi những cái này nơi sản sinh rơi vào Hắc Thủy công ty trong tay, đôi kia đại hạ có uy hiếp a. Lúc này, Chu Tước dường như nghĩ đến cái gì, nàng lộ ra nụ cười. Ta hiểu lão đại ý tứ. Lão đại có ý tứ gì? Chu Tước tỷ ngươi mau nói a. Đám người nhao nhao nhìn lại. Chu Tước nhìn thoáng qua Diệp Quân Lâm cười nói. Lão đại ý tứ sợ là dạng này, không ngăn cản bọn hắn thu mua cái này 6 khối địa, đem những cái này toàn bộ nhường cho bọn họ. Nhưng cái này sao có thể được, chúng ta đại hạ đồ vật không thể để cho những cái kia tặc nhân lấy đi a.
đám người nhao nhao bắt đầu hô to. Chuyện này kiên quyết không đồng ý. Trước tỉnh táo, nghe ta nói, nếu như bây giờ chúng ta ngăn cản, đại khái suất có thể ngăn cản thành công. Nhưng rút dây động rừng không nói, còn có thể sẽ chọc giận Hắc Thủy công ty cùng chư thần phòng thí nghiệm, sẽ phát sinh không tưởng được chuyện xấu. Còn nữa nói, trước mắt mà nói chúng ta mặc dù biết đá mặt trời, nhưng chân chính đá mặt trời là dạng gì, có người từng thấy sao? Chu Tước hỏi thăm. Tất cả mọi người lắc đầu. Dù là Diệp Quân Lâm cũng không biết đá mặt trời hình dạng thế nào. Đoán chừng trước mắt toàn thế giới đến nói, trừ chư thần phòng thí nghiệm bên ngoài, căn bản không có ai biết đá mặt trời cụ thể bộ dáng gì. Cho nên nói sợ rằng chúng ta lần này ngăn cản, chư thần phòng thí nghiệm cũng tới trộm, dù sao thứ này chỉ có người ta biết bộ dáng gì, người ta biết làm sao khai thác, cho những người khác, căn bản là vô dụng. Những người khác nhao nhao gật đầu. Xác thực như thế. Khai thác cũng là việc cần kỹ thuật. Có lẽ chỉ có người ta kỹ thuật khả năng đạt tới. Cho nên, lão đại ý nghĩ là, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Chu Tước. Đá mặt trời đã không phải là bí mật, cho nên sớm tối đều sẽ bị khai thác ra tới, còn không bằng để Hắc Thủy công ty toàn bộ khai thác ra tới. Nói đến đây, Chu Tước đã lộ ra như hồ ly nụ cười. Sau đó thì sao, đây chẳng phải là để Hắc Thủy công ty đem tất cả đá mặt trời toàn bộ trở về Chiến Ưng quốc đi. Sau đó rất đơn giản, chúng ta lại nửa đường toàn bộ cướp đi. Đá mặt trời đừng nghĩ từ đại hạ thổ địa bên trên rời đi. Chu Tước cười nói. Một bên Diệp Quân Lâm cải chính, cái gì cướp đi, là lấy đi thật sao? Ta đại hạ đồ vật, ta muốn cầm liền lấy. Phốc, đám người kém chút cười ra tiếng. Nguyên lai đây chính là Diệp Quân Lâm kế hoạch. Thật là khéo đi. Ta cho phép các ngươi mua xuống thổ địa, ta càng cho phép các ngươi khai thác. Nhưng đá mặt trời chính là nửa khối cũng đừng nghĩ từ đại hạ lấy đi. Kỳ thật cuối cùng, chư thần phòng thí nghiệm muốn cũng không phải cái này 6 khối thổ địa, bọn hắn muốn là đá mặt trời a. Kỳ thật ngăn cản đến ngăn cản đi, chính là ngăn cản đá mặt trời. Diệp Quân Lâm đều không cần làm khác, chỉ cần chờ bọn hắn đem đá mặt trời khai thác tốt, hắn toàn bộ ăn cướp. Mục đích chẳng phải đạt tới sao? Mọi người lập tức đều hiểu Diệp Quân Lâm không nhúc nhích tí nào nguyên nhân. Hóa ra là chuyện như vậy. Chẳng qua dạng này có phải là có chút không tốt, dù sao bọn hắn là hợp pháp hợp lý. Mọi người nói. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, cứ như vậy nói, ta vẫn là người chết đâu. Hướng một người chết trên thân đẩy là được. Ha ha ha, lão đại diệu a. Đám người sợ hãi thán phục. Tốt, hiện tại cái gì đều không cần làm. Lẳng lặng chờ lấy bọn hắn khai thác ra đá mặt trời, chúng ta đi ăn cướp là được. Diệp Quân Lâm thu xếp nói. Chẳng qua đâu. Bọn hắn muốn mua cái này 6 khối thổ địa, cũng không dễ dàng như vậy. Chu Tước, cho bọn hắn tăng lớn độ khó. Chấm. Một bên khác, Richard sợ ra chỗ sơ suất, đã liên tục gọi cho Rex 7-8 cái điện thoại. Tất cả mọi người gần như một đêm đều không ngủ. Đều đang khẩn trương cùng đợi tứ đại thiếu kết quả. Một khi thành công, bọn hắn sẽ đạt được cung cấp 100 năm đá mặt trời. Giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm, tứ đại thiếu mang đến tin tức. Công bố cái này 6 khối quyền sử dụng có thể cầm xuống. Chẳng qua có kỳ hạn. Cũng không phải là vĩnh cửu, chỉ có 5 năm sử dụng quyền khai thác. Đồng thời giá cả gấp bội, đi thẳng tới 2.000 ức. Chỉ cần đáp ứng thỏa mãn 2 cái điều kiện này, liền có quyền sử dụng. Dù là tứ đại thiếu vốn liếng thâm hậu, nhưng mỗi nhà 500 ức, vẫn là phí sức. Kỳ thật đây là Diệp Quân Lâm ở trong đó quấy nhiễu. Rex tiên sinh có thể đồng ý không? Rex nhận được tin tức về sau, ngay lập tức cùng Richard liên hệ. Nhiều 1.000 ước đối Hắc Thủy công ty đến nói là số lượng nhỏ. Nhưng sử dụng quyền từ vĩnh cửu biến thành 5 năm, điều kiện này có chút rất khó tiếp nhận. Cho nên hắn nhất định phải cùng Richard hỏi thăm. Thời gian 5 năm, thêm 1.000 ước, ha ha, lúc này mới phù hợp đại hạ cả người cả của mê phong cách. Nếu như chuyện này làm quá thuận lợi, ta ngược lại hoài nghi có bẫy. Nếu như điều kiện nhiều, đó mới là thật. Thời gian 5 năm mặc dù không nhiều, nhưng chúng ta chuyên gia ước định qua, chỉ cần chúng ta máy móc đúng chỗ, trong vòng 2 năm, tuyệt đối có thể khai thác xong tất cả đá mặt trời. Thời gian 5 năm đều nhiều. Richard cười nói. Điều kiện này có thể tiếp nhận, lập tức để người đi làm. Mặt khác một khi đạt được cái này 6 khối thổ địa quyền sử dụng, điều động tất cả dụng cụ cùng nhân viên kỹ thuật tiến vào, lập tức khai thác, càng nhanh càng tốt.
Hiện tại liền có thể an bài. Rex gật gật đầu, minh bạch. Richard cười to nói, đại hạ a đại hạ, vì chỉ là 1.000 ức, liền dám đem cái này nhường cho ta. Các ngươi thật không biết tổn thất lớn bao nhiêu a. Ha ha ha, đến lúc đó có các ngươi hối hận. Chấm. Khi lấy được Rex hứa hẹn cùng 1.000 ức trợ cấp về sau, tứ đại thiếu lập tức cùng nhân viên tương quan cùng Văn gia ký kết hiệp nghị. Văn gia cũng là một mặt mộng. Bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên kỳ hạn liền đổi thành 5 năm, còn nhiều 1.000 ức. Tựa như là có nói chuyện hợp tác chuyên gia giúp bọn hắn tranh thủ đến. Chẳng qua cớ sao mà không làm đâu. Nhiều như vậy chỗ tốt. Tứ đại thiếu mang theo hiệp nghị, điên cũng giống như mang về. Nhìn xem hiệp nghị, Rex đám người đại hỉ. Càng là ngay lập tức đem tin tức truyền về chư thần phòng thí nghiệm. Sau đó, Rex đại biểu Hắc Thủy công ty cùng tứ đại thiếu ký kết hợp tác. Tứ đại thiếu về sau sẽ thành Hắc Thủy công ty tại đại hạ người phát ngôn. Nói trắng ra chính là con rối. Tứ đại thiếu cùng tất cả mọi người trong lòng đều hiểu. Nhưng cái này con rối vô số người đều muốn làm, thế nhưng là không có cơ hội a. Tứ đại thiếu triệt để tại vòng tròn bên trong dương danh, dẫn tới vô số người ao ước. Rex không có nhàn rỗi. Ngay lập tức từ bên kia bờ đại dương vận đến các loại máy móc dụng cụ cùng nhân viên kỹ thuật. Tứ đại thiếu cũng tận khả năng cung cấp hết thảy. Tại không đến sau 18 tiếng, 6 khối khu sản xuất khai thác công trình nhân viên toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Trực tiếp tiến hành khai thác. Tốc độ hiệu suất để thế nhân chấn kinh. Richard lý niệm chính là muốn lấy thời gian ngắn nhất khai thác đi tất cả đá mặt trời. Richard thông qua video, mây giám sát khai thác hiện trường. Rex Simpson bọn người trực tiếp tại hiện trường giám sát, dù sao lần thứ nhất khai thác, tuyệt đối không thể xuất sai lầm. Richard tiên sinh, sau 3 ngày, chúng ta nhóm đầu tiên khai thác kết thúc. Dự tính lục đại khu sản xuất tất cả số lượng so trước đó ngài dẫn người len lén lẻn vào đại hạ lấy đi đều muốn nhiều. Rex cười nói. Richard cũng là nở nụ cười. Đúng vậy a, lúc ấy chúng ta thừa dịp loạn bận rộn hơn nửa ngày, còn không bằng hiện tại quang minh chính đại khai thác một vòng nhiều lắm. Về sau liền tốt, chúng ta muốn làm sao khai thác liền khai thác. Đúng, vận chuyển đội ta đã phái đi ra, đến lúc đó muốn đem đá mặt trời an toàn mang cho ta trở về. Richard dặn dò, yên tâm đi, không có chuyện gì, đừng nói hiện tại không ai kịp phản ứng, chính là kịp phản ứng, cũng không thể thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta chuyên trở ra ngoài. Rex khóe miệng tràn đầy nụ cười giễu cợt. Richard gật gật đầu, như thế, cho tới bây giờ, đại hạ sẽ không biết bọn hắn đến cùng phạm cái dạng gì sai lầm. Chấm. Giờ phút này, Rex cùng Jim xâm ngay tại lục đại khu sản xuất một trong tây thuộc khu vực. Đá mặt trời khai thác công việc ngay tại tiến hành đâu vào đấy. Jim xâm nhìn xem bốn phía, hắn cảm thấy thân thể phát lạnh, một loại âm thầm sợ hãi ngay tại lan tràn. Giống như âm thầm có ánh mắt chính nhìn xem hắn. Không biết là Diệp Quân Lâm mang cho hắn bóng tối quá lớn, vẫn là bị đánh sợ. Hiện tại Jim xâm chính là bóng rắn trong chén. Chỉ cần có một chút điểm gió thổi cỏ lay, Jim xâm cả người liền sẽ sợ hãi. Tựa như là bị hại chứng vọng tưởng. Bây giờ nhìn xem bốn phía một mảnh đen như mực, Jim xâm cảm giác toàn thân rét run, cảm giác bất an lộ ở trên mặt. Rex bọn người nhìn ra sự khác thường của hắn. Ngươi làm sao rồi? Đám người hỏi. Ta cảm giác chung quanh có người đang ngó chừng. An toàn của các ngươi biện pháp đúng chỗ sao? Jim xâm hoảng hốt sợ hãi đạo. Ngươi xem đi, ta liền nói ngươi bị Diệp Quân Lâm hù đến. Hiện tại liền hắc ám đều nhịn chịu không được. Ngươi yên tâm đi, chung quanh đều là an toàn, ta lại phái người đi xem một chút. Rex phái người ở chung quanh kiểm tra một vòng, tuyệt không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Xem đi, không có việc gì. Ngươi chính là bị Diệp Quân Lâm hù đến. Ngươi tới, các ngươi bảo vệ tốt hắn. Rex hạ lệnh. Chư thần phòng thí nghiệm các đại cao thủ một tấc cũng không rời đi theo Jim Sâm bên người. Jim Sâm lúc này mới an tâm. Chẳng qua hắn cảm giác vẫn là không có biến mất. Vẫn cảm thấy âm thầm có người đang nhìn hắn. Không thể không nói ý nghĩ thế này mẫn cảm người, ngược lại dự cảm phi thường chuẩn xác. Diệp Quân Lâm xác thực một mực đang cái trụ sở này bên trong. Hắn liền nghĩ biết rõ ràng đá mặt trời đến tột cùng là cái gì. Trước khi đến, hắn quan sát qua phiến khu vực này. Nhưng so sánh tuyệt không cảm nhận được rất mạnh năng lượng chấn động, mặc dù là có nguồn năng lượng vật chất, cũng không về phần nói đến đá mặt trời loại cấp bậc kia. Có vấn đề.
Rất nhanh Diệp Quân Lâm liền phát hiện, là chư thần dụng cụ của phòng thí nghiệm, vậy mà có thể ngăn cách rơi phần lớn năng lượng chấn động. Chỉ cần loại này dụng cụ mở ra, bất kỳ người nào cũng sẽ không phát hiện mãnh liệt năng lượng chấn động. Cho nên bọn hắn mới có thể yên tâm khai thác. Diệp Quân Lâm phát hiện đây là một loại ảnh hưởng từ trường dụng cụ. Không chỉ có thể ngăn cách năng lượng chấn động, thậm chí còn đối với võ giả cùng siêu năng giả có ảnh hưởng. Tiến vào phiến khu vực này, Diệp Quân Lâm cảm giác được các phương diện đều nhận áp chế. Thực lực không có khả năng hoàn toàn phát huy ra. Đáng sợ! Chư thần phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật đều đến loại trình độ này sao? Huống chi cái này vẻn vẹn dùng để ngăn cách năng lượng chấn động. Nếu như chuyên môn dùng làm vũ khí, đầu nhập chiến đấu, kia càng đáng sợ. Vẻn vẹn một cái máy đọc thẻ vậy mà có thể áp chế võ giả. Diệp Quân Lâm cảm nhận được chư thần phòng thí nghiệm đáng sợ. Vẻn vẹn điểm này, cũng đủ để cho người chấn kinh. Xem ra đối phó chư thần phòng thí nghiệm vẫn là lâu dài sự tình. Không thể sốt ruột, phải từng chút tới. Chư thần phòng thí nghiệm hiện tại triển lộ ra chính là một chút xíu thôi. Nếu là chư thần phòng thí nghiệm triển lộ ra thực lực chân chính, Diệp Quân Lâm đều muốn sợ hãi. Lúc này, Diệp Quân Lâm đã chui vào khai thác hiện trường. Oanh! Lúc này, hắn đã cảm nhận được mãnh liệt năng lượng chấn động. Quá mạnh, đá mặt trời. Diệp Quân Lâm cũng nhìn thấy. Đích thật là tảng đá. Chẳng qua là trong suốt tinh thể loại, bên trong ẩn chứa cực mạnh năng lượng. Người bình thường nếu là tiếp cận, đoán chừng sẽ bị trong đó năng lượng ẩn chứa trong lúc vô hình xóa bỏ. Trực tiếp không chịu nổi cái này đáng sợ năng lượng, sẽ bị đè ép thành bánh thịt mà chết. Khai thác nhân viên đều mặc trang phục phòng hộ, lúc này mới tránh thụ thương. Diệp Quân Lâm rõ ràng cảm nhận được đá mặt trời nhiều đáng sợ. Trong đó năng lượng ẩn chứa, đích thật là hiếm thấy trên đời. Trước mắt không tìm ra được cùng đá mặt trời có thể sánh ngang vật chất. Chẳng qua vì sao trước đó toàn thế giới không có người phát hiện đâu. Nguyên nhân rất đơn giản. Đá mặt trời là sâu chôn dưới đất, đặc biệt sâu. Phần lớn quốc gia là đào móc không đến cái này độ sâu. Kỹ thuật không duy trì. Đồng thời bị rất dày vật chất bao vây lấy, đồng thời phần lớn năng lượng là bị địa tâm phương hướng hấp thu đi, dùng cái này để đạt tới cân bằng, năng lượng là tán không ra. Cho nên mới cho tới bây giờ không ai phát hiện. Chỉ có chư thần phòng thí nghiệm khả năng tìm ra. Cái này, Diệp Quân Lâm lần nữa bị chư thần phòng thí nghiệm kỹ thuật rung động đến. Khai thác đá mặt trời. Tất nhiên sẽ tạo thành đá mặt trời hao tổn cùng năng lượng hao tổn. Nếu như kỹ thuật không thành thục, cái này hao tổn là cùng với lớn. Huống chi năng lượng phát ra, có thể sẽ tạo thành tai nạn. Thế nhưng là chư thần dụng cụ của phòng thí nghiệm vậy mà làm được gần như không hao tổn trình độ. Đây cũng quá đáng sợ. Cuối cùng trang bị đá mặt trời dụng cụ kinh khủng nhất, hoàn toàn giữ lại đá mặt trời năng lượng. Chấm. Chư thần phòng thí nghiệm rất khủng bố. Trải qua một đêm, Diệp Quân Lâm đã hiểu rõ ràng khai thác hết thảy. Bao quát đá mặt trời cất giữ cùng vận chuyển. Sau đó liền chờ 3 ngày sau vận chuyển. Mấy ngày nay tại Lý Tử Nhiễm nổi điên cố gắng dưới, thực lực của nàng lần nữa đạt được tăng lên. Nàng thậm chí có thể suy một ra ba, càng phát ra mở ra thân thể của mình tiềm lực. Hắc Thủy công ty cùng tứ đại thiếu ký hợp đồng, xem ra bọn hắn đến đại hạ có âm mưu gì. Đến đều là thủ lĩnh, trong đó thiếu Đông gia Diêm Sâm đều đến rồi. Ta nhớ được Diêm Sâm là đem ca ca tại Kim Cảng đảo tin tức truyền cho chư thần phòng thí nghiệm, hắn cũng là sát hại ca ca hung thủ một trong. Là hắn không sai, hoàn toàn chính xác tính hung thủ. Chấm. Văn Lôi cùng Chu Nam Yên ngay tại thương thảo Hắc Thủy công ty sự tình. Vừa mới xuất quan Lý Tử Nhiễm đem đây hết thảy đều nghe vào trong tai. Hại chết Quân Lâm hung thủ đến đại hạ rồi. Lý Tử Nhiễm hỏi. Văn Lôi gật gật đầu, có thể nói như vậy. Hắc Thủy công ty có không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Bọn hắn là một thể. Sau khi nói xong, Văn Lôi lập tức ý thức được cái gì. Tử Nhiễm ngươi phải tỉnh táo a, tuyệt đối không được nghĩ đến giết bọn hắn. Bây giờ không phải là thời điểm. Văn Lôi lập tức khuyên nhủ. Lý Tử Nhiễm gật gật đầu, yên tâm đi, ta có chừng mực. Nàng phân tức không chỉ có riêng là Hắc Thủy công ty đơn giản như vậy, nàng muốn đem chư thần phòng thí nghiệm đều nhổ tận gốc. Chấm. Mấy ngày nay đối với ai đến nói đều là gian nan. Nhất là đối Richard bọn hắn đến nói. Không nhìn thấy đá mặt trời, tâm hắn sẽ không an.
Cho nên hai ngày này, hắn quên đi tất cả, thời khắc chú ý khai thác tình huống. Hai ngày này đại hạ các thế lực đều có chỗ cảnh giác, bắt đầu thẩm tra Hắc Thủy công ty đến cùng đang làm gì. Bao quát Phiêm Long vệ cùng Thiên Sách phủ vân vân. Tứ đại thiếu cùng với gia tộc đã minh bạch, Hắc Thủy công ty chính là hướng về phía những cái này nơi sản sinh nguồn năng lượng mới đến. Bọn hắn đã tại bắt đầu điên cuồng khai thác. Cũng không phải là trước đó nói như vậy, cùng bọn hắn triển khai hợp tác. Cũng không có. Cái này trên cơ bản chính là đang lừa gạt bọn hắn. Chẳng qua bọn hắn không có chút nào lời oán giận. Hắc Thủy công ty muốn làm gì liền làm gì thôi, mắc mớ gì đến bọn họ. Dù sao bọn hắn đã là quan hệ hợp tác. Mượn Hắc Thủy công ty danh hiệu đã đủ. Thiên Sách phủ bọn hắn phản ứng rất nhanh. Đã dần dần biết Hắc Thủy công ty tại cái này 6 khối trên mặt đất tại khai thác vật chất. Cụ thể cái gì không biết, chẳng qua rất nhanh liền sẽ bại lộ. Chẳng qua biết cũng vô dụng. Cũng không thể đem Hắc Thủy công ty đuổi đi ra a. Chấm. Rất nhanh 3 ngày thời gian đến. Trong 3 ngày này, Richard, Rex những người này trên cơ bản liền mí mắt đều không mang nháy một chút. Nhóm đầu tiên khai thác ra tới đá mặt trời rốt cục tốt. Simpson cùng tứ đại thiếu cũng đều phân biệt nhìn chằm chằm một nơi. Bọn hắn cũng là mệt nhọc quá độ. Simpson tiên sinh, chờ cước phí sau khi rời khỏi đây, chúng ta đi thật tốt chúc mừng xuống đi. Vương thiếu đề nghị. Simpson vui vẻ đáp ứng. Lần này tới đại hạ đều là nơm nớp lo sợ, cả ngày nhào ở trên đây. Liền hưu nhàn giải trí thời gian đều không có. Lần này nhất định phải hảo hảo buông lỏng một chút. Rất nhanh, Richard phái tới vận chuyển đội đã tới lục đại khu vực. Gắn xong đá mặt trời về sau, vận chuyển đội ngũ đem 6 tuyến thống nhất đến hết thảy, lại từ tàu thủy trở về chiến ưng quốc. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Vận chuyển đội ngũ cũng từ 6 cái khu vực xuất hiện, hướng một cái bến cảng tụ hợp. Tỉ mỉ Richard vẫn là phái cao thủ hộ tống. Đương nhiên hắn thấy, đại hạ căn bản không có người dám động. Thậm chí tại Richard phân tích đến xem, Thiên Sách phủ bọn hắn cũng sẽ tương ứng trong bóng tối hộ tống. Dù sao xảy ra chuyện, bọn hắn mặt mũi cũng không nhịn được. Không nói những cái khác, đại hạ thanh danh cũng là muốn suy xét. Richard nghĩ xác thực không sai. Thiên Sách phủ thật sắp xếp người trong bóng tối nhìn xem, liền sợ ai động thủ. Sự tình rất nhỏ, nhưng mặt mũi lớn a. Từ lục đại khu vực xuất phát 6 chi vận chuyển đội ngũ, an toàn đến bến cảng. Cùng Richard dữ liệu đồng dạng, căn bản không có người đến ngăn cản, hoặc là cướp đoạt. Một chút xíu ngoài ý muốn đều không có. Rex, Simpson bọn người chuyên môn đem 6 tốp đá mặt trời hộ tống đến bến cảng. Nhìn xem tất cả đá mặt trời mang lên tàu thủy. Bọn hắn nhao nhao thở dài một hơi. Chỉ cần rời đi đại hạ, như vậy khắp nơi đều là an toàn. Richard tiên sinh nhiệm vụ hoàn thành, ngài chờ đón thụ liền có thể. Rex cùng Richard trò chuyện. Tai họa ngầm lớn nhất ngay tại đại hạ cảnh nội, một khi ra đại hạ, phóng tầm mắt toàn thế giới ta xem ai dám đụng đến ta chư thần phòng thí nghiệm đồ vật. Richard cười to nói. Đây không phải tùy tiện nói một chút, cái này nguồn gốc từ chiến ưng quốc bá chủ địa vị cùng chư thần phòng thí nghiệm đáng sợ. Người tên, cây có bóng. Chư thần phòng thí nghiệm đồ vật phóng tầm mắt thế giới ai dám động đến. Tránh cũng không kịp đâu. Cũng chính là trước đó Diệp Quân Lâm cùng đại hạ phương diện dám cùng chư thần phòng thí nghiệm đối nghịch, những người khác căn bản không có lá gan này. Cho nên Richard có cái này tự tin, chỉ cần đá mặt trời rời đi đại hạ, từ trên biển vận chuyển đến chiến ưng quốc tuyệt đối là an toàn. Căn bản không ai dám động. Huống chi hộ tống trên đường còn có rất nhiều cao thủ. Đây chính là an toàn. Rex thúc thúc đã nhiệm vụ đã hoàn thành, ta cùng mấy người bằng hữu đi ăn mừng một trận. Simpson nói, nhiệm vụ hoàn thành, Simpson cả người cũng biến thành tự tin lên. Đối với Diệp Quân Lâm bóng tối cũng là càng ngày càng nhỏ. Được rồi, không có vấn đề, nhóm đầu tiên đá mặt trời khai thác hoàn tất, đối với chúng ta đến nói chính là có sự kiện quan trọng ý nghĩa, đáng giá chúc mừng. Rex cười to nói, chấm, tích, nương theo lấy tiếng còi hơi, tàu thủy chậm rãi rời đi hải cảng, triệt để rời đi đại hạ cảnh nội. Đang lúc tất cả mọi người coi là nhi ổn thời điểm, một thanh âm phát ra, là thời điểm nên ra tay. Diệp Quân Lâm phương diện thế nhưng là vẫn đang ngó chừng đá mặt trời đâu. Như thế nào tùy tiện để đá mặt trời rời đi đại hạ đâu. Đã tại đại hạ cảnh nội động thủ, ảnh hưởng danh dự, như vậy ta ngay tại đại hạ bên ngoài động thủ.
Sau mấy tiếng, vận chuyển đá mặt trời tàu thủy đã đi tới vùng biển quốc tế. Đây cũng là tất cả mọi người buông lỏng nhất cảnh giác thời điểm. Trước mấy giờ, Hắc Thủy Công ty đã tại toàn cầu phạm vi bên trong phát ra thông cáo, nếu ai dám động nhóm này đồ vật. Như vậy Hắc Thủy Công ty cùng chư thần phòng thí nghiệm đem cùng hắn không chết không thôi. Thậm chí còn có toàn bộ chiến ưng quốc lửa giận. Cái này thông cáo vừa phát ra, càng phát ra không người nào dám đánh nhóm này đồ vật chủ ý. Thậm chí có ít người vì đại hiến ân cần, sớm quét dọn đường biển bên trên chướng ngại, bao quát một chút hải tặc loại hình. Tàu thủy bên trên, thuyền viên cùng hộ tống những cao thủ cũng bắt đầu đang ăn mừng. Hoặc là đang uống rượu, hoặc là đang khiêu vũ. Khắp nơi đều là sung sướng tường hòa tràng cảnh. Đây là bọn hắn thoải mái nhất một chuyến nhiệm vụ. Vẫn là kiêu căng như vậy. Toàn thế giới đều biết bọn hắn vận chuyển đồ vật, nhưng hết lần này tới lần khác không người đến dám đoạt. Thời khắc này thuyền trưởng X cùng hộ tống đội ngũ đội trưởng Phạm Đức Sex ngay tại cùng một chỗ nhấm nháp rượu ngon. Trước khi đến ta còn lo lắng sẽ xảy ra chuyện đâu, bây giờ nghĩ lại hoàn toàn là dư thừa. X trước kia gặp được rất nhiều lần cướp bóc, cho nên trong lòng có bóng tối. Phạm Đức Sex cười cười nói, ai ăn gan hùm mật báo, dám đến cướp nhóm này hàng hóa. Đúng vậy à, trừ phi ai muốn chết, nếu không không có khả năng đến cướp bóc. Hiu. Chấm. Đúng vào lúc này phía trước một phát pháo sáng lên không, đem nơi này chiếu sáng sáng như ban ngày. X cùng Phạm Đức Sex bị trước mắt động tĩnh giật mình kêu lên. Thượng đế à, chẳng lẽ thật có không sợ chết à? Hai người kinh hô. Oanh. Oanh. Chấm. Lúc này từng đạo bóng đen từ dưới biển bay ra, trực tiếp nhảy vọt đến tàu thủy bên trên. Chung quanh lại xuất hiện từng chiếc thuyền nhỏ. Có người động thủ, nhất định phải bảo vệ. Phạm Đức Sex triệu tập cao thủ, chuẩn bị nghênh kích. Chỉ là hắn vừa ra khoang tàu, chỉ thấy chỗ cao nhất đứng vững một người, chắp hai tay sau lưng, giống như thiên thần. Giết! Đại hạ đồ vật ai cũng không thể mang đi. Diệp Quân Lâm ra lệnh một tiếng. Giết chóc bắt đầu. Chấm. Lúc đầu chư thần phòng thí nghiệm liền không coi trọng lần này hộ tống, cảm thấy không ai dám động. Cho nên hộ tống cũng không phải rất lợi hại. Hết lần này tới lần khác gặp Diệp Quân Lâm. Rất nhanh toàn quân bị diệt, một cái đều không có lưu lại. Còn mượn những người này lịch luyện thanh long bọn hắn. Để bọn hắn thực lực lần nữa đạt được đề cao. Đem tất cả đá mặt trời dọn đi. Ghi nhớ, vận đến sớm an bài địa phương, tốc độ phải nhanh, không thể lộ ra sơ hở cùng lưu lại sơ hở. Diệp Quân Lâm tự mình chỉ huy, tăng thêm thanh long bọn hắn làm việc lưu loát, hiệu suất cao. Trước sau chẳng qua 3 phút, liền hoàn thành hết thảy. Người một cái không có lưu, đá mặt trời toàn bộ trở đi. Đồng thời tốc độ nhanh đến những người này liền tín hiệu cầu cứu đều không có phát ra ngoài. Tương đương với bọn hắn là từ trên đại dương bao la biến mất đồng dạng. Chẳng qua Diệp Quân Lâm lại không đem đá mặt trời vận hướng đại hạ, hiện tại toàn thế giới ánh mắt đều tại đại hạ. Ngược lại sẽ bại lộ. Diệp Quân Lâm từ đầu đến cuối đứng tại chỗ cao nhất, quan sát đến hết thảy. Richard về sau phàm là ngươi từ đại hạ mang một khối đá mặt trời trở về, ta theo họ ngươi. Diệp Quân Lâm cười lạnh một tiếng, dần dần biến mất ở trong màn đêm. Một bên khác, Jim Sâm đi theo tứ đại thiếu đi quán ăn đêm Happy, phóng thích gần đây tất cả áp lực. Rex cũng không có nhàn rỗi, cùng hai vị mỹ nữ cùng đi ăn tối. Tất cả phiền não đều bị ném đến sau đầu. Bọn hắn thậm chí đều không muốn đi hỏi thăm vận chuyển như thế nào, chỉ còn chờ Richard ngợi khen. Richard cũng là như thế, trước mấy giờ, hắn còn cẩn thận xem xét thuyền vận tải. Nhưng phía sau hắn hoàn toàn yên tâm. Phóng tầm mắt thế giới, không ai dám động. Richard cũng yên tâm đi ngủ lấy. Tỉnh lại sau giấc ngủ, thuyền vận tải không sai biệt lắm liền sẽ đến. Chấm. Lúc này đại hạ các thế lực lớn. Nhất là lấy Thiên Sách Phủ cùng Viêm Long Vệ cầm đầu, bọn hắn trải qua thời gian dài điều tra. Rốt cuộc biết đá mặt trời sự tình. Cũng rõ ràng Richard cùng chư thần phòng thí nghiệm hết thảy âm mưu. Bọn hắn như thế nhằm vào đại hạ, chính là vì đại hạ tài nguyên phong phú đá mặt trời. Đoạn thời gian trước tại Diệp Quân Lâm bị hãm hại về sau, Richard đã dẫn người tới lấy đi qua đá mặt trời. Chỉ là hết thảy đều muộn. Bây giờ cái này thừa thải đá mặt trời lục đại khu vực trong vòng 5 năm đều là Hắc Thủy Công ty. Hết thảy đều là hợp pháp hợp lý. Bọn hắn khai thác chỉ có thể nhìn, không thể ngăn cản. Hối hận.
chỉ là phản ứng của bọn hắn đều quá chậm. Lực chú ý tất cả Diệp Quân Lâm trên thân, những chuyện khác đều không nghĩ tới. Chỉ có Diệp Quân Lâm đi ở phương diện này phía trước nhất. Nếu như tất cả đá mặt trời đều bị chư thần phòng thí nghiệm khai thác hoàn tất, như vậy đem đối đại hạ đến nói là to lớn uy hiếp, thậm chí đối toàn thế giới đến nói đều là uy hiếp. Thiên sách phủ càng phát ra rung động. Chấm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Richard tỉnh lại. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Richard hỏi, đúng, thuyền vận tải tới chỗ nào, dựa theo thời gian, sau một giờ hẳn là đến. Chủ nhân, chúng ta cũng không có liên hệ, chẳng qua sau một giờ nên đến, yên tâm đi. Hạ nhân nói, Richard cũng không có coi ra gì. Hắn không sai biệt lắm sử dụng hết bữa sáng, liền không sai biệt lắm. Rất sắp đến một giờ đi qua. Chỉ là thuyền vận tải tuyệt không đến tại chỉ định bến cảng. Chuyện gì xảy ra? Richard sắc mặt biến. Lập tức cho ta liên hệ X. Không biết thế nào, Richard có chút bối rối. Minh bạch. Bọn thủ hạ lập tức liên hệ X. Chỉ là không có bất kỳ tín hiệu gì, càng đừng nói có hồi phục. Càng đáng sợ chính là chiếc thuyền này bất kỳ tín hiệu gì đều không có. Tựa như biến mất đồng dạng. Richard tiên sinh việc lớn không tốt. Chiến kim hào biến mất, căn bản không liên lạc được. Chấm. Tin tức này vừa ra tới, Richard cùng tất cả mọi người quá sợ hãi. Cái gì, chiến kim hào biến mất? Cái này sao có thể? Richard một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thật chẳng lẽ có người dám động nhóm này đồ vật? Vừa mới thẩm tra dưới, chiến kim hào là từ tối hôm qua liền mất đi tín hiệu, chỉ là tất cả mọi người không có coi thành chuyện gì to tát, không có đi thẩm tra. Chấm. Tối hôm qua, Richard đều muốn tức điên. Tối hôm qua đều coi là ổn. Nơi nào muốn lấy được loại sự tình này phát sinh? Richard liền vội vàng hỏi, trước mắt cùng chiến kim hào liên lạc không được sao? Cùng X không có cách nào liên hệ sao? Thủ hạ lắc đầu, liên lạc không được, nên dùng biện pháp chúng ta đều dùng, căn bản liên lạc không được. Chiến kim hào thật biến mất. Richard lại mệnh lệnh, tra phạm đức sex trên người bọn họ chip, xác định vị trí của bọn hắn. Tốt, cái này phải cần ngài mở ra quyền hạn khả năng xem xét. Tin tức mới nhất, hộ tống đội ngũ phạm đức sex bọn người trong thân thể chip toàn bộ mất đi hiệu lực. Bọn hắn chết hết, một cái đều không có sống sót. Hộ tống trong đội ngũ, có 20 vị chư thần phòng thí nghiệm tương quan cường giả. Mỗi người trong thân thể đều cấy ghép chip. Hiện tại chip đều mất đi hiệu lực. Chứng minh đều chết rồi. Oanh! Richard như gặp phải kinh thiên phích lịch. Cả người đều mắt trợn tròn. Hộ tống đội tất cả cao thủ đều chết rồi. Vậy nói rõ chiến kim hào toàn quân bị diệt. Đá mặt trời cũng hơn nửa khó đảm bảo. Ai, là ai dám cùng chư thần phòng thí nghiệm đối nghịch? Richard ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn cho rằng nguy hiểm nhất đại hạ cảnh nội không ai động thủ, ngược lại cho rằng chỗ an toàn nhất xảy ra chuyện. Ai? Đến cùng là ai? Chẳng lẽ không để ý thông cáo, mạnh mẽ động chư thần phòng thí nghiệm đồ vật sao? Tìm, lập tức đi tìm, dù là chiến kim hào hủy, cũng phải tìm đến. Richard lập tức phái ra mấy chục khung siêu cấp phi hành khí đi tìm chiến kim hào. Ước chừng sau một tiếng, tin tức truyền đến. Tại nơi nào đó hải vực phát hiện chiến kim hào. Thuyền tổn hại hơn phân nửa, trên thuyền không có một người sống lưu lại. Tất cả đá mặt trời cũng đều bị cướp đi, chẳng biết đi đâu. Dựa theo thời gian đến nói, là ước chừng 7 giờ trước phát sinh. Oanh! Richard liên tiếp lui về phía sau, kém chút ngã xuống đất ngất đi. Không nói đến cái này một nhóm khai thác đá mặt trời số lượng to lớn, mấu chốt là có người dám động. Tổn thất quá lớn. Ai, là ai? Cha, cho ta đi thăm dò. Nhất định phải điều tra ra. Chấm. Richard cùng như bị điên. Richard tiên sinh ngài nói có phải hay không là đại hạ làm a? Có người đưa ra nghi vấn. Nếu như Diệp Quân Lâm còn sống. Kia nhất định là đại hạ không thể nghi ngờ. Nhưng Diệp Quân Lâm chết rồi, không thể nào là đại hạ. Ta hiểu rất rõ bọn hắn. Bọn hắn quá quan tâm danh dự, tuyệt đối không có khả năng làm chuyện này. Không tin chúng ta có thể vụng trộm phái người đi đại hạ tìm, tuyệt đối tìm không thấy. Richard kiên định nói. Vậy bây giờ cứ như vậy mù quáng tìm. Những người khác hỏi. Trước tìm, vận dụng hết thảy lực lượng đi tìm. Người tới. Cho ta kết nối Rex. Richard nói. Chấm. Rex nằm tại một tấm trên giường lớn, trái phải đều là mỹ nữ.
hắn đang chìm ngâm ở trong mộng đẹp. Nghe được chuông điện thoại vang lên, Rex hùng hùng hổ hổ, thậm chí muốn đánh gọi điện thoại người dừng lại. Ai, vừa sáng sớm gọi điện thoại, có bệnh sao? Chỉ là đối diện một thanh âm truyền đến, để hắn giật mình, trực tiếp từ trên giường nhảy lên. Cái gì, đá mặt trời toàn bộ ném rồi. Rex kém chút dọa ngất đi qua. Còn có cái này sự tình, ai sao mà to gan như vậy? Trước mắt không biết, nghe ta nói, tiếp tục khai thác, lấy tốc độ nhanh nhất khai thác ra nhóm thứ hai đến. Nhanh nhanh nhanh, ngươi tự mình nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể ra một điểm vấn đề. Richard liên tục căn dặn. Rex bất chấp những thứ khác, lập tức mặc quần áo. Đồng thời thông chi Jim Sâm cùng tứ đại thiếu. Năm người này tối hôm qua happy một đêm, vừa mới không ngủ bao lâu. Nhưng tiếp vào tin tức về sau, từng cái bối rối hoàn toàn không có. Toàn bộ bị làm tỉnh lại. Tứ đại thiếu tối hôm qua biết cụ thể vận chuyển chính là cái gì. Không quá quan hồ đến lợi ích, bọn hắn là đứng tại Hắc Thủy công ty bên này. Biết đồ vật bị cướp đi về sau, bọn hắn cũng là chấn động vô cùng. Tất cả mọi người lập tức cho ta nhìn chằm chằm đi. Rex hô lớn. Tiếp vào Richard nhiệm vụ, mấy người bọn họ lập tức đi nhìn chằm chằm khai thác. Nhóm đầu tiên xảy ra vấn đề, nhóm thứ hai tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Chấm. Đang lúc Richard phái ra tất cả tài nguyên điều tra là ai đánh cắp đá mặt trời thời điểm, hắn còn hạ lệnh, tạm thời phong tỏa hết thảy tin tức. Không thể để cho toàn thế giới đều biết đá mặt trời tin tức. Dù sao trước mắt mà nói đá mặt trời là chư thần phòng thí nghiệm tuyệt mật, trước mắt cực ít có người biết. Ngay tại lúc này có người tại ám võng bên trên tuyên bố một đầu tin tức, chấn kinh. Chư thần phòng thí nghiệm Hắc Thủy công ty từ đại hạ khai thác một nhóm đá mặt trời, nguồn năng lượng vật chất bị thế lực thần bí cướp đi. Tin tức vừa phát ra, toàn thế giới đều sôi trào. Chấn kinh điểm thứ nhất, như thế nào đá mặt trời? Chấn kinh điểm thứ hai, cái gì thần bí thế lực? Liền chư thần phòng thí nghiệm đồ vật cũng dám đoạt. Chấm. Rất nhanh liền có người tra ra cái gì là đá mặt trời, trước mắt chỉ có chư thần phòng thí nghiệm phát hiện nguồn năng lượng vật chất. Loại này nguồn năng lượng vật chất trước nay chưa từng có mạnh. Là cho đến trước mắt phát hiện ẩn chứa mạnh nhất năng lượng vật chất. Những năm gần đây cung cấp chư thần phòng thí nghiệm năng lượng nơi phát ra chính là đá mặt trời. Lần này đem chư thần phòng thí nghiệm cưỡng ép xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong. Có người trực tiếp đem chư thần phòng thí nghiệm phủ lên thành thế lực đáng sợ. Đồng thời có người trực tiếp vạch ra Diệp Quân Lâm bọn người là chư thần phòng thí nghiệm giết chết. Chấm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang hoan hô thế lực thần bí cướp đi đá mặt trời cướp tốt. Chẳng qua cũng đang cảm thán thế lực thần bí lá gan thật quá lớn. Công nhiên cùng chư thần phòng thí nghiệm đối nghịch trừ Diệp Quân Lâm bên ngoài, bọn hắn tính cái thứ hai. Đây là tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Tất cả mọi người nghĩ cái này thế lực thần bí đến cùng là ai? Nhắc tới cái, Richard cùng chư thần phòng thí nghiệm càng muốn biết là ai? Đoạt đá mặt trời chính là tại đoạt chư thần phòng thí nghiệm tương lai, tại đoạt chư thần phòng thí nghiệm mệnh căn tử. Bọn hắn không vội mới là lạ. Chấm. Muốn nói chư thần phòng thí nghiệm đá mặt trời bị cướp, ai cao hứng nhất? Kia nhất định là đại hạ bên này. Thiên sách phủ cùng Viêm Long vệ bọn hắn trước một khắc còn tại hối hận chuyện lúc trước. Cảm thán hết thảy đều muộn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chư thần phòng thí nghiệm tại đại hạ thổ địa bên trên khai thác. Lại không thể làm gì. Không nghĩ tới sau một khắc, liền nghe được chư thần phòng thí nghiệm đá mặt trời bị đánh cướp đi tin tức. Bọn hắn đều vui lật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Richard vận dụng hết thảy lực lượng cũng không có tra được mảy may. Nhóm này thế lực không có để lại bất kỳ tung tích nào, càng là tới vô ảnh đi vô tung. Không thể nào tra tìm. Còn có đá mặt trời tìm kiếm, cũng là không có bất kỳ cái gì manh mối. Như thế một nhóm lớn đá mặt trời, năng lượng quá mức to lớn. Richard muốn dùng máy thăm dò tại trong phạm vi toàn thế giới thăm dò năng lượng chấn động, lấy số lớn đá mặt trời năng lượng chấn động, là rất dễ dàng phát hiện. Kết quả không có. Nhất là tại đại hạ càng là cái gì đều không có dò xét ra tới. Cái này khiến Richard có chút nổi điên. Rốt cuộc là ai? Liền thiên sách phủ bọn hắn đều rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai? Richard tiên sinh làm sao bây giờ? Đám người hỏi. Richard trầm ngâm nói, trước mắt chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Tất cả mọi người đều nhìn lại. Richard một mặt nghiêm túc, chờ bọn hắn xuất thủ lần nữa.
Hiện tại tin tức của bọn hắn manh mối chúng ta là một chút xíu đều không có, chúng ta căn bản không có đột phá khẩu, liền cùng không đầu con ruồi đi loạn đồng dạng. Dù là lấy thực lực của chúng ta đều tra không được mảy may, nói rõ đối phương vô cùng có địa vị, có chút bản lãnh. Những người khác phụ họa nói, đúng vậy a, không sai. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động cướp đi đá mặt trời, tuyệt đối có chút tài năng. Richard tiếp lời đề, cho nên chúng ta tìm là khẳng định tìm không thấy. Trừ phi đem toàn thế giới mỗi một cái góc lật khắp, nhưng kia là không thể nào. Hiện tại chúng ta chính là muốn các loại, chờ bọn hắn chủ động hiện thân, chờ bọn hắn để lại đầu mối, dạng này khả năng để mắt tới đồng thời đào móc ra bọn hắn. Richard hắng giọng một cái, ta đã an bài tốt Rex bọn hắn tiến hành nhóm thứ hai đá mặt trời khai thác, sau một ngày một lần nữa vận chuyển. Ta ven đường cùng hộ tống bày ra thiên la địa võng, ta xem bọn hắn còn đoạt không đoạt. Đám người nhao nhao gật đầu, kế hoạch này tốt, lần nữa vận chuyển đá mặt trời, xem bọn hắn còn ra tay không xuất thủ. Một khi ra tay, bọn hắn liền triệt để bại lộ. Đến lúc đó chúng ta đem bọn hắn nhổ tận gốc. Tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị. Sau một ngày liền nhìn xem là thần thánh phương nào. Richard lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, hắn chuyển đề tài nói, chẳng qua cũng có loại khả năng này. Bọn hắn chính là muốn cướp một lần đá mặt trời. Dù sao một nhóm kia đá mặt trời năng lượng to lớn, đối với tuyệt đại bộ phận thế lực đến nói, đầy đủ sử dụng cả một đời. Cho nên có khả năng bọn hắn căn bản sẽ không xuất hiện, chúng ta đợi cũng chờ không đến. Chấm. Những người khác trầm mặc. Thật sự có loại tình huống này. Cho nên ngày mai liền biết bọn hắn là muốn ngăn cản đá mặt trời rời đi đại hạ đâu, vẫn là đơn thuần nghĩ cướp đá mặt trời. Richard cười cười, ta ngược lại là hy vọng bọn họ là muốn ngăn cản đá mặt trời rời đi đại hạ. Chấm. Richard cấp tốc đem hết thảy đều kế hoạch tốt. Vận chuyển hộ vệ đội tăng cường, cùng các loại dụng cụ gia trì. Ven đường đường thuyền khắp nơi đều có kiểm tra đo lường, còn có các loại không người phi hành khí cùng các loại tiên tiến khoa học kỹ thuật ứng dụng. Một khi phát hiện vấn đề, nhanh nhất vài phút bên trong, chi viện chiến đội liền sẽ đến. Mà lại lần này Richard để Rex bọn hắn chỉ khai thác một ngày lượng. Vì làm cho người ra tay, mà không phải thật nghĩ vận chuyển nhiều như vậy. Một ngày này, toàn thế giới ánh mắt đều đang chăm chú chư thần phòng thí nghiệm. Nhất là tìm không thấy thế lực thần bí, các phương đều đang hát suy chư thần phòng thí nghiệm. Chẳng qua Richard lại để cho tiếp tục khai thác. Kế hoạch này rõ ràng chính là làm cho người xuất thủ. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Diệp Quân Lâm bọn hắn cũng tự nhiên biết đây hết thảy. Chu Tước thời gian thực tình báo truyền tống, Diệp Quân Lâm ngay tại đọc hết thảy. Lão đại, Richard lần thứ hai vận chuyển chính là vì dẫn chúng ta ra tay a. Hắn nhất định đã bày ra thiên la địa võng chờ lấy chúng ta đây. Ta đề nghị lần này từ bỏ, dù sao bọn hắn chỉ khai thác một ngày đá mặt trời. Số lượng không có nhiều. Chấm. Mấy người đề nghị. Diệp Quân Lâm hơi lườm bọn hắn, ta có phải là nói qua bọn hắn mơ tưởng từ đại hạ lấy đi một khối đá mặt trời? Đám người đồng loạt gật đầu. Kia chẳng phải đúng, đừng nói là một ngày lượng khai thác, dù là chính là nửa khối, ta cũng sẽ cướp đi. Diệp Quân Lâm kiên định để đám người cùng nhau sững sờ. Minh bạch, hết thảy nghe phân phó của ngài. Chấm. Rất nhanh một ngày thời gian trôi qua. Rex bọn hắn sắp mở hái tốt đá mặt trời sắp xếp gọn, từ lục đại khu sản xuất vận chuyển về hải cảng. Lần này, liên đại hạ cảnh nội hộ tống đều tăng cường nhân thủ. Hải cảng thuyền vận tải chỉ cũng gia tăng số lượng. Đồng thời Richard sử dụng mưu kế, đem đá mặt trời phân tán chứa ở tất cả thuyền bên trong. Chấm. Tích. Vận chuyển đội ngũ xuất phát, tất cả mọi người tâm đi theo treo lên. Toàn thế giới ánh mắt lần nữa tập trung. Tất cả mọi người muốn biết thế lực thần bí sẽ hay không xuất thủ lần nữa. Đại hạ các thế lực lớn càng hy vọng thế lực thần bí sẽ ra tay, bọn hắn nhất không hy vọng đại hạ đồ vật bị người khác lấy đi. Richard là muốn nhất bọn hắn xuất hiện, dạng này hắn liền có thể một mẻ hốt gọn. Không thể không nói Richard là cái lão hồ ly. Trừ bố trí thiên la địa võng bên ngoài, hắn còn cố ý bại lộ một chút lỗ hổng tới. Nếu như vận chuyển đội ngũ phòng thủ cùng với xâm nghiêm, như vậy đối phương căn bản không có cơ hội ra tay, ngược lại sẽ không bại lộ. Cho nên Richard cố ý tại ven đường hoặc là phương diện khác đều bộc lộ ra sơ hở tới. Chính là thuận tiện thế lực thần bí đầu nhập, từ đó cướp đi đá mặt trời. Dạng này bọn hắn mới có cơ hội đi tóm lấy những người này.
Một bên khác Diệp Quân Lâm tiếp vào vận chuyển đội ngũ xuất phát tin tức. Tốt, bắt đầu hành động đi. Diệp Quân Lâm hạ lệnh. Lão đại vẫn có chút không ổn đâu, chúng ta tùy tiện ra tay, tuyệt đối sẽ bị để mắt tới. Chấm. Có một bộ phận người cảm thấy sẽ bại lộ, bởi vậy không quá đồng ý Diệp Quân Lâm hành động. Diệp Quân Lâm cười cười, các người cảm thấy Richard muốn hấp dẫn ta xuất hiện, ta sớm không nghĩ tới sao. Nói thật đi, tại lần thứ nhất bắt đầu trước ta liền nghĩ qua một lần, chúng ta chỉ cần động thủ, đằng sau một lần sẽ bị một lần khó khăn. Ta sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thì ra là thế, vậy chúng ta cứ yên tâm. Lần này mới là chúng ta hiện ra thực lực thời điểm. Diệp Quân Lâm khóe miệng lộ ra một nụ cười. Chấm. Lần này vận chuyển đội ngũ cũng không tiếp tục nhẹ nhàng như vậy, uống rượu khiêu vũ đều không có. Sợ mạng nhỏ đều không có. Tất cả mọi người cảnh giác đến cực hạn. Chờ đợi nguy hiểm tiến đến. Richard phương diện thời khắc duy trì cùng vận chuyển đội ngũ liên hệ. Thời khắc từng giây từng phút trôi qua, nhưng đối với Richard bọn hắn đến nói mỗi một phút đều cùng một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Một cái giờ. 2 giờ. Chấm. Trọn vẹn 7 giờ trôi qua. Người vẫn là không có xuất hiện. Tất cả mọi người hoảng. Đám người ý nghĩ đầu tiên, có phải là thế lực thần bí căn bản liền không xuất hiện? Liền Richard cũng bắt đầu hoài nghi. Bọn họ có phải hay không thật không xuất hiện rồi? Chẳng lẽ căn bản không phải muốn ngăn cản đá mặt trời rời đi đại hạ, vẻn vẹn vì nguồn năng lượng cướp đoạt? Đừng a, các ngươi xuất hiện a, không phải ta tìm không thấy các ngươi a. Chấm. Richard bắt đầu hoảng. Hắn rất hy vọng thế lực thần bí có thể xuất thủ lần nữa. Vận chuyển đội tiếp tục đi tới đi. Các ngươi xuất hiện đi, xuất hiện đi. Richard cầu nguyện. Thời gian tiếp tục chuyển rời. 8 giờ. Vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Richard bố trí hết thảy kiểm tra đo lường cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Đường thuyền ven đường cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Lo lắng đại hạ phương diện dần dần thất vọng. Bọn hắn đặc biệt không nghĩ đá mặt trời bị chư thần phòng thí nghiệm mang đi. Nhưng là bây giờ thế lực thần bí chậm chạp không có ra tay. Kia chứng minh sẽ không. Tăng thêm Richard bố trí thiên la địa võng, đồ đần mới có thể đụng vào cái này rủi ro đâu. Về sau mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn đá mặt trời bị một chút xíu lấy đi. Chấm. Thật chẳng lẽ chính là đơn thuần ăn cướp một lần, sẽ không lại xuất hiện rồi. Richard bắt đầu hoài nghi. Richard tiên sinh cho dù là bọn họ có tặc tâm, đoán chừng cũng không có tặc đảm. Ngài bố trí thiên la địa võng sự tình ai cũng biết. Bình thường người dù là muốn ra tay cũng không dám. Trừ phi là nghĩ khăng khăng ngăn cản chúng ta đạt được đá mặt trời. Nhưng phóng tầm mắt thế giới sẽ có sao? Không có. Xác thực không sai, có khả năng nhất chính là đại hạ phương diện, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không. Cứ như vậy thật không ai dám động thủ, chúng ta chỉ có thể mất đi một nhóm kia đá mặt trời. Chấm. Yên tĩnh. Chết đồng dạng yên tĩnh. Mất đi một nhóm đá mặt trời không có gì. Chủ yếu là chư thần phòng thí nghiệm không thể khiêu khích. Vấn đề mặt mũi a. Richard cũng từ bỏ. Việc lớn không tốt. Lúc này đột nhiên tin tức truyền đến. Tin tức đột nhiên truyền đến, đem tất cả mọi người giật mình kêu lên. Richard nháy mắt liền tinh thần. Cả người lập tức đứng lên. Phát sinh cái gì rồi? Richard quát to. Richard tiên sinh vừa mới chúng ta phát hiện, số 18 hải vực kiểm tra đo lường đứng tín hiệu hết rồi. Tổng điều khiển nhân viên phát tới tin tức. Tranh thủ thời gian tra chuyện gì xảy ra. Richard trong lòng lướt qua một tia dự cảm không tốt. Không tốt, số 19 hải vực kiểm tra đo lường đứng tín hiệu cũng hết rồi. Số 20 hải vực kiểm tra đo lường đứng tín hiệu cũng hết rồi. Số 17 cũng biến mất. Số 16 cũng biến mất. Số 15. Số 14. Chấm. Một giây sau tổng điều khiển khắp nơi vang lên tiếng cảnh báo. Richard bố trí 30 hải vực kiểm tra đo lường đứng tín hiệu một cái tiếp một cái đều không có. Oanh! Từng cái tin tức như là liền xấu bom, nổ Richard bọn người thở không nổi. Tin giữ một cái tiếp một cái truyền đến, tâm lý năng lực chịu đựng kém chút, đoán chừng sẽ bị tại chỗ dọa ngất đi qua. Không tốt, không được, chúng ta phái đi ra 78 khung không người phi hành khí toàn bộ tổn hại. Chúng ta tiềm ẩn đáy biển dụng cụ cũng mất linh. Không tốt, chúng ta tất cả dụng cụ đều dị thường. Đều xảy ra vấn đề. Cảnh báo, cảnh báo. Chấm. Chẳng ai ngờ rằng cái này vẻn vẹn mới bắt đầu.
Đại sự lầm lừa từng món. Không chỉ có riêng là dụng cụ máy móc vấn đề. Không tốt, chúng ta mai phục số 1 chiến đội tập thể mất tích. Số 2 chiến đội cũng mất tích. Số 3 chiến đội cũng mất tích. Chấm. Richard tổng cộng thu xếp 18 chi siêu cấp chiến đội, tại hải vực hoặc là chung quanh hải đảo mai phục, bọn người vừa xuất hiện, những cái này chiến đội sẽ lập tức xuất động. Nhưng hôm nay cả đám đều biến mất. Không chỉ có như thế, cây ghép thân thể bọn họ chip toàn bộ mất linh, nói rõ người đều chết. Một cái đều không có lưu lại. Lại một cái tin dữ truyền đến. Đây chẳng phải là nói rõ mai phục tại chung quanh 18 nhánh chiến đội toàn bộ tử vong. Đây chính là Richard an bài chủ yếu sức chiến đấu a. Chết hết rồi. Liền một điểm suy nghĩ thời gian cũng không cho. Cái này cần là cấp bậc gì? Nhiều cao thủ như vậy nháy mắt biến mất, làm sao làm được? Ầm ầm. Ầm ầm. Chấm. Đúng vào lúc này, Richard thấy rõ ràng trên màn hình truyền đến hình tượng. Kia là bạo tạc hình tượng. Địa điểm rõ ràng là đường thuyền chung quanh 7 tòa hải đảo. Nơi nào có xây sân bay căn cứ, là Richard an bài đội tiếp viện ngũ. Một khi có chuyện phát sinh, những cái này chi viện chiến đội nhanh nhất sẽ tại vài phút bên trong đến. Thế nhưng là bây giờ 7 tòa hải đảo đều nổ tung hoa. Một chỗ đều không có may mắn thoát khỏi tại khó. Richard tiên sinh tiếp viện của chúng ta cùng hải đảo căn cứ toàn bộ hết rồi. Có mấy tòa đảo trực tiếp chìm tới đáy. Hết thảy đều hết rồi. Chấm. Richard trầm mặc. Toàn bộ tổng điều khiển trầm mặc. Tất cả mọi người bị lần này lần tin dữ oanh kích đều mộng. Cái gì đều phản ứng không kịp. Việc lớn không tốt. Số 1 thuyền mất liên lạc. Số 2 thuyền mất liên lạc. Số 3 cũng mất liên lạc. Chấm. Lần này đến phiên vận chuyển đội ngũ, một cái tiếp một cái mất liên lạc, căn bản không cho người ta phản ứng suy nghĩ thời gian. Hộ tống đội ngũ chip cũng mất đi hiệu lực, bọn hắn đều chết. Lặp lại, tất cả mọi người không liên lạc được, hộ tống đội ngũ toàn quân bị diệt. Chấm. Chuyên chở đá mặt trời vận chuyển đội cùng một thời gian mất đi liên hệ. Hộ tống đội ngũ chết hết. Chung quanh mai phục cùng kiểm tra đo lường toàn bộ cũng không có. Đây là ai đều không nghĩ tới. Tin tức mới nhất, đá mặt trời ném, đá mặt trời ném. Chấm. Richard làm lòng dạ hẹp hòi, tại đá mặt trời bên trên đều trang bị lấy định vị truy tung trang bị. Nhưng bây giờ hết thảy đều mất linh. Vậy đã nói rõ đá mặt trời bị cướp đi, tính cả tất cả trang bị cũng bị phá đi. Sấm sét giữa trời quang. Richard như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Mộng. Tất cả mọi người mộng. Dù là chư thần phòng thí nghiệm cũng đều mắt trợn tròn. Loại chuyện này chưa bao giờ từng gặp phải. Richard tự nhận là bố trí hết thảy không chê vào đâu được. Có bao trùm thức kiểm tra đo lường trông coi, sẽ không bỏ qua một nơi. Có hộ tống. Có mai phục. Còn có chuẩn bị tùy thời chi viện. Chấm. Hết thảy tất cả đều an bài thỏa đáng, chuẩn bị gậy ông đập lưng ông. Nhưng ai có thể nghĩ tới. Hắn bố trí tất cả mọi thứ. Vậy mà trong cùng một lúc toàn bộ bị phá hủy. Đây cũng quá đáng sợ. Mấu chốt là đối phương làm thế nào biết đây hết thảy. Vận chuyển đội ngũ bị giải quyết lý giải. Các đại hải vực kiểm tra đo lường đứng mất linh lý giải. Chấm. Thế nhưng là mai phục 18 nhánh chiến đội làm sao phát hiện? Những cái kia tiềm ẩn tại đáy biển dụng cụ làm sao phát hiện? Cùng 7 tòa hải vực chi viện căn cứ làm sao phát hiện? Cái này là cái thứ nhất nghi vấn. Cái thứ hai nghi vấn là như thế nào trong cùng một lúc bên trong phá hủy những cái này. Thực lực này có chút quá khủng bố đi. Thử hỏi toàn thế giới có thể có mấy cái làm được. Tuyệt vọng. Richard cùng chư thần phòng thí nghiệm lần này triệt để bị đả kích đến. Tổn thất không chỉ có riêng là đá mặt trời, đây chính là chư thần phòng thí nghiệm thanh danh A. Hết thảy đều bị đè xuống đất ma sát. Sỉ nhục. Thiên đại sỉ nhục. Liên tục hai lần. Tranh thủ thời gian phái người đi thăm dò, đi xem một chút hiện trường. Richard tức giận đến gào thét. Cả người đều muốn điên. Chư thần phòng thí nghiệm phái ra từng cái tốc độ siêu thanh phi hành khí đi thăm dò nhìn tình huống. Vô luận là kiểm tra đo lường đứng, vẫn là hải đảo, hoặc là vận chuyển đội ngũ, đều bị hoàn toàn phá hủy. Một chút xíu manh mối đều không có lưu lại. Liền cùng lần thứ nhất giống nhau như đúc. Đối phương đoán ra hết thảy. Sẽ không lưu lại mấu chốt vật hữu dụng. Không muốn lưu lại chứng cứ, như vậy biện pháp tốt nhất chính là phá hủy hết thảy. Để ngươi liền hiện trường cũng không tìm tới.
càng đừng nói cái gì chứng cứ. Về phần đá mặt trời đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Chớ nói chi là kiểm tra đo lường đến. Richard dẫn xa xuất động kế hoạch cuối cùng đều là thất bại. Lần này trừ thiếu đá mặt trời bên ngoài, tổn thất quá lớn. Trong vô hình là tại suy yếu chư thần phòng thí nghiệm lực lượng. Chỉ là 7 cái hải đảo cùng những cái kia kiểm tra đo lường đứng liền hao phí to lớn. Như thế bị hủy, quả thực tại cầm đao đâm người. Cao thủ cũng tổn thất rất nhiều rất nhiều. Chủ yếu hơn chính là chư thần phòng thí nghiệm hoàn toàn thành trò cười. Đây cũng quá sỉ nhục. Giờ khắc này đại hạ bắt đầu hoan hô lên. Quả nhiên không có để chư thần phòng thí nghiệm mang đi đá mặt trời. Kim cảng đảo Hà Dạ Tuyết cũng đang hoan hô. Rốt cục có người kế thừa Diệp Quân Lâm khi còn sống nhiệm vụ, đang ngăn trở bọn hắn. Chẳng qua sẽ là ai chứ? Diệp Quân Lâm thủ hạ sao? Giống như thực lực không đủ. Một bên khác, Thiên Sách phủ bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi động thủ người. Các ngươi nói có phải hay không là chúng ta đại hạ nào đó thế lực lớn ra tay? Cái suy đoán này cũng không có dễ theo. Lần thứ nhất làm, mọi người tin tưởng không phải đại hạ thế lực làm. Chủ yếu là quá rõ ràng. Nhưng lần thứ hai liền khác biệt. Trừ đại hạ bên ngoài, không có người muốn ngăn cản chư thần phòng thí nghiệm đem đá mặt trời mang về a. Ta cảm giác là áo vải sát thần. Đồng thời tất cả mọi người ngay lập tức nghĩ đến áo vải sát thần. Dù sao hắn là kế thừa Diệp Quân Lâm ý chí người, còn đi đông đảo đại náo một phen. Nhất bị đáng giá hoài nghi người chính là hắn. Richard cùng chư thần phòng thí nghiệm cũng ngay lập tức bắt đầu hoài nghi áo vải sát thần. Có phải hay không là hắn? Hiện tại khả năng rất lớn. Áo vải sát thần có thực lực này. Richard nói. Đúng vào lúc này, có người tìm tới hắn. Hỏa vân tà thần thủ hạ đến. Chủ nhân, để cho ta tới chuyển cáo ngài. Cũng không phải là áo vải sát thần. Khoảng thời gian này chúng ta đang ngó chừng áo vải sát thần. Hắn tuyệt không rời đi đại hạ mảy may. Không thể nào là hắn. Richard lúc này bài trừ áo vải sát thần. Đối với hỏa vân tà thần hắn vẫn tương đối tín nhiệm. Richard một mặt kinh ngạc, như vậy sẽ là ai chứ? Hỏa vân tà thần biết sao? Chủ nhân cũng không biết là người phương nào. Bất quá, chủ nhân nói không chắc là đại hạ, có thể là đại hạ bên ngoài. Người kia nói, cái này khiến Richard sững sờ. Chủ nhân nói kinh khủng thế lực rất nhiều, ví dụ như thánh kinh tổ chức, ví dụ như đế vương tổ chức. Thánh kinh tổ chức. Richard sắc mặt biến đổi. Đối với thánh kinh tổ chức đại danh hắn là nghe qua. Rất thần bí. Hắc ám thượng đế cùng 18 lớn hắc ám thiên sứ, đều mạnh quá mức. Đế vương tổ chức. Bị một phần nhỏ người biết ca tụng là chư thần phòng thí nghiệm đối thủ một mất một còn. Bọn hắn cũng là lấy khoa học kỹ thuật tăng trưởng, là phương Tây Châu đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật thế lực. Chỉ có điều chư thần phòng thí nghiệm một mực không có đem đế vương tổ chức để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, đế vương tổ chức cùng Hắc Thủy công ty là một cái cấp bậc. Nơi nào có thể trở thành chư thần phòng thí nghiệm đối thủ một mất một còn. Cho nên đó căn bản không tại chư thần phòng thí nghiệm suy xét bên trong. Hiện tại hỏa vân tà thần thủ hạ một nhắc nhở, Richard mới ý thức tới cái gì. Thường thường bị xem nhẹ đối thủ, thời khắc mấu chốt ngược lại cho ngươi một kích chí mạng. Richard một mặt âm trầm, đối phương liên tục hai lần ra tay, lại thể hiện ra thực lực cường đại như vậy. Đại khái nói rõ muốn cùng chúng ta vừa tới đáy, lần thứ ba bọn hắn vẫn là sẽ ra tay. Hỏa vân tà thần thủ hạ nói, đúng, chủ nhân còn gọi ta nói cho ngài, có thể nếm thử tự tìm kiếm đá mặt trời vào tay. Mặc dù bọn hắn ra tay cấp tốc, thế nhưng là thời gian ngắn như vậy, lớn như vậy lượng đá mặt trời dù sao vẫn không xa. Richard vừa nghe đến về sau, đôi mắt bên trong hung hăng sáng lên. Đúng a, đá mặt trời lượng rất lớn, cho dù là vận, cũng sẽ không quá xa, duy nhất khả năng tính chính là tại lân cận giấu đi. Richard hoảng sợ nói, tìm, đều cho ta đi tìm. Richard cùng thủ hạ lông mày rốt cục triển khai. Chí ít có điểm đường tác, chí ít biết phương hướng, mà lại không ngoài dự liệu, lần sau đối phương vẫn là sẽ hành động. Bọn hắn còn có cơ hội. Chỉ chẳng qua lần này tổn thất quá thảm trọng. Richard gọi thẳng đau lòng. Cái này cũng thành trách nhiệm của hắn. Lần tiếp theo bố trí nhất định phải phòng ngừa sai sót, nếu không hắn tại chư thần phòng thí nghiệm cũng không ngẩng đầu được lên. Dù sao sỉ nhục này nhất định phải rửa sạch rơi. Vạn nhất lại tăng thêm sỉ nhục, sợ là Richard địa vị cũng rất khó bảo trụ.
Nhanh đi tra cho ta, đi chuẩn bị cho ta. Hỏa vân tà thần kịp thời nhắc nhở, để mê mang Richard có phương hướng cùng kế hoạch. Mà không phải hướng mặt trước như thế đắm chìm trong mắt trợn tròn trạng thái bên trong. Hỏa vân tà thần hoàn toàn chính xác lợi hại, lại còn có thể nhìn chằm chằm áo vải sát thần. Nhưng hắn không có dự liệu được Diệp Quân Lâm còn sống. Hết thảy đều là Diệp Quân Lâm làm. Giờ phút này, Diệp Quân Lâm cùng Chu Tước Thanh Long bọn hắn cùng một chỗ. Không sai, có thể. Những ngày này các ngươi không có phí công luyện. Diệp Quân Lâm cười khen ngợi. Diệp Quân Lâm là cường đại, cần phải tại rộng như vậy phạm vi bên trong, đồng thời phá hủy hết thảy. Một mình hắn vô luận như thế nào cũng làm không được. Cho nên, đây là một lần tập thể hành động. Cũng là Diệp Quân Lâm sớm nghĩ kỹ, muốn kiểm tra đo lường Thanh Long bọn hắn bây giờ sức chiến đấu một lần nhiệm vụ. Kết quả là hoàn mỹ. Bọn hắn hoàn thành Diệp Quân Lâm bố trí. Đá mặt trời đã trở về chỉ định địa phương. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Chuẩn bị một chút đi, đợt thứ ba lại muốn bắt đầu. Đợt thứ ba ta chuẩn bị làm một lần bọn hắn không tưởng được. Diệp Quân Lâm cười cười. Mặt khác Bạch Hổ cùng Kỳ Lân bọn hắn cha thế nào rồi? Diệp Quân Lâm hỏi. Khoảng thời gian này, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Võ bọn hắn một mực đi theo Diệp Quân Lâm bên người làm việc. Những người khác đều đi điều tra chư thần phòng thí nghiệm. Hiện tại chư thần phòng thí nghiệm loay hoay sứt đầu mẻ chán, tất nhiên sẽ có sơ hở. Bọn hắn cũng rất thuận lợi, còn lấy được chư thần phòng thí nghiệm các nơi trên thế giới người phát ngôn danh sách. Diệp Quân Lâm cười cười, tốt, để bọn hắn tiếp tục. Long Kỵ cấm quân đâu, để bọn hắn tất cả mọi người tới gặp ta. Diệp Quân Lâm lại ra lệnh. Sau đó không lâu, Long Kỵ cấm quân toàn bộ đi vào. Khi lấy được Diệp Quân Lâm nhiệm vụ thu xếp về sau, bọn hắn nhao nhao rời đi, không biết đi làm cái gì. Chu Tước bọn người tò mò nhìn Diệp Quân Lâm, lão đại ngươi đến cùng thu xếp bọn hắn cái gì? Cái này các ngươi đến lúc đó liền biết, trước mắt giữ bí mật. Diệp Quân Lâm cười cười. Lão đại chẳng qua lần thứ ba lại nghĩ cướp đi đá mặt trời vậy nhưng quá khó, Richard nhất định vận dụng hết thảy lực lượng đến bảo hộ. Đúng vậy a, một lần hai lần không tiếp tục ba. Huống chi là Richard đâu. Lão đại lần này chúng ta làm sao bây giờ? Đám người một mặt lo lắng. Diệp Quân Lâm cười cười nói, không sao, các ngươi đến lúc đó chờ lấy nhìn là được. Chấm. Tà môn. Có thể tại chư thần phòng thí nghiệm trên đầu hai lần đắc thủ thành công, đúng là hiếm thấy. Lần thứ hai vẫn là để chư thần phòng thí nghiệm tổn thất như vậy thảm trọng. Tại đại hạ Rex, Simpson bọn người triệt để mắt trợn tròn. Không nói đến cái này một đợt tổn thất lớn đến bao nhiêu. Chính là bọn hắn khai thác tiền điện thoại tiền đều là thiên văn số lượng. Cái này hai lần khai thác giá quá lớn. Nhưng tất cả đá mặt trời đều bị cướp đi. Bọn hắn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng a. Ta liền không tin, cái này mặt trời thạch còn vẫn không quay về rồi. Simpson không tin ta. Mấy ngày nay căn bản liền ngủ không ngon. Thật vất vả híp mắt một hồi. Nằm mơ còn mơ tới Diệp Quân Lâm. Mơ tới Diệp Quân Lâm còn sống. Hết thảy đều là hắn làm. Rex thúc thúc, ta ngược lại là cảm thấy có một loại khả năng tính, có thể nói cho Richard tiên sinh. Simpson nói. Rex sững sờ, loại kia khả năng. Ta ngược lại là cảm thấy Diệp Quân Lâm còn sống. Đây hết thảy đều là hắn làm. Hai ngày này ta ngủ gật đều có thể mơ tới hắn, trong mộng chính là hắn làm. Simpson rất khẳng định nói. Hắn loại dự cảm này càng ngày càng mãnh liệt. Phốc, nghe vậy, đừng nói là Rex, chính là tứ đại thiếu nghe được cũng thiếu chút cười ra tiếng. Còn có thể dạng này. Rex trực tiếp giận, Simpson người điên, người quả thật bị Diệp Quân Lâm hù đến. Ta không nghĩ tới một cái chết đi người vậy mà cho ngươi như thế lớn bóng tối. Không phải ta. Simpson còn muốn giải thích, liền bị Rex đánh gãy, nói hưu nói vượn. Hiện tại toàn thế giới ai không biết Diệp Quân Lâm chết rồi. Liền thi thể đều bị hòa tan. Đây cũng là ngươi biết a, hắn làm sao có thể còn sống? Ta. Trong lúc nhất thời, Simpson á khẩu không trả lời được. Nhưng ta dự cảm rất mãnh liệt, cảm giác Diệp Quân Lâm còn sống. Hắn thường xuyên xuất hiện tại trong mộng của ta cảm giác. Tốt, đừng cảm giác, còn tiếp tục như vậy, ta khẳng định ngươi sẽ điên. Ngươi nếu là không nghĩ ngốc, ta có thể phái người đưa ngươi trở về. Rex đã nổi giận. Cái kia ngược lại là không có.
Chẳng qua ta cảm giác có thể cùng Richard tiên sinh nói một chút. Rex mạnh mẽ chừng Jim Sâm liếc mắt, đủ. Ngươi còn ngại không đủ mất mặt, nghĩ mất mặt đến Richard tiên sinh đi đâu sao? Dạng này, Jim Sâm tuyệt không nói cho Richard chuyện này. Nếu như nói cho, trời sinh tính đa nghi Richard nói không chừng sẽ từ đầu điều tra. Chẳng qua là bây giờ hắn đã đem Diệp Quân Lâm lãng quên. Ai sẽ nhớ kỹ một người chết đâu? Đủ rồi, đều đi cho ta nhìn chằm chằm khai thác. Richard tiên sinh lần này cần khai thác 5 ngày lượng. Thứ nhất, 5 ngày thời gian khai thác ra tới lượng to lớn, dù là đối phương muốn cướp đi cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Thứ hai, 5 ngày thời gian đầy đủ Richard tiên sinh bố trí nhất kế hoạch hoàn mỹ, không giống như là lần thứ hai như thế xảy ra chuyện. Rex lần nữa nhận được mệnh lệnh, yêu cầu tiếp tục khai thác. Richard lần này ngược lại là muốn nhìn dùng 5 ngày thời gian bố trí tốt hết thảy, đối phương làm sao phá. Làm sao đem đá mặt trời lần nữa cướp đi. 5 ngày thời gian vội vàng mà qua. Cái này 5 ngày thời gian đem lục đại đá mặt trời khu sản xuất tất cả mọi người mệt đến ngất ngư. Từ khi tiến vào chiếm giữ về sau, nhưng một ngày đều không có nhàn rỗi. Đầu tiên là 3 ngày khai thác, đằng sau 1 ngày khai thác, hiện tại 5 ngày khai thác. Liên tục cửu thiên cường độ cao công việc, làm bằng sắt thân thể đều chịu không được. Chính là bảo hộ khu sản xuất cao thủ, bọn hắn cũng có chút chịu không được. Cũng không phải thân thể, chính là ý chí tinh thần có chút sụp đổ. Tăng thêm trước 2 nhóm khai thác đá mặt trời toàn bộ bị cướp đi. Mỗi người tinh thần áp lực rất rất lớn. Gần như không có người nghỉ qua, liền đi ngủ đều là vấn đề. Dù là Rex, Jim Sâm bọn hắn cũng không có chợp mắt, nhìn chằm chằm vào. Lục đại đá mặt trời khu sản xuất tất cả nhân viên đều mỏi mệt đến cực hạn. Thậm chí có ít người đang làm việc trên đường té xỉu. Tất cả khu vực đều bày biện ra một loại cùng với mỏi mệt trạng thái. Jim Sâm ngáp một cái, làm sao mệt mỏi như vậy đâu. Ta nhanh không kiên trì nổi. Đúng à, không biết chuyện ra sao, ta cảm giác như thế mỏi mệt đâu. Nơi nào xảy ra vấn đề rồi. Tứ đại thiếu cũng giống như vậy trạng thái. Có điểm gì là lạ, làm sao tất cả mọi người là mặt ủ mày chau đây này. Tần thiếu phát hiện có điểm gì là lạ. Có một loại quái dị không nói ra được cảm giác. Giống như nơi nào có vấn đề. Có thể có tinh thần sao. Dạng này cường độ cao công việc, ai có thể chịu được. Đúng a, liên tục cửu thiên a, có thể không khốn mới là lạ chứ. Ta đã sớm không chịu nổi. Chấm. Nghe xong những người khác thuyết pháp, Tần thiếu cảm thấy không có vấn đề. Xác thực cửu thiên cường độ cao công việc thật đáng sợ. Đủ để làm cho tất cả mọi người sụp đổ. Chấm. Xem ra không được a, loại này cường độ cao quá phế nhân. Nhất định phải lấy ra một chút phòng thí nghiệm tăng cường dược tề sử dụng mới được a. Rex cũng phát hiện vấn đề, nhất định phải dùng đặc thù dược tề tăng cường thể lực cùng tinh thần ý chí. Hắn ngáp liên thiên chỉ huy đá mặt trời chứa lên xe. Dù là chứa lên xe nhân viên cũng là mỏi mệt đến cực điểm. Lúc đầu một cái giờ liền có thể sắp xếp gọn tất cả đá mặt trời, lại trọn vẹn dùng 3 giờ. Đủ thấy mọi người có bao nhiêu mệt nhọc. Vận chuyển đội ngũ bắt đầu xuất phát. Richard đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Vô luận là vận chuyển đội ngũ. Hoặc là dọc đường hết thảy, còn có chi viện chiến đội. Toàn bộ làm được không chê vào đâu được tình trạng. Nhất là hấp thu kinh nghiệm của lần trước sau. Richard trọn vẹn tiêu tốn 5 ngày thời gian làm càng tỉ mỉ, tăng phái đi ra cao thủ cùng các loại máy móc còn có tài nguyên tiền tài, là phía trước một lần gấp 10. Đồng thời Richard dẫn đầu chư thần phòng thí nghiệm cao thủ tự mình đến hải vực tọa chấn. Richard liền không tin. Lần này còn có thể đem hàng hóa cướp đi rồi. Đây không có khả năng. Mặt khác hỏa vân tà thần cùng hắn đen mặt trời tổ chức cũng đáp ứng ở bên phụ trợ. Hoặc là trực tiếp ra tay, hoặc là giúp Richard tra tìm manh mối. Richard bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Chờ đợi thế lực thần bí ra tay. Sau đó không lâu, vận chuyển đội ngũ đến hải cảng. Nhẹ nhõm lắp đặt thuyền hàng về sau, bắt đầu xuất phát, tiến về chiến ưng quốc. Toàn thế giới ánh mắt lần nữa tụ tập. Mọi người hô hấp cũng dồn dập lên. Thế lực thần bí sẽ lần thứ 3 ra tay sao? Ra tay sẽ còn thành công sao? Dù sao ai cũng biết Richard bố trí tốt hết thảy. Tốt, bắt đầu, các tổ chú ý. Đề cao cảnh giác, tùy thời liên hệ. 3 phút một lần báo cáo. Richard khởi động hết thảy. Vận chuyển đội ngũ trên biển cả đi thuyền. 1 cái giờ. An toàn.
2 giờ. An toàn. Chấm. Thời gian chuyển rời. 7 giờ trôi qua. Đều là an toàn. Nhưng lúc này, Richard phương diện càng phát cảnh giác lên. Bởi vì hai lần trước ra tay đại khái chính là từ khoảng thời gian này bắt đầu. Đề cao lực chú ý, bọn hắn hẳn là muốn động thủ. Chấm. 8 giờ. Vẫn như cũ là an toàn. 9 giờ. Chấm. 12 giờ. Không thích hợp, bọn hắn còn không xuất thủ sao? Richard bắt đầu nghi hoặc. Cái này đều qua hai lần trước thời gian. Vì cái gì vẫn không có người nào ra tay. Thậm chí hắn an bài mỗi cái khu vực đều không có kiểm tra đo lường đến một tí chấn động. Cái này không bình thường. Hai lần trước đều là tại vận chuyển đội ngũ hàng hải sau 7, 8 tiếng xuất thủ. Kia là thời cơ tốt nhất. Nhưng bây giờ thời gian này đã sớm bỏ lỡ thời gian tốt nhất. Dựa theo vận chuyển đội tốc độ, tiếp qua mấy giờ liền phải đạt tới địa điểm ước định. Kia lúc sau đã là chiến ưng quốc phạm vi. Vô luận như thế nào cũng sẽ không cướp đi. Richard tiên sinh ngài nói đối phương có phải là sợ rồi. Dù sao chúng ta như thế lớn tư thế, ai gặp phải không sợ a? Không sai, lần này đoán chừng đối phương dự liệu được không có khả năng thành công. Cho nên dứt khoát từ bỏ thôi. Rất có khả năng này, nếu như đối phương nghĩ xuất thủ, đã ra tay, sẽ không kéo tới hiện tại. Chấm. Kỳ thật mỗi người nói có đạo lý, Richard đều cho rằng như vậy. Chẳng qua đối với chúng ta đến nói, mỗi một giây đều là nguy hiểm. Mọi người vẫn là đề cao cảnh giác, không thể xem nhẹ mỗi một giây. Richard vẫn là hạ lệnh các bộ nhìn chòng chọc vào. Hỏa vân tà thần bên kia cũng thời gian thực truyền về tin tức. Bọn hắn cũng không có bất luận phát hiện gì. Tại đại hạ bên ngoài nơi nào đó. Diệp Quân Lâm cùng Chu Tước bọn hắn cùng một chỗ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm ngay tại uống trà, một mặt nhẹ nhõm. Lão đại ngươi xác định không cần chúng ta ra tay. Không được bao lâu, đá mặt trời liền bị vận chuyển về chiến ưng đi qua rồi. Ngươi xác định chúng ta không xuất thủ. Đúng a, lão đại để chúng ta ra tay đi. Tiếp qua 4 giờ, hết thảy đều muộn. Đúng, lão đại chúng ta không thể từ bỏ a. Chấm. Ngay từ đầu tất cả mọi người coi là Diệp Quân Lâm có cái gì long trời lở đất kế hoạch. Thật không nghĩ đến Diệp Quân Lâm một mực án binh bất động. Mắt thấy đá mặt trời liền phải bị vận đến chiến ưng quốc. Diệp Quân Lâm còn nhàn nhã uống trà, không có chút nào hoảng. Hắn đến cùng đang chờ cái gì? Tất cả mọi người sốt ruột. Nóng nảy đổ mồ hôi. Diệp Quân Lâm ngẩng đầu nhìn đám người liếc mắt, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể hành động. Thế nhưng là lão đại. Ngậm miệng, nghe lão đại mệnh lệnh. Thanh Long, Huyền Võ quát lớn. Chu Tước cũng quát lạnh nói, Richard đã sớm bố trí thiên la địa võng, các ngươi ai có thể đột phá vào đi. Tất cả mọi người trầm mặc. Không nói thêm gì nữa. Chấm. Richard bên này tất cả mọi người là cao độ chuyên chú, thời khắc nhìn chằm chằm. Nhưng thế lực thần bí chết sống chính là không xuất hiện. Richard cũng không có cách nào. Thời gian tại một chút xíu biến mất. Sắc trời cũng dần dần muốn sáng. Nhưng người vẫn là không có xuất hiện. Thời gian tiếp tục chuyển rời. 6 giờ trôi qua. Thế lực thần bí nhưng không có ra tay. Vận chuyển đội ngũ có kinh sợ nhưng không nguy hiểm tiến vào chiến ưng quốc hải vực. Cùng Richard tự mình dẫn đầu chiến đội triệt để tụ hợp. Nhìn trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại vận chuyển đội, Richard có chút hoảng hốt. Đây là thật hay giả? Sẽ không là đang nằm mơ chứ? Thật trở về rồi. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều có dạng này nghi hoặc. Cái này không bình thường a. Cùng hắn mẹ giống như nằm mơ. Đám người kia vậy mà không có động thủ. Không chỉ là nghi ngờ của bọn hắn, đây là toàn thế giới nghi hoặc. Tất cả mọi người đang chờ mong một trận trước nay chưa từng có đại chiến. Đại hạ đang chờ mong thế lực thần bí xuất thủ lần nữa ngăn cản chư thần phòng thí nghiệm. Nhưng bọn hắn vậy mà không động thủ, lựa chọn từ bỏ. Cuối cùng vẫn là để chư thần phòng thí nghiệm đem đá mặt trời trở đi. Nói cho cùng, vẫn là chư thần phòng thí nghiệm lợi hại a, cuối cùng vẫn là đem cái này thế lực thần bí cấp trấn trụ. Sợ, bọn hắn cuối cùng vẫn là sợ, chư thần phòng thí nghiệm thật mạnh a, khẽ động thật sự, đám người kia cũng không dám. Chấm. Richard không biết vì sao có chút thất lạc. Hắn ngược lại là hy vọng đối phương có thể ra tay. Dạng này mới có thú. Được rồi, đem đá mặt trời toàn bộ vận chuyển tiến trong căn cứ đi.
Hắn mặt mũi tràn đầy thất vọng. Chuẩn bị nửa ngày, đối phương vậy mà sợ hãi. Đây cũng quá không có tính khiêu chiến. Tiếp tục a, làm sao sợ rồi? Richard là muốn đem nhất thế lực thần bí một mẻ hốt gọn. Hắn rất chờ mong tới một lần chính diện đọ sức. Đáng tiếc a, đám người này đến đằng sau cũng không dám ra ngoài hiện. Richard bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi, đi với ta nhìn xem đá mặt trời. Richard muốn kiểm tra một chút vận đến đá mặt trời. Tốt, đám người đi theo. Lần này khai thác 5 ngày, lượng là thật không nhỏ. Đem một chỗ căn cứ nhét tràn đầy. Mở ra nhìn xem. Chú ý phòng hộ. Richard hạ lệnh. Người ở chỗ này đều mặc trang phục phòng hộ. Richard còn mặc đặc chế cơ giáp. Liền sợ hãi đá mặt trời năng lượng làm bị thương. Bọn thủ hạ đem một dương mở ra, tất cả mọi người cảnh giác lui lại. Ừm. Chẳng qua cái dương mở ra sau khi, tất cả mọi người là sững sờ. Bởi vì tất cả mọi người không có cảm thụ đáng sợ đều năng lượng chấn động. Dĩ vãng dù là một khối nhỏ đá mặt trời, đều có siêu cấp mạnh năng lượng phóng xạ. Huống chi một cái dương đá mặt trời, kiệu uy lực, đem người lật tung đều là bình thường. Nhưng là bây giờ vậy mà không có chút nào năng lượng chấn động. Không bình thường. Chuyện gì xảy ra? Richard áp sát tới nhìn. Khi hắn nhìn thấy trong dương tràng cảnh về sau, Richard sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xung huyết biến đỏ. Cái này. Richard đều muốn điên, bởi vì trong dương căn bản cũng không phải là đá mặt trời. Liền nửa khối đều không có. Trong dương tất cả đều là tảng đá, phổ thông tảng đá. Oanh! Giờ khắc này, Richard huyết áp cấp tốc lên cao. Mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê bất tỉnh. Những người khác sau khi thấy, cũng giống như vậy, kém chút không có hù chết. Không thể nào. Một loại dự cảm xấu trong lòng mọi người lan tràn. Nếu là chuyện kia phát sinh, đó mới là đáng sợ nhất. Mau mở ra cái khác cái dương, tất cả cái dương, toàn bộ mở ra xem xét. Richard như bị điên hô to. Thủ hạ nhao nhao đi mở ra cái khác cái dương xem xét. Oanh, oanh, chấm. Cái này đến cái khác cái dương mở ra, bên trong rơi ra ngoài tất cả đều là phổ thông tảng đá. Tất cả đều là. Một chút xíu đá mặt trời đều không có. Cái này cũng không có. Nơi này cũng không có. Cũng không có. Chấm. Cái dương cái này đến cái khác mở ra, tất cả đều là phổ thông tảng đá. Đá mặt trời đâu? Đi đâu rồi? Nương theo lấy cái dương một cái tiếp một cái bị mở ra. Mọi người tâm đều đi theo chìm đến đáy cốc. Không có đá mặt trời. Một cái dương đều không có. Đá mặt trời đi đâu rồi? Không thể nào, có phải hay không chúng ta nơi nào lầm rồi? Vạn nhất đây chính là đá mặt trời đâu? Bao bao ở trong đó? Có người nói. Răng rắc. Chỉ là có người nắm lên một khối đá, nháy mắt bóp nát, tuyệt không năng lượng. Lại một khối vẫn là đồng dạng. Chấm. Cái này giả thiết là không thành lập. Có khả năng hay không là gắn lộn rồi. Hoặc là vận chuyển quá trình bên trong đá mặt trời năng lượng tán giật rồi. Chấm. Đám người đưa ra rất nhiều giả thiết. Lúc này Richard thanh âm vang lên, không cần thảo luận suy đoán. Bọn hắn cuối cùng vẫn là ra tay. Richard thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn một bộ sắp điên dáng vẻ. Đáng ghét. Bọn hắn vẫn là ra tay. Bọn hắn vậy mà ra tay. Chấm. Richard cùng như bị điên hô to. Tất cả mọi người mộng. Ngơ ngác nhìn Richard. Nguyên bản không phải thế lực thần bí sợ, không có ra tay. Bọn hắn đã sớm ra tay, đem đá mặt trời vụng trộm cướp đi. Chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Thế lực thần bí lừa gạt chư thần phòng thí nghiệm, lừa gạt toàn thế giới. Làm toàn thế giới đều cho là bọn họ sợ, không nghĩ tới bọn hắn đã sớm thành công cướp đi đá mặt trời. Chỉ là mọi người còn tại đau khổ chờ đợi. Chư thần phòng thí nghiệm còn bố trí thiên la địa võng, chờ đợi lấy thế lực thần bí ra tay. Làm sao biết đá mặt trời sớm bị đánh cháo? Thế nhưng là đá mặt trời là thế nào bị đánh cháo đi đâu? Muốn ở trên đường đánh cháo tuyệt đối không có khả năng. Richard bố trí nghiêm mật không nói, còn thời khắc nhìn chằm chằm. Không có khả năng xuất hiện một tia lỗ thủng. Huống chi 5 ngày lượng khai thác, quá mức to lớn, nghĩ đánh cháo không có khả năng. Vậy cũng chỉ có tại hải cảng vận chuyển đội trang thuyền thời điểm. Cũng không đúng. Khi đó Richard đã phái đi cường đại vận chuyển đội ngũ, gắt gao nhìn chằm chằm,
không có khả năng xảy ra vấn đề. Nhiều như vậy đá mặt trời đánh cháo, làm sao có thể? Vậy chỉ có thể là khai thác nơi sản sinh đánh cháo. Trước đó tại lục đại khu sản xuất lắp đặt liền căn bản không phải đá mặt trời, mà là phổ thông tảng đá. Tăng thêm vận chuyển đội vận chuyển trang bị là ngăn cách năng lượng chấn động. Cho nên bên trong là phổ thông tảng đá vẫn là đá mặt trời, không ai biết. Đây hết thảy đều là Diệp Quân Lâm thu xếp Long Kỵ Cấm Quân đi làm. Những thời giờ này, Diệp Quân Lâm đối lục đại khu sản xuất quả thực rõ như lòng bàn tay. Thậm chí tỉ mỉ đến mỗi người đi ngủ cái gì quen thuộc đều biết. Long Kỵ Cấm Quân thật sớm chui vào trong đó. Lúc đầu Cửu Thiên không gián đoạn cường độ cao công việc, để tham dự khai thác tất cả ở vào một cái cùng với mỏi mệt trạng thái. Long Kỵ Cấm Quân mới có cơ hội chui vào. Không chỉ có như thế, Long Kỵ Cấm Quân còn âm thầm động tay chân. Diệp Quân Lâm gần như đem độc tà thần bản lĩnh toàn học. Nghiên cứu chế tạo một điểm khiến người sinh ra hôn mê ảo giác dược tề không thành vấn đề. Long Kỵ Cấm Quân tại lục đại khu sản xuất đều sử dụng loại thuốc này, sinh ra vô hình khí thể tràn ngập. Tất cả mọi người mệt mỏi độ gia tăng, tinh thần uể oải, thậm chí xuất hiện ảo giác. Diệp Quân Lâm nghiên cứu chế tạo dược tề, sau đó sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngay từ đầu Tần Thiếu cảm giác không sai. Đích thật là không bình thường. Chỉ có điều tất cả mọi người mỏi mệt, đều tưởng rằng cường độ cao công việc bố trí. Bởi vậy, đem đá mặt trời chứa vào vận chuyển trang bị lúc đầu 1 giờ công việc, lại biến thành 3 giờ. Chỉ có điều tất cả mọi người cảm thấy bình thường, dù sao mọi người quá mệt mỏi. Liên Rex Simpson đều cho rằng như vậy. Richard bên kia không chịu nhận đến phản hồi, càng sẽ không hoài nghi. Mà cái này 3 giờ bên trong, Long Kỵ Cấm Quân lặng lẽ đem tất cả đá mặt trời đánh cháo. Lại đem hết thảy manh mối đều tiêu hủy. Căn bản không có ai biết. Đây chính là Diệp Quân Lâm chậm chạp không xuất thủ nguyên nhân. Bởi vì căn bản từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền không có vận ra đá mặt trời. Chấm. Lão đại nhiệm vụ hoàn thành, đá mặt trời cũng đã an trí thỏa đáng. Lúc này, Long Kỵ Cấm Quân trở về. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, nhấp một miếng nước trà. Chu Tước bọn người mắt trợn tròn. Đây là có chuyện gì? Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Nhìn ra đám người nghi hoặc, Diệp Quân Lâm cười cười, không sai, nhiệm vụ đã hoàn thành, đá mặt trời đã đến trong tay chúng ta. Cái gì, cái này làm sao làm được? Chúng ta thế nhưng là án binh bất động a. Tất cả mọi người sắp điên. Để hắn cho các ngươi giải thích đi. Diệp Quân Lâm cười cười. Rất nhanh Chu Tước bọn hắn liền biết chuyện gì xảy ra. Trách không được Diệp Quân Lâm sẽ bình tĩnh như thế. Nguyên lai hắn từ đầu nguồn liền giải quyết vấn đề. Chấm. Rất nhanh chư thần phòng thí nghiệm khai thác nhóm thứ ba đá mặt trời lần nữa bị cướp đi tin tức truyền khắp toàn thế giới. Toàn thế giới lần nữa chấn kinh. Trọn vẹn 3 lần. Lần này vẫn là lặng yên không một tiếng động đem đá mặt trời lặng lẽ cướp đi. Liền Richard cũng không phát hiện. Bị đám người gọi đùa là chư thần phòng thí nghiệm sỉ nhục lớn nhất. Đại hạ các phương hưng phấn. Đá mặt trời cuối cùng một khối đều không có bị chư thần phòng thí nghiệm mang đi. Nhìn cái này thế lực thần bí là nghĩ triệt để ngăn cản chư thần phòng thí nghiệm a. Vậy chúng ta yên tâm, thậm chí nhất định phải thời điểm cung cấp một chút trợ giúp. Chấm. Thiên sách phủ chờ một chút bắt đầu tỏ thái độ. Có người ra mặt quả thực quá tốt. Ngươi còn không thể quái đến đại hạ trên đầu. Chấm. Tin tức tại toàn thế giới bên trong truyền bá lên men. Chư thần phòng thí nghiệm mặt mũi triệt để đều không có, Richard bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Richard đều muốn chết. Richard tiên sinh, hỏa vân tà thần tìm ngài. Tranh thủ thời gian, liên thông hắn. Đối diện truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, cái này một nhóm đá mặt trời 8-90 xác suất tại đại hạ, căn bản không có vận ra tới. Người của ta đang ngó chừng thiên sách phủ cùng đại hạ, không có bất kỳ cái gì dị động, nói rõ đá mặt trời căn bản chính là tại đại hạ. Căn bản không có vận ra đại hạ. Ngươi có thể vận dụng thủ đoạn tại đại hạ tìm một chút. Richard đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng. Khoảng thời gian này, hắn đều đang suy nghĩ đến cùng là cái kia một vòng thiết bị đánh cháo. Chẳng qua hắn chưa hề nghĩ đồ vật là tại đại hạ đánh cháo. Tại hắn trong tiềm thức, nơi nào là an toàn nhất? Không có khả năng xảy ra vấn đề. Tăng thêm lần trước hỏa vân tà thần cung cấp mạch suy nghĩ. Nói có thể là thánh kinh tổ chức một loại.
Cái này khiến Richard hoàn toàn đem ánh mắt tập trung ở đại hạ bên ngoài các thế lực lớn trên thân. Đối đại hạ chưa hề hoài nghi. Bây giờ Hỏa Vân Tà Thần một nhắc nhở, hắn lập tức kịp phản ứng. Lần này đá mặt trời bị đánh cháo, tuyệt đối là tại đại hạ cảnh nội ra sự tình. Như vậy bị đánh cháo đá mặt trời cũng tuyệt đối tại đại hạ. Sẽ không đi quá xa. Dù sao đại hạ bên kia cũng có thiên sách phủ những cái này nhìn chằm chằm. Một khi để bọn hắn phát hiện, bọn hắn cũng sẽ có điều động tác. Chẳng qua Hỏa Vân Tà Thần bên kia đang ngó chừng, những thế lực này đều không có tình huống. Vậy nói rõ căn bản liền không có vận ra tới. Được, ta biết, đây là người ta lần thứ nhất chính diện hội thoại, có cơ hội gặp mặt. Richard cúp máy trò chuyện sau. Lập tức thu xếp Rex bọn hắn hành động. Vận dụng hết thảy nhân mạch tài nguyên, tại đại hạ tìm đá mặt trời. Đồng thời hắn lại phái một chút nhân viên kỹ thuật mang theo dụng cụ đo lường tiến về. Hắn không dám phái một chút cường giả tiến vào đại hạ. Dù sao người phái những người này đi, thiên sách phủ sẽ nhìn chằm chằm, thậm chí còn có thể khu trục. Những người này là không có lý do. Richard tức giận đồng thời, may mắn có Hỏa Vân Tà Thần cái này đồng bạn. Luôn luôn tại hắn cần thời điểm xuất hiện. Bổ đủ hắn nhược điểm, trở thành hắn vương bài phụ trợ. Chấm. Lão đại vừa mới đạt được tình báo, Richard phái người tại đại hạ cảnh nội tìm kiếm đá mặt trời. Ta nghe Long Kỵ Cấm Quân bên kia nói, nhóm thứ ba đá mặt trời liền giấu ở đại hạ. Còn chưa kịp chuyên trở ra ngoài. Chu Tước lo lắng nhìn xem Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cười cười, tìm đi, để bọn hắn tìm đi. Chu Tước nghi ngờ nói, lão đại, vậy nếu là thật để bọn hắn tìm được đâu? Tìm được thì thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể trở đi sao? Ta sẽ để cho bọn hắn mang đi sao? Diệp Quân Lâm hỏi ngược lại. Minh bạch. Chu Tước nháy mắt liền minh bạch. Đá mặt trời giấu nơi nào không sao, nhưng chỉ cần là tại đại hạ. Như vậy liền cùng lục đại khu sản xuất còn chưa khai thác đá mặt trời đồng dạng, bọn hắn dù là tìm được, cũng là vẫn không đi ra. Mãi mãi cũng là thuộc về đại hạ. Cái này khái niệm phải biết rõ ràng. Ngươi tìm tới đá mặt trời, chưa chắc ngươi có thể trở về đi, chưa chắc chính là các ngươi. Đại khái suất, thậm chí 100% chính là vẫn không đi ra. Cho nên chư thần phòng thí nghiệm căn bản chính là tại làm chuyện vô ích. Có tìm đá mặt trời công phu, còn không bằng đi khai hoang. Huống chi không nhất định tìm được. Rex bọn hắn tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, nổi điên giống như tại đại hạ tìm kiếm đá mặt trời ở nơi nào. Tiêu tốn thời gian tài lực nhân lực lớn diện tích tìm kiếm lấy. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm căn bản liền không có coi như một chuyện. Hắn tại làm tiếp theo giai đoạn kế hoạch. Mấy ngày nay Richard cũng không dám tiếp tục khai thác. Một mực đang tìm kiếm nhóm thứ ba mất đi đá mặt trời ở nơi nào, cùng các phương diện tìm kiếm thế lực thần bí. Chỉ là ý nghĩa không lớn. Trên cơ bản đều là dậm chân tại chỗ. Richard cả ngày mặt mày ủ rũ. Nếu không phải Hỏa Vân Tà Thần cung cấp một chút manh mối cùng phương hướng, hắn đều muốn sụp đổ. Gần đây làm cho hắn liền thí nghiệm đều không tâm tư đi làm. Đã đình trệ một đoạn thời gian. Richard tiên sinh, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Nhóm thứ ba mất đi đá mặt trời tìm được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây là bản truyện cân vớt, mong các bạn thông cảm. Hết tập 41.